Bạch Tư không phải không còn lưu luyến gì mà là tâm lý tuyệt vọng. Nữ nhân tuyệt vọng thường nhớ lại những việc cũ. Mọi người dậy rất sớm, Hy Bình không muốn cùng Lãng Vô Tâm mấy người đó đi chung đường, vì vậy trời vừa sáng liền gào thét cả bọn thức giấc. Hắn đến gõ cửa phòng Lãng Vô Tâm, thần đao tứ hoa quần áo sộc sạch hoang mang chạy ra. Lãng Vô Tâm nói một câu, sau này đừng đến tìm bọn ta nữa, rồi lại ngủ tiếp. Dã Mân Côi lộ ra khuôn ngực trắng như tuyết và nhũ câu sâu thẳm, cúi đầu bước ra, đến trước mặt Hy Bình nói, xin lỗi. Hy Bình cài lại áo cho nàng, ôm nàng nói, không có gì phải xin lỗi, là tên Lãng Vô Tâm rẻ tiền, đi thôi. Chúng ta còn phải lên đường. Khi mọi người cưỡi ngựa đi khỏi, Bạch Tư đứng ở cửa khách điếm tiễn biệt bọn họ đi xa, có điều Hy Bình tịnh không biết việc này. Trên con đường này, chẳng biết vì sao, chạy ra rất nhiều võ lâm nhân sĩ, đều là cùng bọn họ đi chung một hướng. Một vài giang hồ nhân sĩ, thấy bọn họ trẻ tuổi, lại có nhiều mỹ nữ như vậy, đều muốn hướng đến các nàng nói lời ong bướm, nhưng đều bị Tứ Cẩu và Độc Cô Minh đuổi đi. Nói đến đánh nhau, đám trẻ tuổi bọn họ trái lại còn chưa từng sợ một ai. Thần đao tứ hoa từ khi cùng Lãng Vô Tâm vui vẻ một đêm xong, có đến 2-3 ngày ngượng ngùng khi nói chuyện cùng mọi người. Nhưng mà Tứ Cẩu, Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh không hiềm vì bọn họ. Mới ban đầu còn cho rằng là các nàng ghét bọn họ đến nỗi không nói một lời, về sau phát giác không phải như vậy, nhưng lại làm như không có việc gì, vẫn như trước cùng bọn nàng thông đồng. Thần đao tứ hoa tự nhiên cực kỳ yêu thích, nên lại quảng Lãng Vô Tâm sang một bên, chỉ coi như là loại đàn ông ngu ngốc ở bên cạnh. 10 ngày sau, tới được Cẩm Châu Thành. Cẩm Châu Thành tuy phồn hoa, chỉ là đối với bọn họ mà nói cũng không có gì kỳ lạ, bất quá đối với mỹ nữ trên đường, thì bọn họ lại đặc biệt lưu ý. Đương nhiên, người trên đường đối với đám tuấn nam mỹ nữ bọn họ cũng cảm thấy say mê. Khi vào thành chỉ mới là chập tối, bọn họ liền đến ở tại một khách điếm. Trong khi ăn cơm, nghe được xung quanh có người bàn luận gần đây ở Cẩm Châu Thành có đạo hoa tặc hoành hành. Đã có khuê nữ của hơn 10 hộ gia đình gặp tai ương. Quan địa phương khẩn cấp điều tra, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Mọi người nghĩ thầm, tên đạo hoa tặc này quả nhiên biết chọn địa phương, trong thành này mỹ nữ rất nhiều, tùy tiện hái loạn cũng không thể hái nhầm đậu hũ thối. Bọn họ nói đùa với chúng nữ, các nàng tối nay cẩn thận chút, đừng có ngủ như chết, coi chừng đạo hoa tặc bò lên người các nàng đó. Chúng nữ cười mắng, ai sợ ai. Ngay cả đám dâm côn các ngươi bọn ta còn không sợ, lại sợ một tên đạo hoa tặc. Liền đó lại tiếp tục nghe thêm, nghe có người nói đạo hoa tặc muốn hái đệ nhất hoa trong thành này là Mỹ Mỹ. Nghe nói, là Mỹ Mỹ này là đệ nhất mỹ nữ của Cẩm Châu Thành, gia gia nàng từng làm đại quan trong cung. Bây giờ cáo lão về quê nhà, vẫn là nhà giàu nhất trong thành. Người này có nhất thê tam thiếp, nhưng chỉ sinh được một nhi tử. Nhi tử có nhất thê lưỡng thiếp. Nhưng cũng chỉ sinh được một nữ nhi là Mỹ Mỹ, càng đúng là quái sự. Thế nhưng, là Mỹ Mỹ nữ hài này đúng là một nhân vật xinh đẹp, thiên sinh lệ chất. Năm nàng 18, đã có rất nhiều công tử của các quan gia phú thương đến cửa cầu thân, nhưng luôn bị La Phủ cự tuyệt, lý do là La Mỹ Mỹ nhìn thấy chướng mắt. Bây giờ, đạo hoa tặc tuyên bố muôn hái đóa hoa phú quý là Mỹ Mỹ này, La Phủ tự nhiên phải phòng thủ nghiêm ngặt, không ai biết đạo hoa tặc có thể đắc thủ không. Mọi người đối với đạo hoa tặc không có bao nhiêu hứng thú, nhưng đối với La Mỹ Mỹ thì có, thậm chí nghĩ đến việc đi hái hoa cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Cười nói một hồi, rồi cũng tản ra người nào lại về phòng người đấy, lại là một đêm. Sáng sớm vừa ra cửa, liền nghe trên đường có người bàn tán, tối qua đạo hoa tặc đã đắc thủ, La Mỹ Mỹ đã thất tung, ngay cả tỷ nữ tiểu tước ngủ cùng cũng thất tung theo. Khi người của La Phủ đi vào phòng bọn họ, trong phòng còn có dư vị của mê hồn hương, đoán chừng tặc nhân cũng chưa chạy xa, bắt đầu truy tìm bốn phía. Mọi người xuôi theo con phố ra khỏi cổng thành, tiếp tục lên đường. Mãi đến tối, thì đến một tòa thâm sơn Cẩm Lạc Sơn. Lôi Long nói, khoái mã vượt qua ngọn núi này, chắc phải mất ba thời thần, xem ra tối nay vô pháp vào được khách điếm rồi. Hoa Tiểu Ba nói, ta lại thích ở trong núi này tìm một hang động để ngủ, chỉ cần được ôm mỹ nữ. Ngủ ở đâu cùng là thiên đường. Hắn quay mặt về thần đao tứ hoa nói, tối này ngủ cùng ta. Thần đao tứ hoa cười mắng một trận. Độc Cô Thi đột nhiên chỉ về phía trước, kinh hãi nói, mã xa. Thế là, mọi người lại quất ngựa đi tới. Hoa Tiểu Ba vén mở mảnh vải trên mã xa,
nói, trong này có mùi thơm của nữ nhân và mê hồn hương, có lẽ chính là mã sa thải hoa tặc dùng. Giờ hắn lại vứt bỏ xe ở chỗ này, hiển nhiên là chuẩn bị tìm chỗ để làm hảo sự. Tứ cẩu nói, Lộ Kiến bất bình. Hoa tiểu ba tiếp lời, bạt đao tương trợ. Hy Bình cười nói, không ngờ các ngươi cũng có mấy phần hiệp tâm thối này, hắc hắc. Đưa mắt nhìn con ngựa chết trên mặt đất, rồi lại nói, chúng ta quay lại đi. Hắn khẳng định là ở phía sau. Không cho một lời giải thích, Hy Bình liền dẫn đầu quay đầu ngựa, quất roi phi như điên trở lại. Chạy băng băng một trận xong, Hy Bình dừng lại nói, vết máu là bắt đầu từ chỗ này, đạo hoa tặc chắc chắn làm hảo sự ở quanh đây, phân ra tìm. Một thời thần sau vô luận tìm thấy hay không, đều tập hợp ở đây. Thi Nhi, theo ta, hắn và Độc Cô Thi quất ngựa đi vào mật lâm sâu thẳm. Độc Cô Thi nói ca, muội nghĩ là huynh không giống người làm việc tốt, sao lại tích cực như vậy? Hy Bình cười nói, anh hùng cứu mỹ nhân là mộng tưởng của nam nhân, ta rảnh không có việc gì, thì lại đến ngay cơ hội này. Nếu cứu được, có thể nàng ta còn dĩ thân tương hứa đến báo đáp ta nữa. Độc Cô Thi nói, muội đối với huynh dĩ thân tương hứa cũng không thấy huynh tiếp nhận, lại hy vọng nữ nhân khác dĩ thân tương hứa. Chẳng nhẽ huynh chê Thi Nhi tàn hoa bại liễu? Hy Bình đưa mắt lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp nửa giận nửa vui của Độc Cô Thi, nói, Thi Nhi, nàng ở trong mắt ta vẫn là xử nữ. Độc Cô Nhi giận nói, người ta là phụ nữ có chồng, sao lại còn là xử nữ? Hy Bình nói, ta có thể làm nàng chảy máu như vậy, có thể làm nàng đau đến cào cấu điên cuồng. Độc Cô Nhi nói, ca, chàng xấu xa, dừng một chút, mắt nhìn về phía trước, nói, trước mặt có ánh lửa. Hy Bình xuống ngựa, rồi cũng bế Độc Cô Thi xuống, sau đó buộc hai con ngựa chung vào một cái cây, nói, Thi Nhi, nàng mỹ nữ cứu mỹ nữ, thế nào? Độc Cô Thi chu miệng thổi nhẹ vào hắn, hai người lặng lẽ đi về nơi phát ra ánh lửa. Đó là một sơn động, động khẩu khá lớn, ánh lửa là từ trong động phát ra. Hai người nghe thấy một tiếng quát yêu kiều từ trong động, dâm tặc, ngươi dám. Xem ra nữ tử này vốn quen la hét người khác, lúc thế này mà vẫn còn ương ngạnh như vậy. Một giọng đàn ông cười nói, là mỹ nhân, ta có gì mà không dám. Y phục của hai người các nàng đều bị ta cởi sạch rồi, bây giờ chỉ chờ ta nhập động quang. Sao, không hoan nghênh à? Ngừng một lúc, lại nói, hai người các nàng ai mời ta trước? Hy Bình và Độc Cô Thi đã tới gần động khẩu, chỉ thấy trong động rộng lớn, so với sơn động Hy Bình và Lãnh Như Băng với các nàng kia ngủ chung thì lớn hơn gấp rưỡi. Ở trong động quay lưng về phía bọn họ là một gã nam nhân trần truồng cao gầy, hai nữ nhân đang nằm dưới đất cũng lõa thể như vậy, không nhìn thấy rõ dung mạo bọn họ. Nam nhân kia nói, vậy thì bắt đầu từ la mỹ nhân nha. Liền muốn nhào lên người mỹ nhân. Thình lình, đằng sau hắn truyền đến một câu, lão huynh, đừng gấp. Nam nhân như bị điện giật quay người lại, nhìn thấy Hy Bình. Độc Cô Thi trốn sau đám cây chưa đi ra, bởi vì Hy Bình bảo nàng xem hắn anh hùng cứu mỹ nhân thế nào. Hy Bình cũng đã thấy rõ nam nhân trước mặt, vóc dáng cũng có thể gọi là cường tráng, chỉ tiếc là xấu cực kỳ, chả trách lại muốn hái hoa. Hy Bình nói, lão huynh quả nhiên là sinh ra để hái hoa. Xấu xí như vậy, không hái hoa thì ngay cả kỹ nữ cũng lười tiếp đãi hắn. Không còn cách nào khác, nhất định phải trở thành kiểu người chỉ có thể hái hoa. Gã nam nhân cho rằng Hy Bình nói hắn cường hãn, bất giác cúi đầu nhìn xuống hùng căn của bản thân, ngạo nghễ nói, không có chút vốn liếng, làm sao có thể hái hoa. Đột nhiên lại nói, ngươi là ai? Vì sao lại đến đây? Hy Bình cười nói, lão huynh, kiến giả hữu phận, dưới đất có hai mỹ nhân, huynh không mời ta cùng hưởng chung sao? Nam nhân nói, ngươi đừng đến phá hảo sự. Nếu không, lão tử thịt ngươi đó. Cút. Hy Bình tiến tới gần, nhìn hai thiếu nữ trên mặt đất. Nàng lớn hơn nhìn như hoa tựa ngọc, phú quý vô bỉ, đang phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt tỏ ra khinh thường. Nàng hơi nhỏ hơn kia, có lẽ chỉ khoảng 14-15 tuổi, dáng dấp cũng xinh xắn khả ái, đang sợ hãi nhìn hắn. Hy Bình nói, lão huynh, mấy nữ nhi này đẹp như vậy, không chia cho ta một người, không phải là hảo hữu đâu. Nam nhân nhìn hắn rất lâu, nói, xem ra ngươi cũng là người đồng đạo, đã gặp mặt nhau, vậy cùng tới đi. Lúc thế này mà còn giết người không khỏi ảnh hưởng xấu đến tư tưởng. Hy Bình lập tức chỉ vào La Mỹ Mỹ, nói ta muốn cô này. Nam nhân không vui nói, cái này không được, ngươi lấy tiểu nữ hài đó.
Hy Bình nói, không được đâu, huynh lại kêu ta cưỡng hiếp tiểu nữ hài. Nam nhân mỉm cười nói, bọn ta làm như vậy được, 8 tuổi đến 80 tuổi đều không bỏ qua. Hy Bình tán đồng nói phải, liền cởi quần áo ra. Nam nhân vừa muốn nhào đến thân hình lõa thể của La Mỹ Mỹ, Hy Bình vội nói, lão huynh, đợi chút, chúng ta so tài xem ai làm lâu hơn. Nam nhân tự đại nói, so thì so, người sẽ thua mất mặt, nhanh lên. Hy Bình cởi sạch y phục liền nhào tới thân thể trần truồng non mềm của tiểu tước sờ soàng, gặm mút lung tung. Gã nam nhân nhìn thấy, cười thầm một tiếng, cũng vồ lấy thân hình La Mỹ Mỹ mà giày vò, khi đang muốn đỉnh thương nhập động, bỗng cảm thấy bản thân bị người ôm chặt ở thắt lưng. Hắn kinh hoàng muốn giãy thoát ra, thì phát giác cánh tay đang siết hắn cứng như thiết côn, hắn gào to, tiểu tử, người dám ám toán ta Thái Hoa Lãng Tử, sư phụ ta Dương Long Quân sẽ không tha cho ngươi. Hy Bình cười nói, ngươi như vậy mà dám bắt lão tử với một nha đầu mang tơ thân mật. Lão tử tiễn ngươi đến Tây Thiên gặp Phật Tổ, sau đó lại cùng với mỹ nữ vui vẻ. Thái Hoa Lãng Tử nói, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta giao La Mỹ Nhân cho ngươi. Không, cả hai đều cho ngươi. Hy Bình nói, trễ rồi. Gắng sức đập đầu hắn vào vách động, kết thúc cuộc đời hái hoa của hắn. Độc Cô Thi từ khóm cây nhảy ra, nhào vào bờ ngực trần của Hy Bình, nói ca, chàng thật khỏe. Hy Bình sợ đáp, còn khỏe. Để lừa được hắn tin tưởng, ta phải hy sinh thân thể, cởi hết ra để người khác thưởng thức, lại còn phải cùng tiểu nha đầu nồng nhiệt, nếu như có bảo đao ở trong tay, lão tử tới chém cho hắn một đao. Độc Cô Thi nói ca, không có bảo đao, huynh đối phó không được hắn sao? Hy Bình nói, ta sợ đánh không trúng hắn, lúc trước ta tay không đánh người biết chút võ công, đều là con mẹ nó đánh không lại. Bất quá để ta ôm phải, bọn chúng chỉ còn biết kêu to. Thi Nhi, để ta mặc y phục trước đã. Lưỡng nữ nằm dưới đất biết nam nhân trước mặt sẽ không làm hại bọn họ, dường như thở phào một hơi. La Mỹ Mỹ yên tâm kêu lên, còn không giúp bọn ta mặc y phục. Hy Bình vừa mặc y phục vừa nói, các người không phải có tay có chân sao? La Mỹ Mỹ mắng, hỗn đản, người không nhìn thấy bọn ta không cử động được sao? Hy Bình nói, Thi Nhi, giúp bọn họ giải khai huyệt đạo. Ta không biết. La Mỹ Mỹ nói, bọn ta không bị điểm huyệt, chỉ là bị tên tử quỷ đó cho ăn một loại thuốc, toàn thân yếu ớt vô lực. Hy Bình nói, không thể trách lão tử khi ở trên người nàng, nghĩ là nàng cũng giống như là không có xương cốt. Thi Nhi, nàng làm hộ đi, ta muốn ra ngoài ca hát. Độc Cô Thi ngạc nhiên hỏi, ca, tại sao vậy? Hy Bình cười nói, bọn họ nghe được giọng ca tuyệt vời của ta, sẽ chạy đến ngay. Hắn quả thật chạy ra ngoài động hát to bán dạ tình ca, làm hổ báo điểu trùng đang ngủ toàn bộ đều tỉnh bởi tiếng ồn ào. Các loại động vật đều cảm thấy cái con gà trống hoang bị thần kinh này thật kỳ quái, bán dạ tam canh mà gáy không ngớt. La Mỹ Mỹ mặc y phục xong liền kháng nghị nói, không được hát, tai ta đều bị ngươi làm điếc rồi. Hy Bình còn cho rằng cũng không tệ, quay đầu nhìn chằm chằm vào La Mỹ Mỹ, rất không vui nói, là ý tứ gì? Lão tử đã cứu nàng. Hát vài bài chúc mừng cũng không được. La Mỹ Mỹ nói, cũng chưa nghe qua có người nào hát khó nghe hơn ngươi. Hy Bình nổi cáu nói, khó nghe, ta cứu nàng, nàng không những không dĩ thân tương hứa, còn nói ta hát khó nghe. La Mỹ Mỹ bĩu môi nói, vốn là như vậy đó. Hy Bình ngồi xổm xuống nắm lấy cổ áo nàng, nói, nàng không thể thành thực một chút sao? Nói dối đối với nàng có lợi ích gì? La Mỹ Mỹ la to, buông ta ra. Người so với tên dâm tặc đó còn đáng ghét hơn. Hy Bình bực tức nói, sớm biết như vậy, ta đã để tên dâm tặc không đáng ghét đó vui vẻ với nàng, xem nàng có còn cãi bướng. Hắn bỏ La Mỹ Mỹ ra, lại đối với tiểu tước ra vẻ tươi cười nịnh hót nói, tiểu nữ hài xinh đẹp, nàng nói đi ta hát có hay không. Tiểu tước sợ hãi nhìn hắn, không nói ra lời, hiển nhiên còn sợ hắn giống như vừa nãy gặm mút loạn trên người nàng. Vẻ tươi cười của Hy Bình như đông cứng lại. Nói, từ lúc bắt đầu nhìn thấy nàng, mãi đến bây giờ, nàng một lời cũng không nói. Chẳng nhẽ nàng là người câm, cho dù là người câm, nàng cũng nên gật đầu, mới không uổng công ta cứu sự thanh bạch của nàng. La Mỹ Mỹ mỉm cười nói, ngươi cứu thanh bạch của Tước Nhi. Ban nãy ở trên người Tước Nhi chính là ngươi, vậy mà vẫn có mặt mũi nói cứu thanh bạch của Tước Nhi. Ngươi nhìn kỹ lại đi, trên người Tước Nhi vẫn còn nước dãi của ngươi đó. Hy Bình tức giận điên cuồng, hướng tới Độc Cô Thi nói, Thi Nhi,
lấy cái gì đổ vào miệng thối của nàng ta? Độc Cô Thi nói, ca, muội không thể. Thi Bình nói, thôi quên đi, để nàng ta tiếp tục nói láo. Cái kiểu nữ nhân như nàng ta, một ngày mà không nói láo, chắc sẽ chết đó. Hắn lại hướng đến tiểu tước nói, uy, nàng rốt cuộc nói một câu xem. Ít ra cũng nên nói cho ta biết, nàng tên gì chứ? Tiểu tước khẽ nói, tiểu tước. Thi Bình vui mừng nói, hóa ra nàng không phải là người câm, mau nói ta hát rất hay đi. Hắn vẫn là không được thì không chịu. Tiểu tước nói, muốn ta nói lời thực sao? Thi Bình khẳng định nói, lời thực. Tiểu tước hơi sợ nói, người sẽ không mắng ta, cắn ta chứ? Nàng vẫn là sợ Hy Bình như lúc nãy nhào lên người nàng gặm mút. Hy Bình cười lớn nói, sao lại thế được? Tiểu tước giọng cực nhỏ nói, người hát, rất khó nghe. Hy Bình sững người, đột nhiên ôm nàng lên, đặt lên đùi hắn, phát vào mông nàng, nói tiểu hài tử mà lại học người lớn nói láo, để xem nàng sau này có dám không thành thực không? Ngoài động khẩu truyền vào thanh âm của Hoa tiểu ba, tỷ phu, ai không thành thật? Hy Bình vừa cười vừa chửi rủa, lúc người đi cái con mẹ nó, cũng không mang đao cho ta, xém làm ta không làm nổi anh hùng. Chúng nhân xuất hiện trong động. Hoa tiểu ba nói, tỷ phu, không có đao, huynh đã tàn nhẫn như vậy, đập vỡ đầu của hắn. Nếu có đao, huynh không phải là chặt hắn ra như tương hay sao? Hy Bình nói, hắn thấy ta đẹp trai hơn hắn, cực kỳ tự ti, tự chạy đập đầu vào vách. Độc Cô Minh cười nói, hóa ra đẹp trai cũng là một loại vũ khí đáng sợ. Đương nhiên rồi, Thi Bình đắc ý nói, còn là một loại vũ khí đối với nữ nhân có lực sát thương vô cùng. Từ Bạch Lộ hừ nói, xú mỹ. Thi Bình đưa mắt nhìn chòng chọc vào nàng, nói, nàng nói cái gì? Qua đây. Từ Bạch Lộ quay mặt sang một bên, nói ta không. Thi Bình cười nói, nàng còn không qua, ta sẽ ép cung đó. Nguyên lại lần trước Từ Bạch Lô kiên quyết nói là Hy Bình cưỡng bức nàng cầm lấy nam căn của hắn, Hy Bình trước mặt mọi người đã thừa nhận, lúc này nếu nàng không đi qua, Hy Bình sợ là sẽ thực sự muốn ép cung. Từ Bạch Lộ chỉ biết căm giận đi qua, nói, được chưa? Hy Bình bế tiểu tước đang ở trên đùi hắn ngồi sang một bên, nói ta không đánh nàng, nàng vẫn nằm trên đùi ta. Gì, sao lại chảy nước mắt, ta đâu có đánh đau nàng. Tiểu tước nói, người ta đau đó. Hy Bình nói, hảo, ta không đánh nàng, ngồi ngoan. Tiểu ba, qua đây chăm sóc bọn họ. Nói xong, hắn kéo Từ Bạch Lộ vào lòng, hôn mạnh lên nàng, nói, đây mới gọi là xú mỹ. Hoa tiểu ba kiểm tra la mỹ mỹ xong, nói, bọn họ chỉ bị uống nhuyễn cốt tán, ba thời thần sau sẽ khôi phục. Hy Bình nói, người đi ra nhặt chút củi khô, đống lửa ở đây sắp tắt rồi. Hoa tiểu ba kháng nghị nói, tỷ phu, tại sao mỗi lần đều là đệ? Sắc đẹp của mỹ nữ ở trước mắt này có thể so được băng tỷ tỷ, nhìn thấy kiều quý vô cùng, đệ phải giữ gìn hình tượng trước mắt nàng. Triệu Tử Huy nói, hình tượng nhặt củi cũng tốt, đi đi. Hoa tiểu ba lầm bầm trong lòng, vậy sao ngươi không đi? Nhưng cuối cùng hắn cũng đi ra khỏi động, nhặt về một bó củi to. Lôi Long nói, tối nay ở trong này nghỉ ngơi vậy. Độc Cô Minh nói, là cô nương, ngày mai bọn ta không thể đi cùng các nàng. Các nàng có thể tự mình về nhà không? Là Mỹ Mỹ trừ đối với Hy Bình có thành kiến, còn đối với những người khác đều rất vui vẻ, cười nói, chúng ta không quay về, theo các người được không? Hoa tiểu ba đang cho thêm củi vào đống lửa, nghe là Mỹ Mỹ nói như vậy, hắn mừng rỡ nói, tốt quá. Hoàng Đại Hải nói, như vậy không tốt, người nhà của nàng sẽ lo lắng. Là Mỹ Mỹ nói, ngày mai đến trấn kế cận, ta sẽ sai người báo với người nhà là ta vẫn bình yên khỏe mạnh, các người không phải vì ta lo lắng. Thi Bình nói, ta phản đối, trừ phi nàng nói ta hát nghe hay. Chúng nhân toàn bộ đều nhăn mày lắc đầu. Hoa tiểu ba vì muốn Mỹ nhân đi cùng, đành dối lòng nói, tỷ phu, huynh hát đúng là rất hay. Thi Bình vui mừng nói, vẫn là tiểu ba ngươi khá thành thật. Từ Bạch Lộ lẩm bẩm bên tai hắn, chơ cháo chết người. Thi Bình bực bội nói, ngươi. Bàn tay vỗ vào mông phát ra tiếng vang trong trẻo, truyền khắp cả khu rừng đêm. Sau đó, lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Thi Bình đối với sự đồng hành của chủ tì La Mỹ Mỹ không có ý kiến phản đối, bất quá đối với chuyện này, ngoài trừ hắn ra, hầu hết tất cả nam nhân đều tán đồng. Nhưng mà ngựa lại không đủ, đành phải để Thiên Phong Song Kiều cùng cưỡi một con.
là Mỹ chủ tớ chung nhau cưỡi một con. Sau lại phát giác không có thuận tiện, Hy Bình liền dùng lực bế tiểu tước ngồi lên trước hắn, rồi gọi Từ Hồng Hà ngồi phía sau, ô long chính là dị chủng trong loài ngựa, dù chở ba người vẫn cứ phi như bay. Tiểu tước có vài lần quay mặt lại hung dữ chừng nhìn Hy Bình, bởi vì hạ thể thô cứng của hắn liên tục va chạm làm nàng gần như phải rên rỉ, khiến mặt đỏ bừng. Bọn họ tới một trấn nhỏ, liền đặt mua một con ngựa, tiểu tước không cưỡi ngựa, vẫn cứ tiếp tục cùng Hy Bình cùng cưỡi con ô long. Trong lúc đó, La Mỹ lấy tiền thuê một người chạy việc tới Cẩm Châu thành báo bình an. Tiền tự nhiên có thể lấy mà không cần hoàn trả trên thế giới này, nữ nhân mượn tiền nam nhân, rất ít khi trả lại. Thời gian giống như ngựa phi, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Vào tối ngày này, chúng nhân đã đến được thạch đầu trấn ngoài thành Phượng Tiên, phỏng chừng đêm nay vẫn chưa vào được thành, vì vậy tìm khách điếm ngủ trọ. Hy Bình vừa mới xuống ngựa, lập tức tiểu tước liền hô, đại sắc lang, bế tước nhi xuống ngựa. Hoa tiểu ba sung phong nhận lấy nói, tiểu tước, ta tới bế ngươi. Tiểu tước bĩu môi, nói, ngươi không được, ta muốn đại sắc lang. Hy Bình giơ hai tay lên bế nàng xuống tới, nói, ngươi không được lúc nào cũng bảo ta đại sắc lang, được không? Mỗi lần đều bắt ta bế lên bế xuống, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không thể tự mình thay đổi xưng hô dễ nghe một chút sao? Tiểu tước nói, ai kêu ngươi lúc trước bổ nhào vào trên người ta cắn loạn? Ta phải gọi ngươi đại sắc lang, ngươi đúng là háo sắc ma, mỗi lần đều. Nàng vốn định nói tất cả mỗi lần ngươi chạm vào tước nhi. Liền bị Hy Bình ngắt lời nói, tốt lắm, ngươi thích gọi như thế nào thì gọi như thế, đừng có nói bậy. Hắn không nghĩ cho mọi người biết hắn trong khi ôm một tiểu cô nương cũng sẽ hưng phấn cương lên, cái đó quả thực là quá mất nhân tính, đương nhiên cũng thật mất mặt. Tiểu tước ôm lấy cánh tay cường tráng của hắn, ỉ ôi nhìn hắn, nói, đại sắc lang luôn thương tước nhi nhất. Nửa tháng gần đây, nàng suốt ngày ở trong lòng Hy Bình, lúc đầu còn có sự thẹn thùng của một tiểu cô nương. Lại biến thành tiểu điểu vòi vĩnh, không những nàng không e sợ sự cưỡng gian từ thân thể hùng tráng của hắn, ngược lại luôn tựa vào trên người hắn, ở đó luôn có một loại cảm giác không thể thay thế thật an toàn và thoải mái. Cái đó khiến cho Thiên Phong Song Kiều trong lòng rất không thoải mái, chẳng hiểu vì sao, các nàng đúng là không muốn thấy tiểu tê tê ước cả ngày quấn quýt lấy Hy Bình, cả Độc Cô Thi trong lòng cũng kỳ quái. La Mỹ Mỹ từ một bên nhắc nhở, nói, tước nhi, ngươi là định phản bội ta đấy hả? Những lời này, nàng đã chẳng biết nói qua bao nhiêu lần, tại giữa chốn đông người, La Mỹ thật chán ghét nhất là Hy Bình, thường xuyên cùng hắn đấu khẩu. Hy Bình lúc bắt đầu thì cùng nàng tranh cãi, về sau phát giác chính mình căn bản không phải là đối thủ của nàng, nên cam bái hạ phong, chỉ cần nàng hé cái miệng nhỏ nhắn, Hy Bình miệng rộng sẽ đóng kín. Tiểu tước hoang mang nói, tiểu thư, ta không có mà. La Mỹ buồn bực nói, không có. Ngươi biết rõ ta với hắn không đội trời chung, vẫn còn thân cận với hắn. Cẩn thận hắn đem ngươi ra ăn. Hy Bình rốt cục nhịn không được, hô lớn, ngươi câm miệng. Ngươi nghĩ ta là người thế nào, sẽ xuống tay với một tiểu cô nương hả? Ngươi còn hạch sách, ta đưa ngươi trở lại. Thật như vậy, đã biết quá nhiều về Hoàng Hy Bình ta, tất cả mọi thứ đều có trong đầu lão tử. Hắn đích xác hận không thể đem cô gái nhà giàu này cách xa khỏi thân mình, nàng thật sự là phiền toái. Hối hận khi đồng ý với tứ cẩu và hoa tiểu ba đem nàng ta theo. Nữ nhân này chẳng những quy định bọn họ không được ôm nàng, hơn nữa lại còn cùng thần đao tứ hoa nói xấu bậy bạ, nói cái gì nam nữ không được như vậy tùy tiện, các người trong giang hồ đúng là không có đạo đức quy củ, làm loạn một chỗ, còn nói nam nữ nhất định phải thông qua cưới hỏi đàng hoàng mới có thể hành chu công chi lễ, tức giận tới phiên bọn họ không biết bao nhiêu con mắt cả chết. Bọn họ tự nhiên sẽ không thích cái đạo lý to lớn của nàng. Vẫn như cũ làm theo ý mình, người tình ta nguyện, nam hoan nữ ái. Đúng lúc này một thanh âm quen thuộc từ sau lưng mọi người truyền tới, người không thích nàng thì để cho ta. Mọi người vừa thấy, Lãng Vô Tâm mang theo nữ nhân của hắn chẳng biết từ khi nào đã tới sau lưng bọn họ, đám nữ nhân kia tựa hồ có thay đổi 45 gương mặt mới. Lãng Vô Tâm thâm tình đối với La Mỹ khẩn khoản nói, cô nương, ta gọi là Lãng Vô Tâm, bọn họ bài xích cô nương, không bằng đi cùng với ta. Ta tuyệt đối sẽ không nói ra những lời thô lỗ đối với cô nương. La Mỹ nhìn thấy một người tự nhiên xuất hiện, công tử phong lưu tiêu sái, trong một lúc tâm động, mê mang nói, thật vậy chăng? Lãng Vô Tâm gật đầu, mỉm cười rất có phong độ. Hy Bình nhìn chăm chú Lãng Vô Tâm,
trầm giọng nói, Lãng Vô Tâm, nghe ta nói rõ đây, ngươi muốn tìm nữ nhân ở chỗ nào, lão tử sẽ mặc kệ ngươi, nếu ngươi khiến cho ta. Thiên Phức, ta liền chém ngươi thành hai mảnh. Dứt lời xoay mặt đối diện La Mỹ Mỹ nói, nữ nhân, ngươi cùng hắn một chỗ, không quá ba ngày, Trình Thao liền không thấy nữa, ta vẫn chưa gặp người nhà của ngươi, tuyệt không để trinh tiết của ngươi cho hắn hủy, lão tử không muốn đám gia nhân người nhà ngươi cho rằng ta cường gian ngươi, đi vào. Hắn dẫn đầu mọi người đi vào khách điếm, quay đầu lại vừa thấy, La Mỹ Mỹ chẳng những không đi theo tiến vào, lại đã cùng Lãng Vô Tâm mặt đối mặt thật gần. Hắn thả tiểu tước nhân đang ôm bên tay hắn, tiến lại ôm ngang hông La Mỹ Mỹ. La Mỹ Mỹ giãy giụa kêu lên, tử dâm tặc, không cho phép ngươi ôm ta. Hy Bình không để ý tới kháng nghị của nàng ta, chỉ hướng Lãng Vô Tâm nói, ngươi thật là âm hồn bất tán, ta đi đến nơi nào, ngươi liền chạy tới nơi đó. Lãng Vô Tâm cười nói, ngươi đã sai rồi, ta quả không phải truy tung theo ngươi, ta là hướng đến Quần Phương Lâu. Cô nương nếu nàng nguyện ý theo ta nhất định sẽ làm hắn thả nàng ra. La Mỹ Mỹ quên giấy ruộng, đắc ý hô, lão nhà quê thô lỗ, người có nghe được không? Còn không để ta xuống. Hy Bình chuyển ánh mắt qua Bạch Tư, thấy nàng tiều tụy hơn, cảm thấy lòng trầm xuống, quay đầu bước đi. Phía sau truyền tới tiếng cười nhạo của Lãng Vô Tâm, Hoàng Hy Bình, nếu công bình cạnh tranh, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, ngươi dùng thủ đoạn cường ngạnh này thật sự là làm mất mặt khí phách nam nhân chúng ta, có dũng khí thì thả cô nương đó ra. Ta cùng ngươi công bình cạnh tranh, xem nàng cuối cùng sẽ chọn ai. Hy Bình cũng không quay đầu lại nói, ta đối với ác bà nương này không có hứng thú, ngươi nếu muốn theo đuổi nàng, thì chờ nàng ta sau khi trở về nhà, khi đó ngươi thích thế nào muốn thế nào, cùng ta không quan hệ. La Mỹ Mỹ, số bà nương ngươi dám cắn ta. Nguyên lai lúc hắn nói chuyện, La Mỹ Mỹ liền cắn tới cánh tay hắn. La Mỹ Mỹ há miệng, cả giận nói, ai kêu ngươi dám như vậy đối đãi ta. Ta muốn ngươi phải tự mình xin lỗi. Hy Bình có chút phiền chán, nói, ngươi còn nói một câu nào nữa, ta sẽ quăng ngươi xuống đất. La Mỹ Mỹ tiếu mi dựng lên, nói, ngươi dám. Phang một thanh âm vang lên, cái mông đầy đặn của nàng đã đánh xuống mặt đất. Nàng kêu lên đau đớn một tiếng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Hy Bình, nói, ngươi là đồ vô lại. Hy Bình sải bước qua nàng, đi thẳng vào khách điếm. Mọi người trợn mắt há mồm. Lãng Vô Tâm đi đến bên La Mỹ Mỹ ngồi xuống, an ủi nói, cô nương, nàng bị thương hay không? La Mỹ Mỹ cả giận nói, không cần ngươi quản. Nàng nhịn đau đứng lên, đuổi theo Hy Bình, tại lưng hổ của hắn đánh vào một đấm, ngươi này đồ chết tiệt, một điểm phong độ đều không có, ta chỉ có nói nhiều mấy câu, ngươi đem người ta ném xuống mặt đất, ta cùng ngươi không yên. Ngươi không có phong độ đúng là đồ nhà quê, đại dâm tặc, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nhìn ngươi còn dám khi dễ Mỹ Mỹ. Hy Bình ngừng lại, mặc cho nàng ta đánh đấm, nàng đánh mệt, cứ ôm lấy Hy Bình, nằm ở trên lưng hắn, phóng thanh khóc lớn, ủy khuất cực độ. Hy Bình hướng khách điếm nói với Lôi Long, chuẩn bị cơm sẵn chưa? Lôi Long cười nói, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi xong việc liền có thể dùng cơm. Hy Bình quay đầu nói, là Mỹ Mỹ, còn không buông ta. Khóc cái gì khóc, ngươi ra thịt đàn hồi. Có ngã xuống mặt đất cũng không thấy đau, làm gì tìm ta liều mạng vậy? La Mỹ Mỹ nổi giận nói, ta không ăn. Hy Bình nói, không ăn càng tốt, đỡ cho ngươi ăn no lại có khí lực tới tìm ta huyên náo, phiền chết người ta. La Mỹ Mỹ đột nhiên buông Hy Bình ra, từ sau lưng hắn liêu siêu đi tới, ngồi xuống ghế bên bàn ăn, cầm bát cầm đũa ăn nhanh. Hy Bình cười, hướng mọi người hô, bắt đầu ăn nào. Buổi tối. Lãng Vô Tâm tới trước cửa phòng Thần Đao Tứ Hoa gõ cửa, muốn cùng Thần Đao Tứ Hoa tái phong lưu một đêm, lại bị Thần Đao Tứ Hoa cự tuyệt. Điều này khiến hắn rất kinh ngạc, với kinh nghiệm của hắn, phàm nữ nhân đã cùng hắn thượng sàng một lần, đều không cự tuyệt được hắn, như thế nào Thần Đao Tứ Hoa lại ngoại lệ? Chẳng lẽ nói bọn họ trên giường cũng không thể là nhất thế cao thủ? Hắn trở về bên nữ nhân của mình gọi ra năm nữ nhân bồi hắn ngủ. Kỳ thật mấy người này không thể so với Bạch Tư tuyệt vời, nhưng hắn đã có nửa tháng không cùng trên giường với Bạch Tư. Huống hồ, mấy ngày hôm trước hắn đột nhiên biết Bạch Tư đã có thai. Điều này khiến hắn rất là tức giận, cưỡng bức Bạch Tư phá thai, nhưng nói thế nào Bạch Tư cũng không chịu. Nàng nói, mặc kệ hắn không thương nàng, muốn hay không có đứa nhỏ, nàng tự mình sanh xuống, còn nói,
nàng sẽ không dùng đứa nhỏ tới uy hiếp hắn. Lãng Vô Tâm không có biện pháp, dù sao Bạch Tư cũng là sư muội hắn, hắn không thể đối đãi với nàng như với nữ nhân của mình, Thủy Khiết Nhu cũng không cho phép hắn làm vậy, sư phụ sư nương nếu mà biết sẽ trách tội hắn. Hắn chỉ có thể tự trách mình, tại lần thứ hai cùng Bạch Tư tác ái, không khống chế được mình, trong cơ thể nàng xạ tinh. Chỉ một lần chúng, khiến hắn không thể không tự bội phục năng lực sinh sản của chính mình. Hôm nay Bạch Tư lại có thể có thai với hắn, khiến hắn nghĩ rằng cuộc sống tiêu diêu tự tại của mình cuối cùng cũng kết thúc, nếu để sư phụ sư nương biết nhất định sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm. Nhưng hắn như thế nào có thể trở thành một gã nam nhân không thú vị? Sau khi rời khỏi Thần Đao Môn, hắn không có trở về Tiên Duyến Cốc, nghe nói trên giang hồ đồn đãi, Quần Phương Lâu tại Phượng Tiên Thành có một đám dị quốc mỹ nữ, hắn liền dẫn một đám nữ nhân của mình đuổi tới đây. Trên đường tuy có rất nhiều kẻ lắm chuyện tới chọc hắn, đều toàn bộ bị hắn tống cổ đi cả. Lần thứ hai gặp lại Hy Bình cùng mọi người, cũng trong trạng thái đề phòng Lãnh Vô Tâm hắn, hắn biết rõ lộ trình và mục đích của bọn họ, nhưng đối với loại ân oán cừu hận này, hắn lại không có hứng thú, hắn đến nơi này. Chinh phục mỗi một nữ nhân mỹ lệ, lại vô tình bỏ rơi bọn họ, cuộc sống của hắn chỉ có lạc thú. Hắn đã vô duyên với Lãnh Như Băng, rồi lại cho hắn gặp gỡ La Mỹ Mỹ. Hắn nghĩ không thể buông tha cho La Mỹ Mỹ, nhưng mà hắn không thể nào xuống tay. Hắn tuyệt không e ngại Hy Bình, chỉ là nếu tứ đại võ lâm hướng hắn công kích, hắn chỉ có thể theo đuổi nữ nhân hoặc lão bà của Diêm Vương. Huống hồ, Quần Phương Lâu còn có một đám dị quốc mỹ nữ đang chờ hắn tới, việc gì phải dây dưa với mấy kẻ điên không nói lý này. Ngày mai, đúng, ngày mai có thể hôn tới khuôn mặt của mấy dị quốc mỹ nữ, ha ha. Lãng Vô Tâm vừa thi triển động tác trên thân thể nữ nhân vừa nhìn La Mỹ Mỹ, hắn là dạng nam nhân này, đang trên bụng nữ nhân này, trong lòng lại nghĩ đến cái mông của một nữ nhân khác. Tại phòng bên cạnh Bạch Tư cũng đang có một phen tâm sự. Nàng từ khi gặp gỡ Lãng Vô Tâm, tưởng rằng mộng đã thành chân, nhưng mà tại giờ chân sắp sửa thật sự trở thành mộng rồi, mộng thật sự, thoáng qua, tan vỡ, thật quá vô tình. Bổn lai mộng thường hay vỡ, mộng càng đẹp càng dễ vỡ. Nhân sinh có lẽ không nên có nhiều mộng đẹp, bởi vì tan vỡ cũng rất nhiều. Bạch Tư vốn chỉ có một giấc mộng, cũng đã vỡ tan, nàng còn có thể có cái gì đây? Có lẽ là một giấc mộng khác. Ngủ bên cạnh Bạch Tư vẫn như cũ chính là Thủy Khiết Thu. Hai nữ nhân đến nay trông có thể coi là hai tỷ muội, hai nàng cái gì cũng đều nói cho nhau, nhưng mà cũng nhất trí cho rằng không thể nhắc tới Hoàng Hy Bình, nhắc tới đồ công cẩu này, Bạch Tư sẽ lại trầm mặc, Thủy Khiết Thu thì mất hứng. Đáng tiếc không có biện pháp, các nàng lúc nào dành cho Hy Bình gặp nhau, hơn nữa Lãng Vô Tâm hôm nay cố ý muốn cùng hắn tương đấu, cũng cùng trọ ở một khách điếm. Thủy Khiết Thu nằm ở bên trong nghiêng người hướng ra ngoài, nhìn Bạch Tư mê mẩn, một hồi lâu mới nói, sư tỷ, tỷ thật sự muốn sanh đứa nhỏ ra sao? Bạch Tư ảm đạm, hồi lâu mới nói, có lẽ như vậy đành phải xin lỗi hài tử, khiến nó cả đời này không có cha. Thủy Khiết Thu kinh ngạc nói, Tâm Ca không phải phụ thân nó. Bạch Tư nói, hắn sẽ không thừa nhận đây là đứa nhỏ của mình, hắn cho tới bây giờ đều không phải là kẻ có trách nhiệm. Nàng rốt cục hiểu được Lãng Vô Tâm, nhưng mà có lẽ đã muộn. Rất nhiều chuyện đều là như thế này, biết được mọi việc thì đều đã muộn. Thủy Khiết Thu không nói gì, bởi vì Tâm Ca của nàng, đích xác là nam nhân như vậy. Bạch Tư đột nhiên có chút đau buồn nói, ta đã không còn cái gì nữa. Ta không thể để mất đi hài tử này, vô luận thế nào, ta đều sẽ sinh hắn xuống. Thủy Khiết Thu suy nghĩ nói, sư tỷ, đứa nhỏ này có thể hay không là của công cậu kia. Bạch Tư thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, sắc mặt kích động ửng hồng. Đúng rồi, vì cái gì không nghĩ tới điều này, công cậu kia mỗi lần cùng nàng, không phải đều xá tinh sao. Hài tử này, có thể là của hắn chăng? Bây giờ làm thế nào cho phải? Mặc dù nữ nhân Bạch Dương tộc có cách tránh thai độc đáo, nhưng nàng mỗi lần không phải bị hắn lộng đắc toàn thân vô lực tới mê mang cả đi, sao còn có thể chú ý tới hắn? Hai từ này, thật sự là của hắn. Nhưng cũng có thể là của Lãng Vô Tâm, bởi vì Lãng Vô Tâm tại 2-3 ngày đầu, đều cùng nàng triền miên, cũng không ít lần không thể khống chế bắn vào trong cơ thể nàng. Nhưng mà, bình thường thì hai từ này phần nhiều có thể là của Hy Bình. Bởi vì hắn trước Lãng Vô Tâm đã nhiều lần tiến vào trong cơ thể nàng, cấp cho nàng rất nhiều tinh hoa. Lãng Vô Tâm lại tin chắc rằng hài tử trong bụng Bạch Tư chính là sản phẩm của mình,
mặc dù nàng đã kiên quyết nói rằng mỗi lần cùng Hy Bình hoan ái đều không kịp áp dụng phương pháp tránh thai. Bất luận nói thế nào, Lãng Vô Tâm vẫn cho rằng nàng nói dối, bởi vì hắn tin chắc rằng Hy Bình không có khả năng khiến cho Bạch Tư Lộng đắc tới không kịp sử dụng phương pháp. Giờ phút này, bởi vì Thủy Khiết Thu nhắc nhở, Bạch Tư mới tỉnh ngộ, hài tử này rất có thể là của Hy Bình. Cái gã công cẩu này, vì cái gì lại muốn cho nàng hoài thượng hài tử của hắn? Chẳng lẽ làm hại nàng còn chưa đủ? Vì cái gì vừa muốn vứt bỏ nàng vừa muốn nàng hoài thượng hài tử? Đều là tại công cẩu này, lấy thật nhiều thê tử, duy lại không lấy nàng, chẳng lẽ Bạch Tư nàng so ra kém với các nữ nhân kia? Bạch Tư cứ thế tự nghĩ, phảng phất quên mất lúc trước là chính mình rời hắn đi, hôm nay nàng lại tự biến thành hắn rời bỏ mình. Thủy Khiết Thu nhìn Bạch Tư vừa vui vừa buồn, không nói một lời, nghĩ rằng nàng có vấn đề, vội la lên, sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Có phải là Khiết Thu nói sai điều gì? Tỷ hãy coi như ta chưa nói qua, hài tử trong bụng tỷ như thế nào lại có thể là của công cậu kia? Sư tỷ, nếu sư huynh không nhận hài tử này, muội sẽ cùng tỷ làm má má của nó. Muội cả đời này có thể không sinh được, thực ra mỗi người nữ nhân đều muốn có một hài tử. Bạch Tư bừng tỉnh, thu lại ưu tư, nói, sư muội, muội đối với ta thật tốt. Kỳ thật ai là phụ thân đứa nhỏ đối với ta đều không quan trọng, ta chỉ biết mình là mẫu thân của nó, ta nhất định sanh nó ra, nhất định thân ái nó, đến lúc đó ta sẽ bảo đứa nhỏ nhận muội là má má, được không? Thủy Khiết Thu đặt tay lên cái bụng vẫn chưa thay hình dạng của Bạch Tư, vui mừng nói, muội thật hy vọng nó nhanh một chút lớn lên, khi đó muội có thể gặp lại một sư tỷ bụng to. Bạch Tư e thẹn nói, lúc sẽ trông thật là khó coi. Thủy Khiết Thu bĩu môi nói, mới không phải. Ồ, ai gõ cửa? Nàng hướng mắt tới hai ái tỷ, thấy hai người đã ngủ say, có chút buồn bực, nói, hai đứa này, chúng ta còn nói chuyện, các người lại có thể ngủ như vậy chứ? Bạch Tư đang nằm bên ngoài nên chuẩn bị xuống giường, nói, sư muội, ta đi mở cửa. Thủy Khiết Thu nhắc nhở nói, sư tỷ, tỷ không mặc áo khoác. Bạch Tư ở trên mép giường nói, Lãng sư huynh tại phòng bên cạnh, có thể là các nàng, mọi người đều là nữ nhân, không có gì quan trọng. Nàng hướng cửa phòng đi tới, mở cửa, sau đó ngây người. Trước cửa là Hy Bình đang đứng. Nàng cả kinh nói, ngươi tới làm gì? Hy Bình nhìn xuyên qua món đồ ngủ của Bạch Tư, niềm nở nói, trời còn lạnh, ngươi lại ăn mặc như đồ ngủ như vậy đi ra. Bạch Tư không lĩnh tình, nói, không cần ngươi quản. Ngươi nếu không có chuyện gì, xin mời quay về, ta phải đóng cửa. Hy Bình cười cười, nói ta đích xác không có chuyện gì, song kẻ nào quy định nhất định phải có việc mới có thể mới tìm người. Bạch Tư cả giận nói, nơi này không hoan nghênh ngươi. Nàng định đóng cửa, nhưng Hy Bình đã lắc mình tiến đến, đem nàng ôm vào lòng. Nàng giãy giụa mạnh mẽ, kêu lên, buông ta ra. Hai tiểu tỷ đã bị bọn họ đánh thức, hai mắt mơ màng nhìn ra hai người ngoài cửa. Thủy Khiết Nhu ở trên giường vội kêu lên, giờ là lúc nào? Ngươi lại ở trong phòng chúng ta làm loạn, còn không buông sư tỷ ta đi ra ngoài. Hy Bình ôm Bạch Tư đi đến trước giường, buông nàng xuống, sau đó trùm chăn lên người nàng, ôn nhu nói, nàng hơi gầy đi một chút. Bạch Tư vốn đã im lặng, chẳng biết vì sao, Hy Bình vừa buông tay, nàng trong lòng có như có khí, liền xốc chăn chui ra, tức khắc đánh vào trong ngực của hắn, kêu lên, ta chết cũng không khiến ngươi quản. Ngươi vì cái gì không ngừng làm phiền? Hy Bình thở dài, phụ thân ngươi nhờ ta chiếu cố cho nàng, chẳng lẽ nàng đã quên? Đừng đánh nữa tay sẽ đau đấy. Bạch Tư quả nhiên an tĩnh lại, thật sự nói, ngươi còn dám nói. Phụ thân ta bảo ngươi lo lắng chiếu cố ta, ngươi lại thương tổn ta, ngươi hỗn đản. Hy Bình ôm lấy hai vai nàng, nói, nàng hãy nằm xuống trước, được không? Bạch Tư ngước mắt nhìn hắn, y lời nằm im. Chợt phát giác tại trong lồng ngực hắn thật ấm áp thoải mái, trong lòng chợt dâng lên hối ý, lại bắt đầu giãy giụa, hỏi ta vì cái gì phải nghe ngươi. Thủy Khiết Nhu cũng tại một bên lên tiếng phụ họa, Hoàng Hy Bình, ngươi có quyền gì bảo sư tỷ làm cái này cái kia. Hy Bình đưa tay bồng nàng lên giường, nàng kêu lên sợ hãi, Hy Bình đành phải bỏ ra, cả giận nói, ngươi còn lắm lời, ta liền khiến cho ngươi có miệng mà không nói được bây giờ. Rồi sau đó nhìn nàng. Cười gian nói, ngươi cũng là đã thử qua cái tự vị này rồi. Thủy Khiết Nhu nhớ lại lúc bị Hy Bình hôn qua, trong tâm chợt nổi lên một cỗ khí, nói, ngươi đừng cho rằng ta sợ cái miệng thối của ngươi,
ngươi nếu muốn hôn cứ hôn, đừng có ba hoa lắm lời, chiếm người ta tiện nghi còn nói người ta không đúng, chỉ ngươi mới có thể nói thế. Có được sự trợ giúp, Bạch Tư Tại trong tâm muốn giơ cả tứ chi tán đồng. Thực tế, cả tứ chi nàng đều đã ở trên người Hy Bình. Hy Bình hiểu rõ nhưng vẫn cố hỏi, ta khi nào thì chiếm ngươi tiện nghi. Thủy Khuyết Nhu đối chuyện bị hắn dùng cường lực hôn và ôm tuy nói là tức giận, nhưng không nghĩ gì, nhưng nghe đến đây nàng không thừa nhận, trong lòng như bị người đánh một quyền không được thoải mái. Nàng không để ý vẫn mặc đồ ngủ, đột nhiên ngồi xuống hướng Hy Bình quát, ngươi dở trò cẩu, ngươi cường hôn Khiết Nhu, lại còn chống chế sư tỷ. Ta phải cùng ngươi quyết đấu. Hy Bình nghĩ buồn cười, nói, lại là quyết đấu. Sợ ngươi rồi, nằm xuống đi. Bằng không ta chịu không được lại bị ngươi hấp dẫn mất. Thủy Khiết Thu quyết không chịu phục, nói, trừ phi ngươi thừa nhận chiếm người ta tiện nghi. Hy Bình nhíu mày nói, ngươi lúc đó chẳng phải cũng chiếm tiện nghi của ta. Mọi người công bình, nếu ngươi nghĩ ngươi lỗ vốn, có thể hôn ta thêm vài cái, ta sẽ không trốn nợ đâu. Thủy Khiết Nhu kêu lên một tiếng nức nở, liếc nhìn hắn bực bội, chui vào đống chăn, xoay lưng ra ngoài giả vờ ngủ nói, sư tỷ, chúng ta ngủ. Không nói lý với hắn nữa. Nàng nói chuyện không có quay mặt ra ngoài, hiển nhiên là rất chi tức giận. Bạch Tư Tư lự, song y lời chui vào trong chăn, nhắm hai mắt, không lý đến Hy Bình, cũng không sợ hắn thừa dịp các nàng ngủ có cái hành vi gì quá đáng. Hy Bình tại mép giường ngồi một hồi, nghĩ cũng không có ý tứ, đứng lên định đi ra, chợt nghe có người gọi tên hắn, nguyên lai là một trong hai tiểu tỳ. Hắn đi đến trước giường hai nàng, nhìn lại lần nữa hai người. Các nàng đều rất xinh đẹp, cơ hồ có thể sánh cùng Tiểu Nguyệt, song Tiểu Nguyệt vẫn có hơn một chút. Thủy Tiên so với Đỗ Quyên lại hơn một ít, rất là thon thả, Đỗ Quyên tương đối đầy đặn một ít. Nếu không phải trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân có chút vẻ ngây thơ, ai cũng sẽ không tin rằng các nàng mới có 13 tuổi. Hy Bình còn tưởng rằng các nàng đã 16 tuổi rồi, bằng không tại sao đã phát dục như vậy. Hơn nữa lại có thể hoài xuân, tới ngủ mơ cũng gọi tên hắn. Chỉ là chẳng biết rốt cục ai đã kêu tên hắn. Hy Bình đứng trước giường một hồi lâu, liền nghe được tên hắn, chính là ngủ bên ngoài, Đỗ Quyên tiểu khả ái. Hắn nở nụ cười khó hiểu, nhẹ nhàng xốc chăn lên, đem nàng ôm lấy, nhìn quanh phòng tam nữ, sau đó đi ra khỏi thuận tay đóng luôn cửa. Bạch Tư chờ Hy Bình đi ra cửa, liền mở mắt, cho đến khi bóng lưng hắn biến mất ngoài cửa, nàng lại nhắm lại hai mắt, giả vờ đang ngủ. Lòng lại nghĩ tới cái gì cũng không biết. Thủy Khiết Thu cùng Thủy Tiên thì thật sự là đang ngủ. Các nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện Đỗ Quyên vắng mặt trong phòng, liệu thế nào nhỉ? Đó là chuyện ngày mai. Hy Bình ôm Đỗ Quyên trở lại phòng của hắn, trong phòng chỉ có ba cái giường không, Độc Cô Minh, Hoa Tiểu Ba cùng Tứ Cẩu sớm đã chạy đi cùng Thần Đao Tứ Hoa Trác Táng. Hắn đặt Đỗ Quyên ở trên giường mình, đang định cởi hài ra rồi lên giường, Đỗ Quyên đã tỉnh dậy. Thấy Hy Bình ngồi ở bên cạnh mình, nàng ta liền kinh sợ, lập tức phát giác mình đã không phải tại trong phòng mình nữa. Nàng kinh ngạc nói, nơi này là phòng của ai vậy? Là ngươi đem ta ôm tới đây. Nàng bắt đầu giãy giụa, muốn xuống giường, chợt phát hiện không có đi hài. Hy Bình đem nàng án tại trên giường, nói, ngoan, ngoan nằm xuống. Đỗ Quyên một bên hô kêu một bên giãy giụa, Hy Bình xoay người chặn nàng lại. Hơn nữa còn dùng miệng bịt lấy đôi môi đỏ mọng đang bất an của nàng, khiến nàng ta động cũng không được, nói cũng không ra. Hy Bình hôn xong, nàng thở không ra hơi, vẫn lưu luyến không có rời khỏi môi nàng, nàng nếu còn kêu, ta liền hôn tới khi nàng nói chuyện cũng không còn khí lực. Đỗ Quyên đôi mắt lộ vẻ khủng khiếp nhìn hắn, không có giãy giụa cũng không có kêu lên, chỉ nhẹ giọng nói, người muốn làm gì? Để ta trở về, được không? Đỗ Quyên còn nhỏ, người không được thương tổn ta. Ta thật sự rất sợ ngươi. Hy Bình cười thật ám muội, nói, ngươi là bởi vì sợ ta, đến trong mộng cũng kêu tên ta. Đỗ Quyên vẻ mặt ngạc nhiên, ngập ngừng nói ta. Trong mộng kêu ngươi. Hy Bình khẳng định nói, còn kêu rất là thân thiết. Phải không, ta như thế nào không có nghe thấy. Đỗ Quyên hai má đỏ hồng, cãi lại, ngươi gạt người. Ta như thế nào lại có thể trong mộng kêu ngươi. Ta với ngươi không quen không biết. Ngươi khẳng định là nghe sai rồi. Hy Bình xoay người từ bên cạnh nàng, nằm ngửa ra, sau đó lại đặt nàng nằm lên ngực mình, tiện tay lấy cái chăn phủ lên trên thân thể cả hai, không để cho giãi bày, nói, cho dù là ta nghe sai, đêm nay nàng cũng phải lưu lại qua đêm tại chỗ này,
nàng không có đường lựa chọn. Nàng nói vẫn còn nhỏ, rốt cục là bao nhiêu tuổi? Đỗ Quyên thành thật nói, cũng sắp 14 tuổi. Hy Bình toàn thân run lên, nói cái gì? Nàng mới 13 tuổi. Tại sao thân thể so với nữ nhân 30 tuổi cũng không khác, nàng không phải gạt ta đấy chứ? Đỗ Quyên buồn nói, cho dù không tin, ta cũng không cùng ngươi đại sắc ma này nói nữa, ta muốn đi ngủ rồi, ngươi đừng thương tổn ta. Nàng quả nhiên nằm ở trong ngực Hy Bình chuẩn bị nhập mộng, xem ra nàng tịnh không có sợ Hy Bình nhân cơ hội chiếm hữu nàng. Hy Bình vội đẩy nàng ra, nói tiểu cô nương 13 tuổi, ngươi trở về ngủ đi. Ta có cảm giác như đang phạm tội, ngươi ngủ tại trên người ta, khiến ta trong lòng giống như là bị một khối đá lớn đè vậy. Đỗ Quyên không đáp trả. Hy Bình rung rung người nàng, nói lại, ngươi rốt cuộc nghe thấy không? Đỗ Quyên đầu cũng không động. Chỉ là tại hắn bên tai nói, nghe được, người rầm rĩ cái gì? Người ta phải ngủ, đúng là, nhục sàng có thể ngủ so với giường gỗ thoải mái hơn, không ngủ thử một lần, làm sao biết tốt như thế? Hy Bình nhíu mày, nói ta gọi là ngươi trở về ngủ. Đỗ Quyên sẵn giọng, ta không có hài đi, làm thế nào đi đường? Lý do như vậy cũng có thể thành lập, quả nhiên là 13 tuổi thật ngây thơ. Hy Bình rốt cuộc giác ngộ nói, ngươi là tại chỗ này không đi. Đỗ Quyên cả giận, cái gì mà ta, là ngươi chính mình đem ta ôm tới, ngươi tự bế ta về. Dừng một chút, chợt đối mặt Hy Bình đang trợn mắt há mồm nói, ngươi vừa rồi hôn qua người ta, chính là nam nhân đầu tiên cùng ta hôn môi, ta nghe tiểu thư nói qua, ta cùng Thủy Tiên có thể cùng Lạc Thiên thiếu gia hôn môi. Ngươi hôn người ta, về sau tiểu thư nhất định đại nộ đó. Hy Bình nắm lấy cái mũi nàng. Bật cười nói, đồ ngốc, ngươi không nói cho nàng ta, sao nàng ta biết? Đỗ Quyên nói thật, ta không nghĩ sẽ nói dối tiểu thư. Hy Bình không nhịn được nói, tùy tiện ngươi, dù sao đêm nay ngươi không được ngủ chỗ này. Đỗ Quyên ngẩng mặt lên, vẻ mặt phẫn nộ, kéo lấy cổ áo hắn, quát, ngươi này hỗn đản, là chính mình ôm ta tới đây, bây giờ lại vô duyên vô cớ đuổi ta ra ngoài, ngươi tưởng ngươi là ai? Có ngươi đi ra ngoài. Dù sao ngươi cũng có khí lư xê, đại công nghiêu. Hy Bình bất đắc dĩ thở dài, tiểu muội muội, đừng nghịch nữa. Lão tử biết ngươi như vậy, thì dù có dùng đao gác trên cổ, ta cũng sẽ không đem ngươi ôm quá tới đây. Ngươi tại sao lại phải tỉnh dậy? Không ngủ một mạch tới sáng có phải tốt hơn không? Dứt lời, hắn nhắm hai mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Đỗ Quyên áp người lên trên thân thể hắn, nhìn hắn một hồi lâu, cong miệng. Hai tay đồng thời ở tại hai cánh tay cường tráng của hắn véo nhẹ một cái, liền nghe được hắn hừ một cái, nàng lập tức đặt má lên cổ hắn, giả vờ ngủ chuyện gì cũng không phát sinh nữa. Hy Bình trừng mắt, vỗ ba cái lên trên đôi mông đầy đăn, rồi nhắm mắt, nói, ngày mai không được quảng ta nữa. Một trận đập cửa dồn dập đánh thức Hy Bình và Đỗ Quyên đang say giấc, Hy Bình đặt Đỗ Quyên ôm sang một bên, nói, ai sớm vậy đã tới gõ cửa. Ngoài cửa truyền đến tiếng Khiết Nhu giận dữ, Hoàng Hy Bình, người quả là đại công cẩu, chuyện gì cũng dám làm, mau mở cửa, bà nội ngươi quyết không tha cho ngươi. Đỗ Quyên rụi rụi mắt, cả kinh nói, là tiểu thư. Hy Bình trừng mắt liếc sang nàng, nói ta lại không biết sao. Hắn tung chăn đứng dậy, đi hài xuống giường bước ra ngoài mở cửa, không ngờ liền bị Thủy Khiết Nhu đánh tới ba chưởng, trên mặt lập tức hiện ra năm ngón tay. Thủy Khiết Nhu nghiêm mặt dương mắt với Hy Bình nói, người thật sự là sắc đảm bao thiên. Cả Đỗ Quyên cũng dám làm, người thật sự không phải là người. Nói, người đối với Đỗ Quyên như thế nào? Hy Bình nhìn thoáng qua phía sau nàng là Bạch Tư cùng Thủy Tiên, rồi quay mặt lạnh lùng nhìn Thủy Khiết Nhu, đột nhiên hai tay cua tới cổ áo nàng, cả giận nói, người lại dám đánh ta. Ta còn chưa giáo huấn ngươi một lần, mẹ nó, lão tử đau rát cả mặt. Hắn đem Thủy Khiết Nhu nhắc tới trước giường, vứt nàng xuống, sau đó lật nàng nằm xuống, khiến mặt đối diện với mặt giường, một tay hắn đặt trên lưng, tay kia ở trên đôi mông đầy đặn ra sức đánh xuống, hô lên tiểu tao bao, dám đánh lão tử, nàng thì nhận lần phạt này. Thủy Khiết Nhu đau quá oa oa kêu to, nước mắt đều chảy ra ngoài, nàng giãy giụa đều không có kết quả, công cẩu này khí lực so với voi còn muốn hơn, chỉ cần hắn một tay đặt tại lưng nàng thì giống như một tòa núi. Khiến nàng không thể xoay người, chỉ có thể là vung vẩy tứ chi, rồi lại không thể đánh trúng hắn, mà cho dù có đánh trúng, hắn giống như một điểm cũng không sao, căn bản không thể cấu thành thương tổn. Thủy Tiên cầu xin nói, ngươi không được đánh tiểu thư nữa.
Bạch Tư cũng nói, Hi, người thả sư muội được không? Hi Bình quay đầu lại ngưng thị nhìn Bạch Tư, nói, nàng tới tên ta đều không muốn gọi. Trừ phi nàng chủ động hôn ta, ta sẽ thả nàng ta ra. Ta nhớ rõ, nàng cho tới bây giờ cũng không có chủ động hôn qua ta. Thủy Khiết Thu chịu đau, kêu lên, sư tỷ, không phải hôn hắn. Xoay mặt đối Hi Bình nói, người này hỗn đản, ngoại trừ sử dụng bạo lực và uy hiếp hai loại thủ đoạn, người còn có thể làm gì? Ta Thủy Khiết Thu tuyệt sẽ không khuất phục ngươi, ngươi muốn đánh cứ đánh, đừng tưởng cho ta sợ ngươi. Hôm nay ta nhất định phải giúp Đỗ Quyên lấy lại công bình, dám đem nữ nhân của biểu ca ta ôm ngủ. Ta không giết ngươi không được, buông ta ra, chúng ta công bình quyết đấu, hừ. Hoàng Hi Bình, ngươi sao lại gia tăng khí lực, mông ta đều bị ngươi đánh nát, ta mặc kệ, ngươi không nói lý chính là dã man nhân. Đỗ Quyên chân trần đi tới, nói, Hoàng Hi Bình, ngươi đừng đánh tiểu thư nữa có được không, nàng rất đau đó. Hi Bình xoay mặt đối với nàng quát lên, ngươi im lặng cho ta. Tối hôm qua cho ngươi về ngủ, ngược lại nhất quyết không đi, hại lão tử sáng sớm đã bị xú tam bát này đánh ba trường. Đỗ Quyên cúi đầu không nói gì, mặt đỏ như quả hồng chín. Bạch Tư nhỏ giọng nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi buông sư muội ra. Hi Bình quay nhìn nàng, hồi lâu, y ngôn buông cánh tay đặt trên lưng Thủy Khiết Thu, xoay người đối diện Bạch Tư nói, nàng hứa phải giữ lời. Bạch Tư nhìn trước mặt mình nam nhân cường tráng tuấn mỹ, không hiểu sao tim đập nhanh, hai má đỏ ửng, mặc kệ như thế nào, nàng cũng phải thừa nhận nam nhân này khuôn mặt đúng là nhất lưu, lãng vô tâm cũng không tuấn mỹ bằng, lại không cường tráng bằng một nửa hắn, nàng chợt cảm thấy nam nhân này mị lực quả thực khó có nữ nhân nào có thể chống lại, lúc trước nàng là thế nào lại kháng cự hắn. Về điểm này, đến nàng chính mình cũng không được rõ ràng lắm. Mặc dù nàng cùng hắn từng có nhiều lần thân mật tiếp xúc, nhưng đều là hắn chủ động, thậm chí bắt buộc. Hôm nay, nàng lại chủ động hôn hắn, nàng phải làm sao bây giờ? Thật sự phải hôn hắn. Hi Bình thấy nàng bộ dạng khó xử, thở dài, không nguyện ý thì thôi vậy, tâm nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thuộc về ta, nếu lúc trước không vì cứu nàng ta cũng sẽ không làm, nếu lãng vô tâm đối với nàng không tốt, nàng hãy quay lại Bạch Dương tộc, nơi đó chính là nhà nàng, có thân nhân, trên thảo nguyên kia có lẽ nàng có thể quên đi hết thảy. Tốt nhất cũng quên cả ta đi, bởi vì ta khiến cho nàng hồi tưởng đều là những ký ức không vui, quên, đối với nàng mới có lợi. Bạch Tư sửng sốt. Nam nhân này vừa nói cái gì? Nói nàng phải quên hắn. Hắn chẳng lẽ không biết hắn làm nàng thương tổn thật sâu đậm sao? Thương tổn khắc cốt ghi tâm này nàng như thế nào có thể quên? Nàng phải hận hắn cả đời. Đúng vậy, hận, nhưng vì cái gì nàng phải đau lòng như thế? Nàng nên phẫn nộ mới đúng. Đồ hỗn đản này, vậy mà nói không nghĩ cho nàng, chẳng lẽ lúc trước chính là vì cứu lấy mạng của nàng? Không, tuyệt sẽ không là như thế, trong lúc đó, nàng rõ ràng cảm nhận được hắn trong lòng yêu thích nàng, cảm giác này lãng vô tâm cho tới bây giờ cũng không thể tạo cho nàng cảm giác đó được. Hắn vì cái gì lại nói như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết lời nói này chính là thương tổn của nàng? Hơn nữa so với trước kia, thương tổn này còn sâu hơn, còn đau đớn hơn. Hỗn đản này từ bỏ nàng còn không đủ, giờ còn muốn nàng quên hắn, hắn rốt cuộc từ khi nào trở nên nhẫn tâm như vậy. Nhưng nàng vì cái gì phải để ý tới cái đồ thiên hạ đệ nhất phụ tâm? Nàng không phải quyết định một đao đem hắn thành hai đoạn. Hừ, nhất đao lưỡng đoạn, không ngờ hắn cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn, nàng không phải nên cao hứng sao? Vì cái gì nàng ngược lại cảm thấy đau xót? Bạch Tư như thế miên man suy nghĩ, đến nước mắt cũng ngừng rơi. Nàng đang rơi vào trạng thái vô cùng bi phẫn. Hi Bình thở dài, nhấc tay thay nàng lau nước mắt. Thân thể mềm mại run lên, không kịp nghĩ gì lao tới đầu nhập vào trong ngực hắn, rồi lại đột nhiên giãy giụa đòi ra, ngửa đầu dương mắt nhìn Hi Bình, nói, ngươi vì cái gì đem ta ôm vào trong ngực ngươi? Hi Bình giơ hai tay ra, không có cách nào, nói, nàng hỏi Trình Minh đi. Bạch Tư khuôn mặt đỏ lựng, nhìn quanh phòng hắn chỉ có tam nữ. Liền xoay mặt đối Hi Bình nói, ngươi, ngươi cúi đầu xuống một chút, được không? Hi Bình ngạc nhiên nói, để làm gì? Bạch Tư sẵn giọng, ngươi đứng thẳng như vậy, ta như thế nào hôn ngươi? Hi Bình giật mình hiểu ra, nhưng vẫn nói, ngươi không phải không muốn sao? Bạch Tư không có tức giận nói, ai nói ta nguyện ý? Nhưng ta Bạch Tư đã nói ra được thì cũng làm được, ta không muốn người khác cho ta là người không giữ lời. Hi Bình sắc mặt trầm xuống,
nói cho dù vậy, không phải cam tâm tình nguyện hôn, không muốn thì thôi. Bạch Tư buồn bã nói, lúc trước ta cũng không phải cam tâm tình nguyện, ngươi vì cái gì bắt buộc? Ngươi tên hỗn đản này, nàng hai tay ôm gì lấy cổ Hy Bình, cho hắn cúi xuống, sau đó bắt đầu kiếng chân hôn vào đôi môi hắn. Hy Bình hai tay cũng đồng thời ôm lấy nàng, cùng nàng môi lưỡi triền miên. Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, lại nghe thấy Lãng Vô Tâm nói, Hoàng Hy Bình, người đang làm gì với nữ nhân của ta? Từ phòng ngoài tiến đến đây có một đám người, Tứ Cẩu, Lôi Long, Hoàng Đại Hải, mọi người đều tới cả. Hôn xong, Hy Bình buông Bạch Tư ra, lạnh lùng nói, Lãng Vô Tâm, ta đối với Tư Nhi làm cái gì không khiến người quản tốt người của mình đi. Bạch Tư xấu hổ, đứng giữa hai người, chẳng biết làm thế nào cho đúng. Thủy Khiết Nhu nói xem vào, Tâm ca, là hắn bắt buộc sư tỷ. Lãng Vô Tâm nói, ồ, phải không? Thật buồn cười, Hoàng Hy Bình, ngươi là không phục ta đoạt tư nhân từ bên người của ngươi về phải không? Ta nói cho ngươi, Tư Nhi trong lòng chỉ có một mình Lãng Vô Tâm ta, cho dù ta chắp tay đem nàng hoàn lại cho ngươi, trong lòng nàng địa vị của ta cũng sẽ không thay đổi, huống chi nàng trong bụng còn có hài tử của ta. Ngươi tỉnh lại đi, sư muội trở lại bên người huynh nào. Bạch Tư hướng mắt nhìn Lãng Vô Tâm, rốt cuộc thở dài một tiếng cúi đầu đi đến phía sau Lãng Vô Tâm. Thủy Khiết Nhu nằm ở trên giường hướng Lãng Vô Tâm cầu cứu nói, Tâm ca, hỗn đản này canh ba nửa đêm chạy đến phòng của bọn ta, đem Đỗ Quyên ôm tới phòng hắn, ta tìm hắn lý luận, hắn còn đánh người ta nữa, ngươi nhất định phải thay ta lên tiếng. Lãng Vô Tâm biểu hiện lạnh lùng hỏi, Hoàng Hy Bình, ngươi đối với Đỗ Quyên đã làm những gì? Hy Bình thô lỗ nói, ngươi thật nhiều chuyện nha, ngươi quản cũng quá nhiều, ngươi còn hạch sách, lão tử đối với ngươi không khách khí. Thủy Khiết Nhu reo lên, ngươi hủy trinh tiết của Đỗ Quyên, lại còn nói cứng. Ngươi quả thực là tự mình chẳng biết thế nào là cầm thú, ngươi có chịu thú nhận dùng cường hành xâm chiếm Đỗ Quyên, giống như nam tử hán dám làm phải dám nhận. Hy Bình hướng nàng quát, ngươi nhao nhao cái gì? Ngươi chẳng lẽ không thấy nàng thân vẫn thanh bạch hả? Lão tử nếu thật sự làm, nàng bây giờ còn khí lực đứng ở trước mắt ngươi. Thật sự là nữ nhân xuẩn ngốc. Bạch Tư nghe được, mặt đỏ lên. Nhớ tới mỗi lần bị hắn chiếm hữu xong, toàn thân thật sự không còn một chút cảm giác, nàng 4-5 ngày sau mới khôi phục lại bình thường. Thủy Khiết Nhu sững sờ, hướng Đỗ Quyên nói, hắn thật sự không có chiếm hữu ngươi. Đỗ Quyên đỏ mặt gật gật đầu. Thủy Khiết Thu lại nói, suốt một đêm ngươi cùng hắn rốt cuộc làm cái gì? Đỗ Quyên không đáp lại. Hy Bình kêu khổ nói, ta bị nàng nằm đè cả đêm, còn không tìm nàng tính toán. Ngươi ngược lại sáng sớm tới thay nàng xuất đầu. Đỗ Quyên vừa nghe, kháng nghị, là ngươi chính mình đem ta ôm lên người ngươi mà. Hy Bình lập tức đáp trả, ngươi đừng lắm miệng, không có lần sau đâu. Thủy Khiết Nhu mỉm cười nói, ngươi thật xấu xí. Ai muốn ngươi ân ái? Đỗ Quyên cùng Thủy Tiên là muốn cùng ta gả cho biểu ca, từ nay về sau có biểu ca sủng ái nàng, như thế nào cũng không tới lượt công cầu ngươi. Hy Bình chừng nàng liếc mắt. Cả giận nói, ngươi có phải muốn bị ăn đòn nữa không? Thủy Khiết Thu không sợ nói, ngươi dám. Hy Bình cười lạnh, đột nhiên quát, Lôi Long, Đại Hải, các người giúp ta đuổi mấy người khách không mời mà đến này ra ngoài phòng. Một tiếng ra lệnh, mấy kẻ điên tinh anh của võ lâm tứ đại gia lập tức bạt vũ khí đi ra. Hoàng Đại Hải nhìn Lãng Vô Tâm nói, Lãng công tử, xin lỗi, đại ca ta bảo các ngươi trước tiên đi ra ngoài. Lãng Vô Tâm lãnh đạm nói tốt. Các ngươi toàn là những đồ điên, không có một ai là bình thường cả. Ta cảnh cáo các người, nếu hắn dám động tới một sợi tóc của Khiết Nhu, chúng ta Tiên Duyên Cốc cùng Đại Địa Minh nhất quyết sẽ không buông tha các người. Lãng Vô Tâm dứt lời liền xoay người đi ra ngoài phòng, nữ nhân của hắn cũng tự nhiên lục tục đi theo. Bọn người Lôi Long rốt cục cũng rút ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại có Hy Bình cùng Khiết Nhu hai người. Hy Bình đứng bên. Đôi tay di chuyển trên đồn bộ của Thủy Khiết Nhu rồi mạnh mẽ hạ xuống phía dưới. Thủy Khiết Nhu bỗng nhiên quát, Hoàng Hy Bình, không cho phép ngươi được động đến ta, có dũng khí ngươi cùng ta quyết đấu. Hy Bình cười lạnh nói, xem ra ngươi không phục, ngươi ở trước mặt ta, đến lực đánh chả còn không có, có tư cách gì cùng ta quyết đấu. Thủy Khiết Nhu cũng nói lại, ta cùng ngươi tại trên giường quyết đấu. Hy Bình ngây ngốc một lúc, mới nói, nàng đang động xuân tình. Hay là điên rồi? Thủy Khiết Nhu lạnh lùng thốt, không cần ngươi quản,
chỉ cần ngươi nói dám hay không dám là xong. Hy Bình thản nhiên nói, ai nói là ta không dám. Bất quá, ta không cùng nàng ở trên giường, bởi vì nàng còn quá nhỏ. Thủy Khiết Nhu lập tức đáp trả, nói, nếu ngươi nhận thua, từ nay về sau nhìn thấy ta đều phải cung kính gọi ta một tiếng Khiết Nhu tỷ tỷ. Hy Bình bật cười nói, bắt ta gọi nàng là tỷ tỷ. Nàng hãy chờ nhi tử ta xuất thế xong, ta đều bảo bọn chúng gọi nàng là tỷ tỷ. Thủy Khiết Nhu cười duyên nói, ngươi chính là không dám. Hy Bình cả giận, cái gì mà không dám? Ta nói cho nàng, về sau đừng có hối hận mà khóc sụt sịt. Nói xong nghĩ tới lưu manh thủ pháp đối với Thủy Khiết Nhu. Cũng bởi bản sắc nam nhi mà đưa ra một quyết định cuối cùng. Thủy Khiết Nhu vội hỏi, chậm đã, ta phải đánh cược với ngươi, nếu là ngươi có thể đi vào trong cơ thể ta tính là ta thua, nếu không thể tiến nhập thì chính là ngươi thua, ngươi ngoại trừ phải cung kính gọi ta là tỷ tỷ, còn phải đáp ứng ta hai yêu cầu, thế nào? Hy Bình thất kinh hỏi, ta nghĩ nàng đúng là biến thành ngu ngốc rồi, ta tiến không được vào người nàng. Nàng cho ta là kẻ vô năng hả? Thật sự là quá xem thường nhất đại dâm côn hắn mà. Thủy Khiết Nhu rầu môi nói, cứ đến đi. Hy Bình trừng mắt liếc nàng, hai tay liền cởi quần áo ra, không bao lâu đã trần truồng đứng ở trước mặt Khiết Thu. Thủy Khiết Nhu nhìn thân thể hùng tráng đầy mị lực mà không thể chuyển rời ánh mắt đi, nàng không phải chưa từng nhìn thấy qua thân thể nam nhân, chỉ là trước mắt mình bây giờ nam nhân trần truồng này khiến nàng vô cùng rung động. Lãng Vô Tâm khi mặc quần áo thì tiêu sái anh tuấn có lẽ không thua hắn là bao nhiêu, nhưng mà nếu Lãng Vô Tâm cởi quần áo thì căn bản không thể đánh đồng với cơ thể trần truồng cùng hắn. Thảo nào như vậy lắm nữ nhân quyết chí đi theo hắn đến chân trời góc biển, nam nhân này thật sự là một quái vật tràn ngập ma tính mị lực. Hay có lẽ nên xưng là thú tính mị lực, khi hắn lỏa thể thì đều khiến mỗi người đàn bà sẽ liên tưởng đến một dã thú phát tình. Hung căn của hắn thì Lãng Vô Tâm không thể so sánh được. Nguyên lai Tâm ca trước kia luôn tự đánh giá mình quá cao, mà hạ thấp nam nhân này. Nàng đột nhiên có chút lo lắng chính mình chống cự không lại được với cái vật hùng tráng này. Nàng châm biếm nói, động tác của ngươi thật là nhanh đấy, quả nhiên không hổ là sắc lang chuyển thế. Hy Bình mỉm cười nói, lời thừa nói ít một chút, muốn cởi tự cởi, đem y phục cởi ra mau lên, lão tử không có nhiều kiên nhẫn lắm đâu. Thủy Khiết Nhu thật sự miễn cưỡng đáp. Cởi y phục nữ nhân là phận sự của nam nhân, ngươi không phải tự mình động thủ sao? Hy Bình đành phải ngồi lên giường, đem nàng cuộn tới. Nàng kêu lên một tiếng khó chịu, nói, đều tại ngươi cả, làm mông của ta đau, ngươi là đồ thô lỗ. Hy Bình nằm phục ở trên mình nàng, dương mắt ngắm nhìn một hồi lâu, nói, ta trước giờ luôn nghĩ kỳ quái, nàng nữ nhân lẳng lơ thế này, sao cho tới giờ vẫn còn là xử nữ? Thủy Khiết Thu đáp lại hắn một câu, rồi ngươi sẽ biết. Hy Bình cười cười, hướng tới đôi môi gợi cảm ôn nhuận của nàng hôn xuống, Thủy Khiết Nhu khuôn mặt không đổi, khi hắn hôn tới mặt nàng, hắn nói, đến hôn còn không muốn, còn nói cùng với ta hoan hy, lão tử không làm nữa. Hắn chuẩn bị xoay người rời đi, Thủy Khiết Thu liền hai tay ôm lấy cổ hắn, tự mình hiến đôi môi nhu thuận đỏ mọng cho hắn, hồi lâu từ môi tách ra, nàng thở gấp nói, hôi chết mất. Đừng hòng bắt ta lần nữa. Nàng chưa dứt lời, đã bị Hy Bình cương mãnh hôn tới, hai tay đồng thời cởi quần áo của nàng ra. Thủy Khiết Nhu thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, bất giác thân hình ngăn cản động tác của hắn, mặc dù nàng trời sinh lẳng lơ, nhưng cho tới bây giờ không có bị nam nhân nào chạm quá, hiện tuy chủ động yêu cầu một nam nhân chiếm hữu nàng, nhưng cũng không phải là thật lòng thích hắn, làm như vậy, toàn bởi vì nàng có cá tính thật mạnh mẽ. Cùng với nàng có sẵn tự tin hiểu rõ không có nam nhân nào có thể tuyệt đối đi vào trong cơ thể mình, cuối cùng ai cũng sẽ thất bại. Nhưng mà Thủy Chung nàng cũng là một nữ nhân, đối với nam nhân thành thục vuốt ve, từng bước động tác nồng nhiệt, hơn nữa giờ phút này là nàng hy sinh chính thân thể mình làm vật cá cược, thân thể nàng sao có thể để cho cậu nam nhân hôn bừa được. Hy Bình đình chỉ hết thảy động tác, phảng phất như muốn nhìn xuyên vào trong linh hồn nàng, sau đó thở dài một tiếng, xoay người xuống tới. Ngồi ở bên cạnh nàng, nói, ta từ nay về sau nhìn thấy ngươi sẽ gọi ngươi Khiết Nhu tỷ tỷ, nàng không cần miễn cưỡng chính mình, chỉ mong từ nay về sau chúng ta không chạm mặt, Khiết Nhu tỷ tỷ. Dứt lời, xuống giường cầm lấy y phục trên mặt đất chuẩn bị mặc vào. Thủy Khiết Nhu hô, ngươi là đồ hỗn đản, nói đều không giữ lời, còn nói cái gì tự nhận nam nhân. Hy Bình cầm y phục, dương mắt nhìn nàng, nói, nàng rốt cuộc muốn ta thế nào.
hôn thì nàng lẩn tránh, cởi áo thay nàng thì nàng giữ tay ta, nàng quá phiền nhiễu, ta không có tâm tình chơi với nàng nữa, nàng cũng đừng nói nam nhân cùng nàng quyết đấu. Ta không có lý sự với nữ nhân vẫn còn ấu trĩ. Thủy Khiết Nhu cả giận nói, người nói ai ấu trĩ? Nàng từ trên giường xông tới, bổ nhào vào lòng Hy Bình, ôm lấy cổ hắn rồi cắn vào bả vai, khiến Hy Bình đau xót muốn đem nàng quăng ra ngoài, nhưng lại không đành lòng nhẫn tâm. Hy Bình nghiến răng, đem nàng áp ghì xuống một bên giường, hai tay cuồng dã xé rách quần áo trên người nàng, trong khoảnh khắc y phục đã nát bấy, lộ ra thân thể tuyệt đẹp dụ nhân, bất kể nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ phong cuồng lên. Thủy Khiết Nhu cũng không hề giãy giụa, chỉ bình tĩnh nằm tại trên giường, tùy ý cho thân thể cao lớn của Hy Bình đè nặng, khiến nàng không thở nổi, ánh mắt nàng chợt hiện ra một tia yêu mị khó phát hiện cho dù là ánh mắt nàng lạnh lùng, băng lãnh đó cũng không thể hòa ẩn tỏ ẩn che đi vẻ yêu mị thiên xanh. Hy Bình một tay đặt tại nhũ phong phong mãn của nàng, thán phục nói, nàng thật là phong mãn, nhũ phong của nàng có thể cùng với Phượng Nhi, Liên Nhi so sánh, đẹp tới cực điểm. Hơn nữa nàng so với các nàng ấy đều xinh đẹp lẳng lơ hơn, nếu ta hôm nay không đoạt được nàng, người khác lại cho rằng ta không phải nam nhân. Thủy Khiết Nhu chuyện xưa nhắc lại có một chút đắc ý, nói, người trước kia không phải nói ta là tiểu cô nương sao? Hy Bình để một tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt luân của nàng, nhẹ giọng nói, nàng thật sự mới 15 tuổi. Thủy Khiết Nhu khinh thường nói, mặc kệ ta bao tuổi, ta đều sẽ là tỷ tỷ của ngươi. Từ nay về sau ngươi đều phải nghe ta nói. Hy Bình vỗ vỗ vào bụng, hô ra một mạch, nói, nàng đang nghĩ gì vậy, nếu như ngươi yêu cầu ta nghe lời ngươi thì ta không thể. Hiện tại ta trịnh trọng thanh minh, ta hoàng. Hy Bình tuyệt đối không nghe lời ngươi, tiểu muội muội. Thủy Khiết Thu ẩm ý, nói, là tỷ tỷ, không phải tiểu muội muội. Hy Bình bình thản đáp, giống nhau thôi. Hắn áp lấy cái miệng đang há ra nói chuyện của nàng. Chỉ một tay tại thân thể yêu mỹ của nàng vuốt ve qua lại, sau đó thay nàng cởi quần. Thủy Khiết Nhu tịnh không có phản kháng, nhưng mà cũng không có bao nhiêu động thái là động tình. Hy Bình rất lão luyện giải trừ y phục hạ thân của nàng, bắt đầu vuốt ve hạ thể, lại không nghĩ tới Thủy Khiết Nhu nơi đây giống như với nữ nhân bình thường, nơi đây da thịt trơn nhẵn như ngọc, lại có cảm giác mát lạnh. Hắn có chút kỳ quái, thân thể lùi xuống phía dưới, ánh mắt nhìn xuống hạ thể của nàng. Nơi đây tới lông mao cũng không có một cây, trơn nhẵn, hắn thử lấy tay đặt đùi, thử dừng tay phân khai hạ thể, đột nhiên phát hiện cứng rắn như ngọc, căn bản không thể mở ra, tưởng như bức tường bằng ngọc cứng rắn vô cùng không thể phân khai. Thủy Khiết Nhu cười tươi như hoa, nói, làm sao vậy, đại dâm côn? Vì cái gì lại dừng lại? Ta từng phát thể qua, có một ngày ta sẽ làm ngươi đối diện với mỹ nữ xích lõa mà cũng không thể xuống tay, bây giờ nhìn thấy cái bộ dạng ngốc ngốc của ngươi. Ta thật là vui vẻ. Đần độn, làm nhanh lên nha. Hy Bình cười thảm nói, tiểu bao bao, ta rốt cục đã hiểu được nguyên nhân nàng vì sao lẳng lơ như vậy lại vẫn còn giữ được thân xử nữ. Nàng cả đời này vẫn sẽ chỉ là lão xử nữ, nơi đây đến ngón tay còn không thể vào được, chứ đừng nói là nam nhân gì đó. Nàng thắng rồi, nói ra hai yêu cầu của nàng đi. Hắn xoay người, ngồi xuống ở bên giường, ngốc ngốc nhìn tới hạ thể Thủy Khiết Nhu. Đột nhiên hiểu được là bị nàng đùa bỡn. Thủy Khiết Thu đắc ý vô cùng, ngồi dậy, nói, nàng trước kêu Khiết Nhu tỷ tỷ cho ta nghe đã. Hy Bình đành chịu, nói ta chịu thua rồi. Khiết Nhu tỷ tỷ, tiểu đệ phải đi tìm nữ nhân của hắn, nàng tiếp tục làm xử nữ của nàng đi. Thủy Khiết Thu đỏ mặt một trận, đột nhiên đẩy Hy Bình ngã xuống trên giường, đánh tới tấp, miệng quát, ngươi đi chết đi. Hy Bình không hiểu ra sao mạo phạm nàng lúc nào. Tự nhiên lại đánh mắng hắn, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Hắn quơ tới hai tay nàng, nói, nàng đánh ta đã đủ chưa? Ta đã nhịn nàng lâu rồi đó. Thủy Khiết Thu tức giận đùng đùng nói, ai kêu ngươi ở trước mặt ta nói đi tìm nữ nhân của hắn? Hy Bình cười lạnh, dương mắt nhìn nàng, nói ta chưa thấy ở nữ nhân khác, có phải nàng không thể có phong vận nữ nhân? Nàng không thể là lão bà của ta, ta không làm gì nàng bởi vì nàng không muốn ta. Đương nhiên, ta sẽ không ngu ngốc mà chịu thua, bởi vì ta có thể hủy bỏ ước định, ha ha. Cười một trận lớn, rồi nói tiếp, nàng đang tưởng rằng, nàng sẽ không yêu ta. Thủy Khiết Nhu bĩu môi, tức giận nói, quỷ mới thích ngươi. Hy Bình nói, ta tuyệt đối an tâm, ta không nghĩ sẽ ôm một vật như nàng nhìn được mà không dùng được, cũng lưu nàng lại cho biểu ca của nàng hân thưởng. Ngươi giờ ở trên người ta thế này,
nếu để người khác nhìn thấy chúng ta lỏa thể nằm trên một cái giường, còn tưởng ta với ngươi có cái gì đây? Oan uổng cho ta. Thủy Khiết Nhu từ trên người Hy Bình xoay người xuống tới, nằm tại một bên, vẻ mặt nhõng nhẽo nói, ngươi thật không phải nam nhân. Hy Bình lần này nói thật, trước mặt nàng, ta đích xác không được gọi là nam tử Hán đại trượng phụ. Tốt lắm, ta không cùng nàng làm nhộn nữa, ta còn muốn chạy đi, nàng mau nói hai yêu cầu ra, chúng ta mau mau chấm dứt. Thủy Khiết Nhu suy nghĩ một hồi, nói ta còn không nghĩ tới yêu cầu ngươi làm cái gì, sau này khi nào nghĩ ra, ta sẽ tới nói cho ngươi biết. Hy Bình thở dài một tiếng, ngồi dậy, miết qua khuôn mặt nàng một chút, nói, nàng cứ chậm rãi mà nghĩ nha. Nói đoạn, hắn bước xuống giường, mặc quần áo xong, nhìn thấy Thủy Khiết Nhu vẫn còn nằm ở trên giường, mỉm cười nói, nàng là một món đồ nghệ thuật hoàn mỹ, đáng tiếc chỉ có thể nhìn không thể dùng được, thật có chút lãng phí. Thủy Khiết Nhu dương mắt nhìn hắn, ánh mắt lóe ra một tia đạm quang, phảng phất có chút bi thương. Hy Bình xoay người đi ra khỏi cửa phòng, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, nói, nàng rất thích hợp làm ni cô đấy, ta đề nghị nàng nên đi làm ni cô, nhất định sẽ trở thành một đại thần ni, khi đó ta gọi nàng là ni cô tỷ tỷ. Thủy Khiết Nhu từ trên giường ngồi dậy, hướng Hy Bình hô, ta thả chết cũng không làm ni cô. Ngươi là đại công cẩu, đem y phục đẹp đẽ của ta xé nát à? Ta bắt người bồi thường ta một bộ. Ê, người quay lại cho ta, bằng không ta sẽ tìm ngươi quyết đấu. Hy Bình đã mở cửa, cũng không cần quay đầu, nói, đánh chết ta cũng không cùng nàng quyết đấu, cơ hồ đều bị nàng làm cho dục hỏa thiêu thân mà chết, nàng hãy đi tìm người khác đi, đừng có gặp lại ta nữa, Khiết Nhu tỷ tỷ. Hắn biến mất ngò ai cửa, lúc đó tiến lại Đỗ Quyên và Thủy Tiên. Hy Bình dẫn mọi người trực chỉ Viễn Dương tiêu cục xuất phát. Chúng nữ đều nghĩ vì hắn ở trong phòng cùng Thủy Khiết Nhu làm hảo sự, đều bực bội không lý tới hắn. Hy Bình tiến tới muốn ôm Tiểu Tước lên ngựa, Tiểu Tước liền giãy giụa phản đối, đại sắc lang, không được chạm vào ta, người ta không cùng ngươi ngồi chung ngựa nữa. Bất quá, cuối cùng hắn cũng không để ý tới kháng nghị của nàng ta mà cưỡng chế đem nàng bỏ lên trên yên ngựa. Tiểu Tước ngày từ đầu đã không muốn tựa ở trong lồng ngực hắn, nhưng chẳng bao lâu, nàng đã lại giống như cũ. Dựa hẳn vào trong ngực hắn, Thiên Phong Song Kiều thấy trong lòng tư vị rất không thoải mái. Hoa Tiểu Ba bên ngoài phòng nghe được một ít âm thanh, rất hứng thú muốn biết Hy Bình cùng Thủy Khiết Nhu trong phòng làm cái gì, lúc này nhịn không được hỏi, tỷ phu, người cùng Thủy Khiết Nhu bên trong phòng có làm gì không vậy? Độc Cô Thi giận dữ mắng, người chết đi nha, sao lại hỏi tỷ phu vấn đề đó được chứ? Hy Bình cúi đầu ủ rũ nói, ta là không đối phó được với nàng ta. Nghĩ tới lúc hắn ôm lấy thân hình lỏa thể của Thủy Khiết Nhu, lại không có cửa xâm nhập thật là xấu hổ, hắn chợt cảm thấy trên mặt không có khí sắc, như là vừa bị nàng tát cho ba cái vậy. Hoa Tiểu Ba cả kinh kêu lên, trên đời không có nữ nhân nào mà tỷ phu không đối phó được, như thế nào lại không đối phó được với Thủy Khiết Thu. Hy Bình cười nói, tiểu tử ngươi ngày càng vô phép, xem ra Dã Mân Côi cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Hoa Tiểu Ba nói, tỷ phu. Người đừng oan uổng người tốt, Dã Mân Côi sao lại chỉ là của Hoa Tiểu Ba ta vậy, cả tứ cẩu sư phụ cùng Độc Cô Minh lão huynh cũng thường tới hái đóa mân côi này mà. Dã Mân Côi đỏ mặt lên, quay mặt về phía trước, chăm chú khiển mã, không dám quay đầu lại nhìn Hy Bình. Hy Bình cả kinh nói, ồ, thật không? Tứ cẩu kêu lại, Hoa Tiểu Ba, người cầm miệng lại cho ta tốt xấu cũng là sư phụ ngươi, người đừng có làm hư hao hình tượng hoàn mỹ của ta. Là Mỹ Mỹ nhìn không vừa mắt nói, các ngươi là một bọn dâm côn làm gì có hình tượng mà nói. Hở ra là giao phối loạn, quả thực chính là bản tính dã thú, đặc biệt là cái đồ gọi là Hoàng Hy Bình đại dâm côn, canh ba nửa đêm chạy đến trong phòng người khác đem tiểu cô nương 13 tuổi bế về phòng mình làm loạn. Dâm côn phía trước nên còn thêm vào với chữ cường đạo ác tặc, bốn chữ vàng thật to, hừ. Từ Bạch Lộ cũng hừ theo, nói, hắn vốn chính là một kẻ đáng giận như thế. Hy Bình lập tức hô, các người hai nữ nhân dám nói xấu ta câu nào, tới Viễn Dương tiêu cục ta coi xem các ngươi ra sao. Tiểu Tước trong lồng ngực hắn đột nhiên miệng xuất ra một câu, người không sợ người khác nói. Những lời này khiến Hy Bình tức giận tới cơ hồ muốn ngã xuống ngựa cái gì đây. Tới cả tiểu cô nương này cũng phản đối hắn rốt cuộc khi nào mạo phạm nàng ta vậy. Hắn ôm lấy Tiểu Tước kêu lớn, người nếu còn dám trợ các nàng ấy nói một câu. Ta liền đem ngươi bỏ xuống giữa đường, cho mấy đồ đại sắc lang đem ngươi đi.
Tiểu tước bĩu môi nói, người ngoại trừ hung dữ với người ta ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Hy Bình nhẹ nhàng hôn một cái vào bên tai nàng ta, nói một cách biến thái, ta còn có thể rất ôn nhu. Tiểu tước nhỏ giọng nói lại, mắc ói. Là Mỹ Mỹ thấy vậy, vội reo lên, Hoàng Hy Bình, người dám hôn tước nhi. Nói rồi, hai mắt xách lên. Hy Bình ngẩng đầu hướng nàng cười cười. Hoa tiểu ba quay đầu lại nói, Mỹ Mỹ tỷ tỷ, tiểu tước muội muội là thích bị tỷ phu ta chiếm tiện nghi như thế đó. Là Mỹ Mỹ mắng, người câm mồm chó lại, người tưởng hắn là ai vậy, tước nhi sao lại thích bị cái mồm thối của hắn hôn chứ? Tứ cẩu nói chen vào, có lẽ nàng cũng mong như vậy. Dám ở trước mặt nói hắn im mồm chó, hắn tứ cẩu vẫn cứ không im đấy. Là Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn tứ cẩu, tử cẩu, ta không có hỏi ý kiến ngươi, ngươi cắn loạn cái gì? Cẩn thận bổn tiểu thư vặn lấy cái răng chó của ngươi. Tứ cẩu mỉm cười nói, nàng lại có cái bản lĩnh đó sao? Là Mỹ Mỹ toàn thân run lên, nói, ngươi, ngươi. Tức giận đến không có nói ra lời. Độc Cô Minh nói, là tiểu thư, nàng đừng cùng hắn tranh cãi. Hắn vốn đúng là không có phong độ nam nhân, bằng không như thế nào lại dám trêu chọc nàng, làm cô nương xinh đẹp như vậy tức giận. Tứ cẩu cùng Hoa tiểu ba đồng thanh kêu, thấy sắc quên bản. Là Mỹ Mỹ rất vui vẻ nói, cũng chỉ còn Độc Cô công tử có khí khái nam nhi, không giống như mấy người này, chuyên môn khi dễ nữ hài tử, những người này nha. Thật sự là không bằng chư cẩu. Hy Bình hướng tứ cẩu, Hoa tiểu ba hai người, nói chính ngươi năn nỉ nàng ta nên đừng có hối hận. Tứ cẩu chua chát nói, hối hận không kịp. Hoa tiểu ba nói tiếp, hối xong đã muộn. Là Mỹ Mỹ buồn bực nói, ta còn cho các người là hiệp nghĩa ra tay, còn muốn đi theo các người hành hiệp trượng nghĩa, ai ngờ các người quả là một đám dâm côn so với hái hoa đạo tặc còn đáng giận hơn, đi theo các người thật sự là xui xẻo mà, ở nhà, thảo nào ông nội thường nói với ta rằng ngàn vạn lần không được cùng người trong giang hồ lui tới, nguyên lai đều không phải hảo nhân. Từ Bạch Lộ bất mãn nói, người nói ai không phải hảo nhân. Nói ai đều được óc, song không được gom cả Từ Bạch Lộ ta vào. Là Mỹ Mỹ đang cơn nổi nóng, nói, người cũng không phải là hảo nhân. Nàng tại hơn 10 ngày gần đây, nhìn Hy Bình lúc ôm các nàng, hai tỷ muội loạn hôn, nàng trong lòng rất bức bối nữ nhân tốt sao có thể cùng một nam nhân tùy tiện ôm hôn loạn như vậy. Từ Bạch Lộ vì câu nói của La Mỹ Mỹ công kích, giận quá thành xấu hổ, quát, La Mỹ Mỹ. Ngươi đừng quá quát, ta Từ Bạch Lộ mà không phải hảo nhân à. Là Mỹ Mỹ hừ một tiếng, nói ta cũng không phải hảo nhân dứt lời quay đầu sang một bên, không thèm nhìn Từ Bạch Lộ đang tức giận nữ nhân đang tức giận trông thật khó coi. Hoa tiểu ba mở ra đề tài mới, tỷ phu, Thủy Khiết Nhu là một tiểu cô nương, ngươi lần đầu dục hỏa thượng thăng, chúng ta thấy cô ta rất bốc lửa, sao tỷ phu và nàng ta ở chung một phòng lại không phát sinh một điểm quan hệ. Hy Bình cười khổ nói, nàng đích thật là ma nữ hành hạ người mà. Người đã nhìn qua thân thể nàng ta chưa? Tứ cẩu buồn bã nói, chúng ta theo đuổi nàng ta đã lâu, đến tay cũng chưa từng có chạm qua, như thế nào có thể nhìn thấy thân thể nàng? Hoa tiểu ba nói, nữ nhân này mỗi lần cười đều tỏa ra tao vị kiều mị dâm đãng, chỉ là nhất định không cho chúng ta chạm tới nàng, thật không hiểu nàng là nữ nhân thế nào. Hy Bình thở dài, bởi vì nàng căn bản không phải là nữ nhân. Hoa tiểu ba vội hỏi, tỷ phu, thử nói qua xem nào. Hy Bình đem chỗ kỳ quái trên người Thủy Khiết Nhu nói lại, chúng nữ vừa ngạc nhiên vừa thẹn, đều mắng Hy Bình chẳng biết liêm sỉ, đến việc này cũng có thể nói lưu loát được, mặt cũng không đỏ, quả nhiên là một sắc lang không sai. Hoa tiểu ba nghe xong, kinh hô, nàng là Tuyết Kình chi thân. Tiếp theo, hắn liền đem truyền thuyết về Tuyết Kình thân nói qua cho mọi người biết, sau khi nói xong, hắn vỗ vỗ ngực. Lòng còn sợ hãi nói, từ nay về sau, có cho ta 100 lần sắc đảm, ta cũng không dám trêu chọc lại nàng ta. Tứ cẩu nghe xong, lại là thở phào, nói, may quá nàng không có thích ta, bằng không ta tứ cẩu chẳng biết sự tình, có thể đã xong đời rồi. Hy Bình rốt cục hiểu được một chút sự tình, nói thảo nào nàng cứ đòi ta quyết đấu, nguyên là ta tiến vào không được cũng thua, tiến vào được cũng là thua, tiểu nhi tử này sao lại hận ta như vậy đa. Hoa tiểu ba tò mò nói, tỷ phu, từ nay về sau ngươi có thấy nàng, nhất định phải gọi tỷ tỷ sao? Hy Bình nói, ngươi lại nghĩ ta là người nói không giữ lời. Mọi người cười to, đây coi như câu trả lời, một vô lại liệu có bao nhiêu phần đáng tin. Hy Bình bên tai tiểu tước nói, tiểu tước cô nương,
nàng cũng không tin. Người lớn không tin, chỉ có thể lừa tiểu cô nương. Tiểu tước nói, người từ nay về sau không gọi ta là tiểu cô nương, ta liền tin ngươi. Hy Bình đầu to như cái đấu, nói, nàng vốn nhỏ, tuổi nhỏ, bộ dạng cũng nhỏ, không phải tiểu cô nương, cũng khó thể thành đại nữ nhân. Tiểu tước nói, ta mặc kệ, người tới Đỗ Quyên 13 tuổi cũng ôm vào trong phòng ngủ, tước nhi đã 14 tuổi, so với nàng nhiều hơn một tuổi, như thế nào ngươi lại hiềm người ta nhỏ. Nàng cầm lấy tay Hy Bình đặt lên ngực nàng ta, lại nói, thật ra, tước nhi chỗ này đã lớn hơn rồi, một nữ nhân chỉ cần nơi này lớn lên, đúng là một nữ nhân trưởng thành, tước nhi muốn làm nữ nhân của ngươi. Hy Bình nói, nguyên lai tại ta lúc trước trên người nàng sờ loạn một hồi, giờ nàng đã thích ta rồi, hèn chi ta thấy kỳ quái, lúc ấy vì sao nàng lại ngoan ngoãn để mặc ta hôn hít đến một tiếng cũng không phản đối. Ta còn tưởng rằng nàng còn ngây thơ, ai? Tiểu tước sẵn giọng, ta lúc ấy đích thật là bị dọa sợ mà. Hy Bình nói, sao bây giờ lại lớn mật quá vậy? Tiểu tước quay đầu, dịu dàng nói, người đồng ý không? Hy Bình đề nghị nói, ta nhận nàng làm muội muội, được không? Tiểu tước cong môi nói, ta không cần làm muội muội ngươi, ta muốn làm tiểu thê tử của ngươi, tùy ý ngươi này đại sắc lang muốn làm gì thì làm, ta phải sanh cho ngươi một tiểu sắc lang. Nàng càng nói càng lớn tiếng, Hy Bình vội vàng che lấy cái miệng không yên của nàng lại, nói, nàng đừng có càng nói càng hào hứng vậy, bọn họ sẽ nghe thấy. Tiểu tước gỡ bỏ tay hắn ra, ngạc nhiên hỏi, ngươi sợ chăng? Hy Bình xấu hổ nói, đây không phải là vấn đề xấu hổ hay không, mà làm cho bọn họ biết ta ngay cả tiểu cô nương đều không có buông tha, thật là không còn mặt mũi nữa. Ai, nới như thế nào đi nữa, thể diện cũng quan trọng mà. Tiểu tước lại đột nhiên kêu to, hô ta mới không phải tiểu cô nương. Ta muốn làm nữ nhân của ngươi, ngươi không được kiếm cớ chối bỏ ta. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, Hy Bình hiếm khi đỏ mặt, nói trời. Đại hải bọn họ đã chạy xa rồi, chúng ta mau chạy lên thôi. Dứt lời kêu lên một tiếng, ô long liền phóng tới phía trước, đem mọi người bỏ lại phía sau. La Mỹ Mỹ ở phía sau đuổi vội, đồng thời mắng lớn, Hoàng Hy Bình, ngươi là đại dâm côn, ngươi dám chạm vào người tước nhi, ta liền đem ngươi ra thiến, cho ngươi vào cung làm thái giám. Mọi người một đường dục ngựa chạy nước đại, gần tối thì đã tới được Viễn Dương tiêu cục. Đi ra nghênh đón mọi người. Ngoại trừ vợ chồng Lôi Dũng cùng Từ Phiêu Nhiên, còn có vợ chồng Hoàng Dương. Hy Bình vừa thấy cha mẹ, lập tức phóng tới ôm qua Xuân Yến hô lên, nương, các người như thế nào lại ở chỗ này? Xuân Yến nói, Bình Nhi, buông nương ra nào, nương sớm đã bị ngươi ôm tới không thở nổi rồi. Hoàng Dương cười nói, chúng ta còn sợ ngươi làm ra mấy chuyện phiền toái, cho nên đi tới Viễn Dương tiêu cục, giờ thì đã tới đây rồi. Hoàng Đại Hải đi đến trước mặt bọn họ. Cảm động tới chảy nước mắt, thanh âm run rẩy nói, phụ thân, nương, con là Đại Hải đây. Hoàng Dương hai tay đặt lên vai Hoàng Đại Hải, thở dài, lớn hơn nhiều rồi, đến phụ thân cũng không còn nhận ra ngươi nữa. Xuân Yến đem Hoàng Đại Hải ôm vào trong lòng, hai hàng lệ trong suốt tuôn ra, nói, Đại Hải, còn nhớ nương không? Hoàng Đại Hải run rẩy nói, nhớ. Xuân Yến vuốt ve hai gò má đầy đặn của hắn. Nói, ngươi càng lớn càng giống phụ thân ngươi. Hoàng Dương cười nói, nhi tử ta đương nhiên lớn lên giống ta. Đại Hải, lần trước Nguyệt Nhi nói người lớn lên so với ta y hệt, ta còn có chút không tin, bây giờ xem ra quả nhiên là đúng, ha ha. Ta nhớ tới năm đó khiến cho nương ngươi mê tới thần hồn điên đảo, cho đến bây giờ quả là hổ phụ sinh hổ tử ôi, theo lời cha nói, có phải có vài nữ hài tử đã bị ngươi mê hoặc chết đi sống lại rồi phải không? Hoàng Dương này, da mặt qua nhiên dày, lại có thể trước mắt nhi tử mình diễu võ dương oai, khó trách có thể dưỡng ra một da mặt siêu cấp như Hoàng Hy Bình. Hoàng Đại Hải rốt cục hiểu được tính nết đại ca lại là như vậy, nguyên lai tất cả đều là do một tay cha bồi dưỡng nên, quả thực là cha nào con nấy. Hắn nghĩ, nếu chính mình từ nhỏ lớn lên bên người cha, có lẽ cũng giống như đại ca bây giờ vô lại. Mọi người sau khi giới thiệu danh tính xưng hô cùng nhau tiến nhập Viễn Dương tiêu cục. Hoàng Đại Hải cùng Xuân Yến đi tới một chỗ, Hy Bình đã cùng Hoàng Dương song song bước đến. Trên đường, Hoàng Dương lặng lẽ hỏi Hy Bình, Bình Nhi, nơi này nhiều mỹ nữ như vậy, có bao nhiêu người là con dâu của ta vậy? Hy Bình đáp lời, cha, các nàng đều không phải, lão bà của con đều ở tại trường Xuân Đường chuẩn bị sinh hài tử.
Hoàng Dương cả kinh nói, Trường Xuân Đường. Thi Bình cười nói, vâng, đúng là tại sư môn của cha. Hoàng Dương càng kinh ngạc hơn, nói, tới việc này ngươi cũng biết. Thi Bình đắc ý nói, con còn lấy nữ nhân của sư huynh cha Hoa Tiểu Mạn, nàng trong bụng cũng đang mang tiểu tôn tử của cha đó, giỏi không? Hoàng Dương hài lòng gật gật đầu, cười nói, nữ nhân của sư huynh không phải gọi là Hoa Tiểu Thiến sao? Thi Bình nói, đó là người con lớn, con cưới là tiểu nữ nhân của ông ấy, cha không phải vừa mới gặp qua Hoa Tiểu Ba sao? Nhạc mẫu đã có thể sinh ra Hoa Tiểu Tử, đương nhiên cũng có thể sau khi người rời khỏi Trường Sinh Đường, sinh ra lão bà của con Hoa Tiểu Mạn. Hoàng Dương tiếc rẻ nói, tại làm sao ngươi lại không đem Hoa Tiểu Thiến cùng cưới về? Cha rất thích nàng ta. Thi Bình nản lòng nói, không có biện pháp, khi con tới Trường Xuân Đường, nàng đã được gả cho Triệu Tử Hào, còn sinh cho hắn một tiểu tử, con thế nào có thể đoạt vợ của hắn đây? Hoàng Dương tuy nghĩ có chút tiếc nuối, nhưng qua một khắc lại cười nói ra sợ ngươi không tin, ngươi khi mới sanh ra không lâu, nàng ta ôm ngươi nói ngươi rất là đáng yêu, còn nói khi nàng lớn lên nhất định sẽ gả cho ngươi, khi đó gọi ngươi là tiểu lão công, ta còn cho các ngươi có một ít duyên phận, không thể tưởng được đứa con dâu hờ này nhanh gì tình biệt luyến vậy. Thi Bình cả kinh nói, nàng khi đó bao nhiêu tuổi? Hoàng Dương nghĩ nghĩ nói, 5 tuổi. Thi Bình bật cười nói, nàng ta thật sớm phát dục. Hoàng Dương nói một cách tà dị, đương nhiên, nàng còn thường xuyên chơi đùa với con tiểu kê của ngươi nữa. Thi Bình vừa là cả kinh nói, có việc này nữa. Hoàng Dương thấp giọng nói vào bên tai Hi Bình, có cơ hội ngươi có thể nói xa nói gần hỏi Triệu Tử Hào xem Tiểu Thiến lúc gả cho hắn còn có là xử nữ hay không. Hi Bình không hiểu được, hỏi, sao lại thế? Hoàng Dương càng nhỏ tiếng hơn, nói, ngươi có biết là người bản thân trời xanh dị chủng, mặc dù lúc ấy mới có xanh được vài tháng, nhưng mỗi lần Tiểu Thiến chơi đùa con gà con của ngươi, ngươi đều phát huy uy lực rồi, hơn nữa tiểu hài đó có lòng hiếu kỳ, liền tự mình ngồi lên. Thân xử nữ của nàng đúng là trong lúc ấy bị hủy. Lúc ấy còn chảy rất nhiều máu, nàng ta khóc không ngừng, khi chúng ta chạy tới thì mọi việc đã xong rồi, may là cửu dương trọng thể của ngươi không có bị nàng dẫn thoát ra, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi cũng đã hết. Bình Nhi, ngươi làm như thế nào qua được kiếp nạn đó vậy? Thì Bình suy nghĩ một hồi, liền đem từ lúc gặp Hồ Điệp Lục Cơ kể lại một lần. Hoàng Dương nghe xong, nói, ngươi thật sự là phúc đại mệnh đại. Thi Bình đắc ý cười nói, đương nhiên là thế, con là nhi tử của người mà. Hai cha con vừa đi vừa nói theo mọi người đi, không biết khi nào đã vào tới Viễn Dương Đường, Thi Bình cùng vợ chồng Lôi Dũng trao đổi về việc của Lôi Phượng, liền hướng vợ chồng giả Lôi Chiến điểm ngôn mật ngữ một phen, khiến hai lão vui tới mặt mày hớn hở. Lúc này, các thành viên trong gia đình đi tới hỏi thăm, kể chuyện tại sao lại quay về. Bọn họ nói chuyện về những lão bà nương cùng nữ nhân. Tự nhiên đã uống rất nhiều nước. Cuối buổi tiệc tàn, mọi người bắt đầu náo nhiệt, bàn bạc việc ngày mai lên đường đi tìm Thi Trúc Sinh tính nợ. Sau yến hội, mọi người trở về ngủ, chuẩn bị sức lực cho ngày mai cùng mọi người lên đường mẹ nó, ăn no không có chuyện gì, chẳng là bất diệu lắm sao. Thi Bình trước là chạy tới khuê phòng của Lôi Phượng nằm một lúc, sau đó bắt đầu đi ra ngoài gõ cửa phòng vợ chồng Hoàng Dương, tiến vào trong phòng ngồi xuống. Xuân Yến hỏi, Bình Nhi, tìm chúng ta có việc sao? Thi Bình trầm mặc một hồi, rốt cuộc hạ quyết tâm, nói, cha mẹ, lần trước Nguyệt Nhi trong khi về nhà, các người có phải là cổ vũ nàng yêu con? Xuân Yến sửng sốt một hồi, mới nói, không có nha. Thi Bình nói, nhưng Nguyệt Nhi nói với con, các người không có cấm nàng yêu con. Hoàng Dương giải thích, nói, nàng là muội muội ngươi, yêu quý ngươi là điều đương nhiên. Thi Bình nản chí nói, là như thế này sao? Xuân Yến nhẹ giọng nói, Bình Nhi, người rất thích Nguyệt Nhân. Thi Bình thành thực trả lời, chính vậy. Hoàng Dương cười nói, vậy cứ thế đi, huynh muội nên tương thân tương ái, chúng ta cũng không có nói khác đâu. Thi Bình nói, nhưng, ai? Bỏ đi, xem ra là không có kết quả. Cha mẹ, con thầm hỏi hai người một câu, vì sao con lớn lên lại không có giống hai người chút nào vậy? Con thật sự là nhi tử thân sanh của hai người. Xuân Yến đi tới vuốt lên hai gò má đầy đặn tuấn mỹ của hắn, nói, người đương nhiên là nhi tử của chúng ta, ai quy định nhi tử phải giống với cha mẹ. Thi Bình thở dài một tiếng, nói, con biết rồi. Cha mẹ, con trở về ngủ, các người ngủ ngon. Dứt lời, hắn liền cáo từ rời đi. Thi Bình đi rồi,
vợ chồng Hoàng Dương lại nằm xuống đống chăn. Xuân Yến nhẹ giọng nói, Dương ca, Bình Nhi có biết thân thế của hắn không? Hoàng Dương suy ngẫm một hồi, nói có thể còn chưa biết, bất quá có lẽ trong lòng đang hoài nghi. Xuân Yến nói, chúng ta có nên đem thân thế của hắn nói ra không? Hoàng Dương thở dài, giấy không gói được óc lửa, sau này giấy sẽ cháy đến lửa, chúng ta tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Xuân Yến nói, lúc trước, khi tiểu thư đem hắn giao cho ta, bảo ta không được dạy hắn võ công, cũng không cho hắn giao thiệp với giang hồ, là bởi vì hắn di truyền ma tính của cha hắn, sẽ khiến giang hồ tinh phong huyết vũ, nhưng không ngờ số phận trêu người, hắn cuối cùng cũng trở thành người trong võ lâm, hơn nữa lại còn là thủ lĩnh của đám thanh niên trẻ tuổi của võ lâm tứ đại gia. Đã như vậy còn lấy nhiều thê tử võ lâm, hắn nhất cử nhất động đều có thể liên quan tới an nguy của võ lâm, thật sự là mới đầu không thể dự đoán được. Mặc dù hắn không phải là nhi tử thân sanh của chúng ta, nhưng mà chúng ta nhìn thấy Bình Nhi ra đời, lại một tay nuôi dưỡng thành người, ta đối với hắn thâm tình còn hơn cả với Tiểu Nguyệt cùng Đại Hải, ta thật sự sợ hắn khi biết được thân thế của mình sẽ không còn nhận ta là mẹ nữa. Hoàng Dương cười nói, nàng không cần phải tự mình lo lắng quá, hắn cuối cùng vẫn là nhi tử của chúng ta, so với thân sanh nhi tử còn muốn thân hơn. Lão nói thật, hắn ngoại trừ không giống ta ở bề ngoài, song tính cách lại không có khác chi cả. Cứ như Đại Hải, bị Đỗ Thanh Phong lão hỗn đản nuôi dạy thành một đứa ngốc tử, thật không biết Đỗ hỗn đản này nuôi dạy con ta kiểu gì, lần sau mà có gặp hắn, ta nhất định phải mắng hắn cẩu huyết lâm đầu. Hỗn đản này, năm đó còn cùng ta theo đuổi Độc Cô Tuyết, nghĩ tới việc này, ta thật không có cam lòng. Tới bây giờ lại đem nhi tử ta dựng lên hình tượng anh hùng cẩu thí, kỳ thật anh hùng có cái gì sung sướng chứ, hứ. Xuân Yến chờ hắn hứ xong, một tay kia liền dắt hắn cái lỗ tai, oán giận nói, quái không được lúc ta gả cho chàng, chàng lại trong mộng thường có kêu a tuyết a tuyết, ta còn tưởng rằng chàng đặc biệt thích mùa đông tuyết rơi, bây giờ mới biết được chàng lúc ấy còn không có được tình nhân ban đầu, nhìn chàng từ nay về sau còn dám ở trước mặt ta nhắc tới, tuyết, này một chữ. Hoàng Dương cầu xin, nói, Xuân Yến, ta bây giờ trong lòng chỉ có nàng một nữ nhân mà thôi, đều lão phu lão thê cả rồi, nàng còn ghen tuông cái gì? Nhi tử chúng ta còn có một đoàn lão bà, ta cũng chỉ có một lúc cao hứng, chỉ có trong mộng nghĩ tới Độc Cô Tuyết mà thôi, nàng tìm ta tính nợ thế này, thật là không có công bình. Xuân Yến mỉm cười nói, công bình, chàng có một phần mười tài năng của Bình Nhi hả? Chàng lại có thể trước mặt ta mắng Đỗ Thanh Phong, tưởng nhớ Độc Cô Tuyết, ta không có trừng trị chàng, chàng lại tâm nghĩ tới người khác. Hoàng Dương biết không thể thuyết phục được nàng, đành phải lảng sang chuyện khác, nói, Xuân Yến, vừa rồi ta quan sát thần sắc của Bình Nhi, giống như là Tiểu Nguyệt thật sự đã nghe chúng ta nói chuyện qua, lớn mật yêu Bình Nhi, hình như tình cảm giữa huynh muội bọn chúng đã vượt qua tình cảm huynh muội thông thường. Xuân Yến nói, sao có thể như thế? Bình Nhi cùng Tiểu Nguyệt không phải thân huynh muội, ta thật hy vọng Tiểu Nguyệt gả cho Bình Nhi, hắn là loại nam nhân có thể khiến cho nữ nhân sung sướng. Hoàng Dương cười nói, ta đem tinh lực của mình đều truyền hết cho Bình Nhi cả, làm sao có thể hung mãnh như trước được. Huống hồ nàng càng ngày trẻ ra, đối với phương diện kia lại càng lúc càng đòi hỏi khẩu vị lớn hơn, ta đâu có thời gian dưỡng sức để cấp cho nàng một lần thỏa mãn. Xuân Yến cười duyên nói, xấu chưa, Bình Nhi không phải ngươi thân sinh, ngươi như thế nào di truyền cho hắn. Hơn nữa trong khi ngươi còn trẻ, cũng chẳng thấy nơi này cường gì cả, chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi. Hoàng Dương ỉu xìu nói, Xuân Yến, tốt xấu đã 20 năm vợ chồng, nàng để lại cho ta mặt mũi. Nói một câu, lão công, chàng thật khỏe, sẽ khiến ta sướng chết được. Xuân Yến sẵn giọng, ta chết cũng chẳng có nói buồn nôn như vậy nha. Hoàng Dương cười nói, ta nhớ rõ 20 năm trước, nàng thường xuyên nói vậy mà. Xuân Yến nghe vậy đại phát xuân tình, xoay người nằm lên trên người Hoàng Dương, miệng hướng hắn, nói, chàng là tử lão quỷ. Dám tính nợ cũ với ta. Nếu người có thể trở lại hùng phong năm đó, ta đêm nay liền nói cho ngươi nghe, được không? Hoàng Dương cười lớn, nói ta không phải Bình Nhi, sao có thể thường xuyên khởi hùng phong đại tác? Xuân Yến nói, chàng nói xem, Bình Nhi cho dù có già, hùng phong cũng không có giảm. Hoàng Dương nói in ta không biết, bất quá, y thư thường nói, nếu như nó tới lúc già, nó vẫn có thể bảo lưu thân thể cường tráng cùng tính dục mãnh liệt. Đương nhiên, dung mạo tuấn mỹ, vô luận sau này thế nào, đối với nữ nhân vẫn tán phát mị lực nam nhân. Xuân Yến nói, đương nhiên, hắn là nhi tử của ta,
ta nói hắn là thiên địch của nữ nhân chúng ta. Hoàng Dương nói, ta cũng nói ta là thiên địch của nàng. Xuân Yến tại trong bóng tối đột nhiên yêu kiều hô, chàng muốn chết nha. Sau khi Hy Bình đi ra, tâm tình suy sụp cực điểm. Hắn trong đầu rất loạn, hắn tuy cũng có một chút hoài nghi chính mình không phải là nhi tử do phụ mẫu thân sanh, nhưng sự thật hắn cũng là do bọn họ sinh ra. Nương nói đúng, ai quy định rằng nhi tử nhất định lớn lên phải giống phụ mẫu. Kỳ thật hắn lúc ấy cũng sợ phụ mẫu nói rằng hắn không phải do bọn họ thân sanh, tuy nhiên bởi vì sự việc hắn dây dưa cùng với Tiểu Nguyệt, nên hắn cũng lại hy vọng chính mình cùng Tiểu Nguyệt không phải thân huynh muội. Nhưng bảo hắn thế nào tiếp thụ sự thật này chính mình không phải nhi tử phụ mẫu thân sanh. Nếu hắn không phải phụ mẫu thân sanh, thì rốt cuộc ai mới là phụ mẫu thân sanh của hắn? Tư tưởng này chợt lóe qua, sau đó cũng bị nhất nhất loại trừ, cuối cùng hắn cũng tin tưởng chính mình là nhi tử phụ mẫu thân sanh. Nhưng bây giờ hắn cùng Tiểu Nguyệt làm sao cho tốt, Tiểu Nguyệt là quyết tâm yêu thương hắn, thân đang là đại ca hắn tuyệt không thể nhận tấm chân tình này của nàng được. Phải làm sao bây giờ đây? Bất chi bất giác, hắn đẩy cửa phòng mình ra, đã thấy Dã Mân Côi ngồi ở trên giường nhìn hắn. Hy Bình trước tiên là kinh ngạc, sau đó nói, nàng chờ ta lâu chưa? Dã Mân Côi nói, chỉ vừa mới thôi, chàng không ở đây, cửa lại không khóa, nên thiếp tự tiến đến đây. Hy Bình ngồi tại bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, không bồi tiếp bọn họ sao? Dã Mân Côi ỉ ôi trong ngực hắn. Hồi lâu mới buồn bã nói, từ cái đêm thiếp bị Triệu Tử Huy đoạt đi thân xử nữ, tim thiếp đã thành hoang dại, trong 2-3 năm ngắn ngủi trôi qua, thiếp thay đổi rất nhiều nam nhân. Chẳng biết vì sao, tính dục lúc nào cũng rất mạnh, thường xuyên phải cùng nam nhân âu yếm kích thích, thiếp từng gặp qua vài nam nhân, có chút ít thất vọng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể thỏa mãn ta. Bằng hữu của chàng thật là nam nhân trong nam nhân, bọn họ cơ hồ khiến thiếp rất vui sướng mê mang. Nhưng mà thiếp biết chỉ chàng mới có thể khiến Mân Côi không còn hoang dại. Chàng là nam nhân khiến nữ nhân vừa thấy đã nghĩ cùng chàng lên giường, vẻ bề ngoài tuấn mỹ cùng với thân hình cường tráng cộng thêm cách ăn nói ngỗ ngược, đều phát tán ra một loại ma lực khiến nữ nhân vô phương kháng cự. Thiếp biết, chỉ cần chàng nguyện ý, chàng có thể chinh phục bất cứ một nữ nhân nào. Tim của thiếp sớm đã bị chàng chinh phục, thiếp chờ mong chàng có thể một bước chinh phục thân thể ta. Hy Bình, đêm nay chàng có muốn thiếp không? Hy Bình ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người nàng, hít sâu nói, sau khi từ địa ngục môn trở về, ta lại muốn nàng, được không? Dã Mân Côi khăng khăng nói, không, thiếp bây giờ muốn chàng, thiếp sợ trận chiến ngày mai thiếp sẽ không có mạng trở về. Nên, đêm nay thiếp nhất định phải có được sự sủng ái của chàng, trừ phi chàng e ngại thân thể Mân Côi dơ bẩn, Mân Côi sẽ lập tức rời đi. Hy Bình liền ôm chầm lấy người nàng, cười nói, ngốc tử, ta thế nào có thể e ngại nàng? Nam nhân có thể cùng rất nhiều nữ nhân tác ái, nữ nhân đương nhiên cũng có quyền cùng với nhiều nam nhân hoàn hảo, nữ nhân lúc nào cũng khó có thể thỏa mãn, mà nam nhân lại không giống, bình thường nam nhân chỉ cần mấy mươi lần vào ra liền có thể đạt đến cao trào thỏa mãn nhục thể, cho nên nữ nhân khó có thể tìm được thỏa mãn dưới khố của một nam nhân, vì vậy mà đi tìm một nam nhân khác, đó cũng là chuyện đương nhiên. Mỗi người đều luôn tìm kiếm thứ mình muốn, để mà thỏa mãn nhu cầu chính mình. Nàng từng có bao nhiêu nam nhân? Ta cũng không để ý, tịnh không phải ta không có để ý tới nàng, mà là ta không có quyền quản nàng, vì đó là tự do của nàng. Nhưng nếu thật sự đi theo ta, nàng sẽ mất đi sự tự do này, bởi vì ta tự tư mà. Dã Mân Côi xúc động nói, qua đêm nay, chàng sẽ có quyền quản thiếp, vì thiếp đã quyết định trở thành một phần trong những thê tử của chàng, sẽ chỉ là thê tử của một mình chàng thôi. Từ nay về sau chỉ trung thành với một nam nhân, đó là chàng. Thân thể ta sẽ chỉ cho một mình chàng hưởng dụng. Hy Bình nhìn chăm chú vào nàng, nói, vì cái gì lựa chọn ta? Dã Mân Côi buồn bã nói, thiếp cũng không rõ, chỉ biết là sự lựa chọn của mình sẽ không lầm. Lãng Vô Tâm cùng đám bằng hữu của chàng luận từ bề ngoài lẫn năng lực của họ mà nói, đều là nam nhân có thể khiến nữ nhân say mê, đặc biệt là phương diện tình dục, đều khiến nữ nhân cùng họ tác ái có thể thỏa mãn triệt để. Động tác cự căn của bọn họ sau khi ở tại trong thân thể của thiếp, Mân Côi thậm chí có chút ít đau đớn, nhưng mà thật sự là vô cùng khoái lạc. Mỗi người đàn bà đều thích nam nhân tiến vào khẩu mật của bọn họ ra vào ma sát cường mãnh, mà bọn họ tán tỉnh nữ nhân vui vẻ cũng có thể xếp là nhất lưu. Nhưng, thiếp hoàn toàn chọn chàng làm tình nhân cuối cùng của Mân Côi, cũng có thể gọi lão công. Hy Bình cười nói, bọn họ đích thật là nam nhân rất tốt,
nàng vì sao lại không chọn lấy một trong số họ? Dã Mân côi hôn hắn một cái, nói, bởi vì chàng so với họ tốt hơn, thiếp tự nhiên chọn lấy cái tốt nhất. Hy Bình nói, khẳng định như vậy, nàng không sợ sau khi thử qua mới biết được ta so với bọn họ kém hơn sao? Dã Mân côi khẳng định, nói, thiếp tin tưởng vào trực giác của mình. Hy Bình thở dài, vô luận nữ nhân như thế nào, cũng đều luôn luôn dựa vào trực giác để xác định đúng sai. Dã Mân côi nói, chàng hãy thay thiếp chứng thật trực giác của mình nhé. Hy Bình trong lòng lúc này không còn chút ưu tư nói, có gì không thể. Nói vừa xong, bàn tay đã chuyển tới bên trên ngực của Mân côi. Dã Mân côi tùy ý hắn vuốt ve, rên rỉ nói, thiếp muốn chàng cấp cho Mân côi một hài tử, thiếp tuy cùng rất nhiều nam nhân đã làm qua, nhưng thiếp cho tới bây giờ không có nghĩ tới vì bọn họ sinh hài tử, bây giờ thiếp thật nghĩ rằng muốn có hài tử của thiếp với chàng, hài tử của chúng ta. Hy Bình nói, qua đêm nay, nàng trong bụng sẽ có một hài tử. Dã Mân côi đột nhiên đẩy tay hắn ra, đứng ở trước giường, nói, Mân côi thích tại trước mặt chàng thoát y. Nàng quả nhiên tự thoát khởi y phục, động tác vừa mềm dẻo vừa cuồng dã, quyến rũ vô cùng. Hy Bình dõi theo từng động tác của nàng mắt cũng không cử động, cho đến khi toàn bộ y phục của nàng đều đã rơi xuống xung quanh chân nàng. Dã Mân côi đôi mắt quyền rũ nhìn tới Hy Bình, dịu dàng nói, chàng thích không? Hy Bình gã lỗ mãng này lại bắt đầu trở thành thi nhân. Hắn nói, thân thể giống như đóa Mân côi nở rộ, thật sự so với Mân côi như hỏa diễm mê người. Dã Mân côi ngọt ngào cười, nụ cười thật kiều diễm, ôn nhu nói, thiếp cởi áo cho chàng, được không? Hy Bình đứng dậy, Dã Mân côi chỉ cao tới bộ ngực của hắn, nhưng Hy Bình không cảm thấy nàng lùn, bởi vì nữ nhân này có quá nhiều những chỗ đặc biệt, làm người ta dễ dàng bỏ qua chiều cao của nàng. Dã Mân côi thuần thục cởi áo cho Hy Bình, động tác như ve vãn tán tỉnh. Chẳng mấy chốc, hai người đều trần như nhộng đối diện với nhau. Hy Bình khoe khoang nói, nữ nhân của ta đều nói khi ta cởi bỏ y phục, bộ dạng càng khiến bọn họ say mê hơn, nàng có nghĩ vậy không? Dã Mân côi gật gật đầu, nhìn lại cơ thể nam nhân trước mặt, tuy không phải là lần đầu nhìn thấy, nhưng nàng vẫn cảm thấy sự rung động không giảm. Nam nhân này có một thân thể thật cường tráng hoàn mỹ, toàn thân mỗi một chỗ nhìn thấy đều là biểu tượng cho sức mạnh. Đều khiến nữ nhân cảm thấy kích động hưng phấn, mỗi một tấc cơ thể đều tràn ngập lực lượng cường mãnh. Hình thể hoàn mỹ phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, đủ để khiến mỗi người nữ nhân điên cuồng, huống chi hắn cũng không chỉ có thế này. Hy Bình nàng ôm nàng lên, đè xuống giường, điên cuồng hôn hít vuốt ve, sau đó nhẹ nhàng nắn bóp bộ ngực của nàng, nói, sợ hay không sợ đau. Dã Mân côi nắm tới dương căn thô dài của hắn, nói, chàng cho dù đem Mân côi vùi hoa dập liễu. Mân côi cũng là không có sợ. Hy Bình cười nói, không có nghiêm trọng như vậy đâu. Hai người vừa một phen ve vuốt, Dã Mân côi đã động tình rên rỉ không thôi, hạ thể của nàng đã là một phiên ướt át. Hy Bình dò hỏi, bắt đầu được chưa? Dã Mân côi mê mê hồ hồ vâng một tiếng, hai mắt nhắm lại, rên rỉ nói, chàng, hãy tiến đến đây. Hy Bình tiến nhanh vào, Dã Mân côi hét một tiếng kêu lớn. 10 ngón tay cào lên lưng Hy Bình thành 10 vệt máu, sau đó thì dừng lại. Hy Bình thương tiếc nói, đau không? Dã Mân côi cắn răng nhịn đau vâng một tiếng, hạ thể vặn vẹo, nói, chàng không cần quản thiếp, thiếp cảm giác chỗ này phảng phất như bị tê liệt. Hy Bình hai tay nắm lấy cặp mông nảy nở của nàng, động tác bắt đầu trở nên có tiết tấu, Dã Mân côi rên rỉ kêu lên cũng theo tiết tấu đó, khi Hy Bình động tác trở lên mãnh liệt, nàng như quên hết tất cả hét loạn. Dã Mân côi tuy dâm đáng không bằng được Lãnh Tinh Oánh, nhưng là nữ nhân cũng đã trải qua khá nhiều nam nhân, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua nam nhân đáng sợ như bây giờ, khỏe mạnh tới khiến cho nàng kinh ngạc. Cho dù hắn không có cái bộ phận sinh dục to dài kia, thể lực cùng sức chịu đựng của hắn cũng là kinh người, mỗi một lần tiến vào đều là mạnh mẽ vô cùng, huống chi hắn sử dụng vũ khí công kích thật cường hãn không thể chịu nổi. Tính trên phương diện này đủ trở thành nam nhân của nàng. Biết khoái lạc tự trên thân hình nam nhân này muốn ban cho, nam nhân khác không thể nào cho được. Nói cũng kỳ quái, nàng thế nào lại có thể cảm giác được tâm tư của hắn, hắn trong lòng giờ phút này toàn bộ đều là nàng. Đó là một nam nhân kỳ quái, khi hắn cùng một nữ nhân hoàn hảo, trong lòng hắn dường như chỉ có một nữ nhân đó trong lòng. Nhưng, một khi hắn rời khỏi thân thể nàng, hắn có hay không còn có thể nghĩ tới nàng? Hắn như vậy có nhiều nữ nhân. Bình thường hắn đều nghĩ tới ai?
có lẽ nghĩ tới tất cả, cũng có khi chẳng nghĩ ai hết. Khiến Dã Mân Côi cảm thấy hạnh phúc chính là, tại giờ phút này trong tâm hắn chỉ có nàng, như vậy cũng là đủ rồi. Mỗi một nữ nhân trong lúc này, đều hy vọng nam nhân nghĩ tới chính mình, đó là đối với các nàng một loại tôn trọng tối thiểu. Nữ nhân chán ghét nam nhân nào trong khi hoàn hảo cùng bọn họ, trong lòng lại nghĩ tới người khác. Dã Mân Côi thích cái loại thân thể cùng tâm linh tương thông như thế này, cái này nam nhân khác không thể nào cho nàng được. Hy Bình đột nhiên nói, thay đổi tư thế nhé, được không? Dã Mân Côi mạnh dạn nói, vậy để thiếp chủ động nhé. Hy Bình ôm nàng xoay người, thân mình nằm dưới, để Dã Mân Côi phía trên, hắn vừa buông tay, Dã Mân Côi liền ngồi lên eo hắn, bắt đầu nhún nhảy lên xuống, trước ngực hai ngọn nhũ phòng cũng lay động kịch liệt. Hy Bình đưa hai tay đặt lên chỗ mềm mại này của nàng, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của Dã Mân Côi. Chẳng bao lâu, Dã Mân Côi đã đạt tới cao trào tình dục, không còn lực tiếp tục, Hy Bình ngồi dậy, ôm lấy nàng, từ bị động chuyển sang chủ động, từ đó thâm nhập trùng kích nàng, khiến cho nàng khoái cảm không ngừng tỏa ra khắp mỗi một dây thần kinh trên thân mình nàng, khiến cho nàng toàn thân rã rời vô lực, dường như thân thể không còn tại mặt đất mà đang phiêu du tại giữa không trung. Khi Dã Mân Côi tê liệt ở trong lòng hắn, hắn ôm nàng nằm xuống, nói còn muốn nữa không? Dã Mân Côi thở gấp, nói, để thiếp nghỉ ngơi một chút, chàng thật là nam nhân cực độ đáng sợ. Hy Bình hôn lên trán nàng, cười nói, thật sự rất đáng sợ. Dã Mân Côi liếc hắn, nói, đối với một nữ nhân mà nói, trên phương diện này, một nam nhân đáng sợ cũng chính là một nam nhân đáng yêu nhất. Hy Bình cười nói, nàng cũng là một nữ nhân khả ái. Dã Mân Côi nói, mỗi một nam nhân cùng thiếp trên giường đều nói vậy, nhưng chàng nói, thiếp rất thích nghe nhất. Chàng có biết không, trước chàng, thiếp gặp được nam nhân tối cường nhất là Lãng Vô Tâm, nhưng mà sau khi gặp chàng, không có một nam nhân nào so với chàng có thể khiến Mân Côi khoái lạc, thiếp cũng sẽ không cho phép nam nhân nào khác tiến nhập vào thân thể mình. Thiếp trước luôn tìm kiếm một nam nhân, giờ đây đã tìm thấy chàng, thiếp đời này kiếp này chỉ có một nam nhân là chàng mà thôi. Thiếp cho tới bây giờ chưa có bao giờ khoái lạc như vậy, chàng là nam thiếp gặp có thú tính nam nhân tối cường nhất. Hy Bình bật cười nói, ta đây như vậy không phải biến thành dã thú sao? Dã Mân Côi nói, cùng chàng tác ái, thiếp có thể cảm thấy chàng trong lòng thật ôn nhu cùng thương tiếc, thiếp biết chàng thật sự không có e ngại người ta, nhưng động tác của chàng thật là rất thô bạo, đương nhiên, cũng không mất đi dịu dàng thắm thiết. Hy Bình hôn nàng loạn lên, nói, nàng tâng bốc ta phải không? Dã Mân Côi cắn nhẹ dái tai hắn, nói thiếp chỉ là nói thật mà thôi. Thiếp bây giờ mới biết được chàng vì cái gì lại có nhiều nữ nhân như vậy, mà mọi người thủy chung không có một chút dấu hiệu tranh phong, toàn tâm toàn ý yêu thương chàng. Chàng chính là một nam nhân có thể khiến rất nhiều nữ nhân tìm được thỏa mãn cao nhất, có thể cấp cho mỗi nữ nhân một thể nghiệm khác nhau. Mỗi một nữ nhân sở dĩ ghen ghét, là vì nàng lo lắng nam nhân của mình một khi yêu thương nữ nhân khác. Sẽ không có thời gian cùng tinh lực bồi tiếp nàng thỏa mãn nữa, nàng ta sợ từ đó về sau sẽ bắt đầu thống khổ, tịch mịch cùng khổ muộn chính là địch nhân lớn nhất của nữ nhân. Nhưng chàng là một nam nhân thật đặc biệt, cho tới bây giờ chưa hề khiến cho nữ nhân thất vọng, cho dù cả đời chỉ cùng chàng tương hảo một lần, cũng có thể so với cùng nam nhân khác hoàn hảo vô số lần khác. Thiếp suy nghĩ, trên đời này, còn có nữ nhân nào là chàng không thể chinh phục được đây? Hy Bình nhớ tới Thủy Khiết Thu. Cười khổ nói, đều không phải là tất cả nữ nhân ta đều có thể chinh phục. Ta kỳ thật rất bình thường, chỉ là sinh ra có dễ nhìn một chút, trên phương diện này cũng có thể khoa trương sức mạnh một chút mà thôi. Dã Mân Côi nói, tất cả mọi nữ nhân đều thích sự cường hãn trên giường của nam nhân, e rằng đến nữ nhân tối kiên trinh cũng không ngoại lệ. Hy Bình lại chợt nhớ tới một số sự việc, nói, nàng theo ta, tiểu ba chắc sẽ tịch mịch khó chịu lắm đấy. Dã Mân Côi gắt, hắn mà tịch mịch mới là lạ. Hy Bình nói, hắn gần đây có cùng ai hảo hảo sao? Dã Mân Côi nói, chúng thiếp thần đao tứ hoa ai mà không bị hắn ngủ qua. Bất quá, từ này về sau, chúng thiếp đã quyết định rồi, Dạ Lai Hương theo tứ cẩu, Bạch Mạt Lị theo độc cô minh, Cốc U Lan theo hoa tiểu ba, thiếp cũng nguyện cả đời làm nữ nhân của chàng. Hy Bình nói, thế thì Triệu Tử Huy không phải đã thất bại rồi. Dã Mân Côi lạnh nhạt nói, chúng thiếp thần đao tứ hoa trinh thao đều là bị hắn đoạt đi cả, hắn nếu muốn chúng thiếp thì mọi người đã thành thê tử của hắn từ lâu rồi, hà tất rợi đến bậy giờ. Hắn chỉ là cố tình cùng chúng thiếp chơi đùa,
đều không phải là muốn chúng thiếp trở thành nữ nhân của hắn. Từ nay về sau chúng thiếp cũng sẽ không cùng hắn lên giường nữa, hắn tự nhiên cũng có mục tiêu mới, hơn nữa đối với Mộng Hương Minh Nguyệt Phong, hắn có nhất vãng tình thâm, chỉ có thể hôn lấy mùi hương của người ta mà thôi. Thi Bình nói, tiểu ba với Cốc U Lan nghiêm túc, Thi Nhi có biết không? Dã Mân Côi nói, Thi Nhi thì sớm đã biết rồi. Chỉ là, nàng không có thèm để ý, mặc dù nàng cũng có một chút điểm thích tiểu ba, nhưng mà chúng thiếp đều biết nàng trong lòng yêu nhất chính là vị tỷ phu này thôi, chàng cũng lấy luôn nàng về đi nha. Nàng cũng thật đáng thương, tuổi còn trẻ mà đã thành quả phụ, nam nhân nàng yêu, lại một lòng đem nàng cho nam nhân khác. Thi Bình nghĩ nghĩ, nói ta không thể lấy nàng được, như vậy tiểu ba sẽ không vui. Ta có thể đoạt của người sợ ái của người khác, nhưng quyết không thể đoạt đi người sợ ái của huynh đệ được. Dã Mân Côi nói, nếu chàng lấy Thi Nhi, tiểu ba có lẽ còn cảm tạ chàng. Hắn lúc trước bị Độc Cô Minh bức phải theo đuổi nàng, liền phát giác nàng đã nhất tâm để ý đến chàng, rất hối hận đã chọc tới nàng rồi. Hắn lúc cùng thiếp hoan ái có nói qua, hắn sợ nhất gặp được nữ nhân đã gặp qua tỷ phu hắn, chính vì bạch tuệ của hắn không có quên được chàng mà có khi nằm mơ cũng kêu tên chàng. Hắn nói kỳ thật hắn đã là rất cường hãn rồi, nhưng Bạch Tuệ nói hắn còn không đủ tiêu chuẩn, đó chính là tại sao Bạch Tuệ không có quên được chàng đi, mà Bạch Linh của Độc Cô Minh cũng phát sinh ra cái tình huống như thế. Tiểu ba nói, một Bạch Tuệ đã khiến hắn đau đầu, nếu có hơn nữa một Thi Nhi, hắn sẽ không có cuộc sống tốt đẹp nữa, hắn muốn tìm nữ nhân, cũng là tìm nữ nhân mà tỷ phu hắn chưa có động tới, như vậy mới có thể khiến cho hắn thể hiện được uy phong lẫm lẫm của mình. Thi Bình cười nói, tiểu tử này thật sự là đáng chán, ta trước đâu có động tới Thi Nhi, hắn tự mình khẩn trương cái gì cơ chứ? Dã Mân Côi sẵn giọng, Thi Nhi yêu thích chính là chàng, chàng không phải là không biết. Thi Bình nói, vô luận Thi Nhi nguyện ý thích ai? Ta đều sẽ làm cho nàng được như sở nguyện. Dã Mân Côi động tình, nói, chàng thật sự là một nam nhân đa tình, Mân Côi có được như vậy một đêm đã là đủ rồi, cho dù ngày mai tử trận tại địa ngục môn. Mân Côi cũng không có tiếc nuối điều gì nữa. Thi Bình thật sự nói, nàng sẽ còn có vô số đêm như thế này nữa. Nói xong, Thi Bình bàn tay lại bắt đầu đặt lên trên người Mân Côi bắt đầu chuyển động. Dã Mân Côi cảm thấy cái cự vật cứng rắn trong cơ thể nàng bắt đầu chuyển động, nàng bất giác lại phải rên lên. Thi Bình xoay người áp nàng nằm xuống dưới, giống như một con dã thú đang tấn công mãnh liệt tới thân thể mềm mại của nàng, có khi thật ôn nhu, có khi lại quá cuồng dã. Một đêm này, bọn họ hoán đổi nhiều tư thế, Dã Mân Côi thu hoạch nhiều phương thức khoái lạc, quả qua năng lực và tư thế cuồng hoan bất đồng và tầm thường của nam nhân này, nàng biết được mình cả đời này không thể rời khỏi nam nhân này, đó là nam nhân duy nhất có thể nắm giữ cả cơ thể và tâm linh của nữ nhân. Dã Mân Côi đẹp lạ thường dưới những động tác yêu thương của hắn, dần dần hôn mê đi. Đây là lần đầu tiên nàng có thể hoan ái tới hôn mê bất tỉnh. Cho tới bây giờ không có nam nhân nào khiến nàng khoái lạc tới hôn mê, nhưng mà hiện tại đã có nam nhân này làm được, chính như lời nàng nói, đó là một nam nhân vừa đáng sợ vừa đáng yêu. Thi Bình ôm lấy cơ thể mềm mại như nước, thì thào vào tai nàng, ngày mai, nàng hãy lưu lại nơi đây chờ ta khải hoàn trở về. Hắn là cố ý khiến cho Mân Côi phải mê đi, sau khi nàng hôn mê chỉ một khắc, hắn đem tinh hoa đi vào trong cơ thể nàng, hắn đã từng đáp ứng qua cấp cho nàng một hài tử. Ngày mai, khi hắn rời đi, nàng chắc là sẽ không biết. Hắn muốn khi nàng tỉnh dậy đã có thể thấy hắn từ địa ngục môn trở về, hoặc là lẳng lặng tại nơi đây lẳng lặng nhớ về hắn, cũng đợi hắn trở về. Trải qua một đêm điên cuồng, nàng đã không còn năng lực chiến đấu được nữa rồi. Hắn nhẹ hôn nàng, rồi sau đó bình tĩnh ngủ đi. Mặt trời đã mọc từ phương đông, tia sáng ban đầu như huyết. Mặt trời trên cao. Thi Trúc Sinh từ trong luyện công phòng đi ra, từ khi hắn không thể luyện địa tang hoàng vì giấc mộng xưng bá võ lâm, hắn dứt khoát dẫn đao tự cung để tu luyện tuyệt tình luân hồi đao. Lần đem người đi thần đao môn, một là vì cướp đoạt lại con gái của mình, hai là vì thử kiếm. Sau khi trở về, càng chuyên tâm tu luyện xong tu luyện trở nên chậm chạp, điều này nhiều ít cũng khiến hắn có chút buồn bực. Hắn vốn muốn bắt đầu từ thần đao môn, từng bước xâm chiếm các phái võ lâm. Nhưng mà cuối cùng lại không thể luyện thành tuyệt tình luân hồi đao tới tuyệt đỉnh cảnh giới, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hướng Nhị Kiệt nói, các nàng đang ở đâu? Thiên Kiệt trả lời, nói, tại hậu hoa viên chóc mê tàng. Thi Trúc Sinh cười, nói, tất cả đã sắp xếp ổn chưa?
Thiên Kiệt nói, môn chủ, bố trí đã xong, nhân mã của tứ đại gia mà tới, đảm bảo bọn chúng có đi mà không về. Thi Trúc Sinh hài lòng, nói, các người hãy đề cao cảnh giác, ta muốn tới hậu hoa viên. Nhị Kiệt đồng thanh nói, vâng, môn chủ. Tại hậu hoa viên của địa ngục môn, Tuyết Nhi ở bên trong vườn đang chạy vài vòng, chợt dừng lại hô, A-di, Tuyết Nhi tìm không thấy người, người mà không ra, Tuyết Nhi sẽ không chơi nữa đâu. Dứt lời, cô bé nhìn khắp chung quanh, cũng không có nhìn thấy người mà cô bé muốn tìm, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, rậm chân nói, chân con bị sái rồi. Cô bé vỗ bỗ vào mông, quả nhiên hướng cửa hoa viên đi đến, đi chưa được mấy bước, liền quay đầu lại nhìn, miệng nhỏ mím lại, rồi quay đầu bước từng bước nhỏ đi về phía trước. Ở đằng sau Giả Sơn xuất hiện một thiếu nữ, bộ dạng của một thiếu nữ 17 tuổi, tư sắc tuyệt mỹ, nàng nhẹ nhàng đi lại phía sau Tuyết Nhi, vươn hai tay che lấy hai mắt cô bé, trên mặt hiện ra nụ cười thật xinh tươi. Tuyết Nhi nói, A-di, người từ nơi nào đi ra vậy? Người còn che mắt Tuyết Nhi nữa, sẽ bắt người phải hôn Tuyết Nhi. Thiếu nữ buông đôi tay đang bịt mắt Tuyết Nhi lập tức xoay người lại, reo lên, A-di, Tuyết Nhi tìm được người rồi. Thiếu nữ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Nhi một cái, cười nói, Tuyết Nhi, A-di là chính mình đi tới để người tìm thấy, Tuyết Nhi thua rồi, chúng ta chơi lại. Tuyết Nhi chề môi ra nói, con không chơi, mỗi lần đều là con thua, người đều không nhường Tuyết Nhi. Thiếu nữ nháy nháy mắt, nói, đúng là mỗi lần đều là ta chính mình đi ra ư. Tuyết Nhi giả bộ dạng đáng yêu, nói, nếu người nhường Tuyết Nhi, A-di người muốn Tuyết Nhi cảm ơn như thế nào? Thiếu nữ ngồi xuống, nói, như vậy nha, hôn A-di một cái thật kêu. Tuyết Nhi nhảy vào lòng thiếu nữ hôn thiếu nữ một cái, nói, A-di, con nhớ mẫu thân, Tuyết Nhi khi nào mới có thể thấy mẫu thân. Thiếu nữ khó xử nói, Tuyết Nhi, chuyện này đã hỏi qua nhiều lần rồi mà, A-di thật sự không có biết. Tuyết Nhi nói, A-di, phụ thân Tuyết Nhi từ khi nhảy xuống dưới núi không thấy nữa, mẫu thân rất là thương tâm. Bây giờ lại vắng mặt Tuyết Nhi. Mẫu thân nhất định càng đem thương tâm đó, Tuyết Nhi thật muốn về bên người, A-di có thể đem Tuyết Nhi đi tìm mẫu thân được không? Thiếu nữ nói, Tuyết Nhi, A-di từ nhỏ đến lớn còn chưa đi qua bên ngoài, A-di không có biết đường mà. Tuyết Nhi không tin nàng, nói, người lừa Tuyết Ít Nhi, A-di lớn thế này rồi, sao lại còn chưa đi ra ngoài? Tuyết Nhi và mẫu thân đi đến nhà ngoại công, nhưng lại gặp được ba ba. A-di, người biết không? Phụ thân lúc đầu thật xấu a. Về sau lại trở nên xinh đẹp lắm, mẫu thân với nhiều A-di cũng thích ba ba. Phụ thân đối Tuyết Nhi rất tốt, cho tới bây giờ cũng không có đánh Tuyết Nhi, còn phụ thân đối mẫu thân và các A-di thật là hung dữ, mỗi đêm còn đánh các nàng rất là đau, rõ ràng các nàng bị đánh mà còn thích nữa. Thiếu nữ ngạc nhiên nói, phụ thân Tuyết Nhi thật là hung dữ à? Tuyết Nhi tưởng rằng thiếu nữ là sợ cha nàng, nói, A-di, người đừng sợ, phụ thân rất thương Tuyết Nhi. Tuyết Nhi bảo phụ thân không có đánh người, phụ thân nghe Tuyết Nhi nói sẽ không có đánh A-di đâu. Thiếu nữ cười nói, ta là không có biết hắn, ta sẽ không có sợ hắn đâu. Tuyết Nhi tự co mình thông minh, nói, đúng vậy A-di mà thấy ba ba, nhất định cũng sẽ thích ba ba, chỉ là không biết phụ thân có trở về không. Thiếu nữ của trách, A-di không thể tùy tiện thích nam nhân, Tuyết Nhi không biết sao. Tuyết Nhi ấm ức nói, đó là Tuyết Nhi thích ba ba. A-di cũng không thể thích sao? Thiếu nữ nói, không thể. Tuyết Nhi làm bộ rất là tức giận. Thi Trúc Sinh đi đến, cười nói, Tuyết Nhi, ai dám làm con tức giận vậy? Tuyết Nhi nói, thúc thúc, A-di làm Tuyết Nhi tức giận đó. Thi Trúc Sinh đem Tuyết Nhi ôm ở trong lòng. Mỗi lúc như thế này, hắn sớm đã biết Đỗ Tư Tư vì hắn mà sinh ra cho mình con gái này. Đúng là trước đây đối Đỗ Tư Tư thật không có tình ý, cũng rất ít khi nhớ tới đứa con này. Nhưng mà từ khi hắn dẫn Đao Tử Cung, hắn bắt đầu nhớ đến người con gái mà mình chưa từng gặp mặt, có lẽ là vì muốn cho Thi gia lưu hậu, hắn xông vào thần đao môn đoạt lại đứa con của mình. Lúc đầu, Tuyết Nhi cả ngày lúc nào cũng khóc, nhưng mà dù sao cũng là tính trẻ con. Cuối cùng cũng quên mất rằng mình bị bắt tới đây, hơn nữa cô bé lại thấy Thi Trúc Sinh hai huynh muội cùng với mọi người nơi này đối với mình rất tốt, cũng dần dần thích ứng với cuộc sống ở địa ngục môn. Thi Trúc Sinh tịnh không có cho mọi người biết quan hệ giữa hắn và Tuyết Nhi, ngay cả muội muội hắn là Thi Nhu Vân cũng không biết Tuyết Nhi là con gái thân sinh của đại ca mình. Đúng vậy, Thi Trúc Sinh hắn có thể làm thương tổn rất nhiều người,
nhưng hắn nhất định không làm thương tổn chính con gái mình, nếu Tuyết Nhi biết cha đẻ mình là kẻ bất nam bất nữ, cô bé chịu được đả kích này không? Thì Trúc Sinh hiểu được hiện tại như thế này là rất tốt rồi, chỉ cần Tuyết Nhi ở tại bên người hắn là được. Hắn phát giác ra từ khi dẫn đao tự cung, dã tâm đã dần dần biến chuyển, rất dễ tìm được thỏa mãn, không như lúc trước hung tâm tráng trí. Thì Trúc Sinh thở dài một hơi, nói Tuyết Nhi, nhớ mẫu thân sao? Tuyết Nhi nói, thúc thúc, người đem Tuyết Nhi tới nơi này, Tuyết Nhi ở chỗ này rất vui vẻ, chỉ có mẫu thân không biết, người nhất định sẽ lo lắng cho Tuyết Nhi, người đem Tuyết Nhi đi tìm mẫu thân, được không? Thì Trúc Sinh thở dài nói, có lẽ không lâu nữa Tuyết Nhi sẽ trở lại bên người mẫu thân. Tuyết Nhi vui mừng nói, thật thế sao? Thì Trúc Sinh đột nhiên cảm thấy thê lương ảm đạm, đứa nhỏ này yêu mẫu thân nhiều hơn là yêu hắn. Kỳ thật chuyện này vốn rất bình thường, chỉ là trong lòng hắn có chút không thoải mái. Tuy nói hắn không dám cùng Tuyết Nhi nhận nhau, nhưng cuối cùng vẫn là cha của Tuyết Nhi, hắn cũng có tình yêu của một người cha, cũng hy vọng Tuyết Nhi yêu thích mình. Nhưng mà hắn bây giờ không còn là nam nhân nữa, làm sao bảo Tuyết Nhi gọi cha đây? Vì luyện tuyệt tình luân hồi đao hắn đã phải trả một cái giá thật lớn. Mẫu thân sau khi sinh Hạ Thi Nhu Vân 3 năm thì tạ thế, cha bởi vì biết được hắn tu luyện, tuyệt tình luân hồi đao cũng tức giận đến nỗi tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng cái tin Thi Viễn lệnh chết còn chưa truyền ra giang hồ, cho nên ít người biết được. Từ khi tu luyện tuyệt tình luân hồi đao, hắn chẳng những không có dứt được tình, mà ngược lại còn sinh ra rất nhiều tình cảm không nên có, võ công càng cao, hắn lại đối với việc xưng bá võ lâm càng lãnh đạm. Thời gian hơn nửa đời người qua, hắn chỉ một long cầu đến một ngày có được cảnh giới trí cao của võ đạo, dã tâm xưng bá võ lâm. Cho nên vì để vượt lên, hắn không tiếc bất kể thủ đoạn thi bị ác độc, nhằm chiếm lấy tình cảm của Đỗ Tư Tư, thậm chí tự tàn hại thân thể. Hắn không phải là kẻ vô tình, ít nhất đối với muội muội Thi Nhu Vân của mình, hắn hết mực yêu thương. Đến giờ xuất hiện đem một Tuyết Nhi, con gái thân sinh của mình, hắn sao lại có thể không thương ái? Thi Trúc Sinh nói, Tuyết Nhi, nói cho Tuyết Nhi biết một tin tức tốt lành, phụ thân của Tuyết Nhi đã trở lại, hắn bây giờ đang chuẩn bị đón Tuyết Nhi trở về đó. Tuyết Nhi nhảy lên hoan hô, kêu lên, thúc thúc, phụ thân của ta thật sự đã trở về rồi. Thi Trúc Sinh cười nói, thúc thúc sao lại lừa con chứ? Trong lòng hắn nghĩ thầm, hắn nếu không chết, có thể đúng là Tết Hy Trúc Sinh này chết. Tuy nói tu luyện tuyệt tình luân hồi đao, song Thi Trúc Sinh đối với lôi kiếp thần đao của Hy Bình vẫn có chút sợ hãi, đó là một loại võ công không thể đoán được, hơn nữa Hy Bình này vốn cũng là một kẻ không thể dự đoán nam nhân này, cả người tán phát ra một lực lượng cùng mị lực không thể kháng cự. Thi Nhu Vân có chút không hiểu nói ca, Tuyết Nhi thật sự phải rời chúng ta đi sao? Thi Trúc Sinh nhìn chăm chú muội muội đáng yêu của mình, gương mặt của nàng rất giống với nương, nhưng nàng so với nương thì mềm yếu hơn, phảng phất có một chút gió thổi tới có thể đem nàng xa tận 18.000 dặm. Hắn khi 10 tuổi thì Nhu Vân sinh ra, muội muội này trên thực tế cơ thể quá yếu, không thích hợp luyện công, nên dù sinh ra ở một võ lâm thế gia một điểm võ công cũng không biết. Chính như vậy nàng phải ỷ lại vào hắn, nếu tại trận chiến trước mắt, hắn gặp bất trắc gì nàng phải biết dựa vào ai đây? Thi Trúc Sinh trầm giọng nói, có lẽ vậy. Thi Nhu Vân cũng chăm chú nhìn Thi Trúc Sinh, nàng trong đời yêu nhất là hai người nam nhân, một là cha nàng Thi Viễn Lệnh, một là người đại ca trước mặt. Cha chết đi, nàng vô cùng thương tâm, cho đến khi đại ca đem Tuyết Nhi trở về, nàng luôn luôn cùng Tuyết Nhi chơi đùa cùng một chỗ. Dần dần sự bi thống khi mất cha cũng dần dần được giải tỏa. Nàng thật không biết rõ lắm tại sao cha lại đột nhiên tử vong, cha nàng vốn thật là khỏe mạnh một chút dấu hiệu tuổi già cũng không có, nhưng mà người lại đột nhiên ra đi. Nàng cũng biết rõ ràng thay đổi của đại ca càng ngày càng không giống nam nhân nữa, không có dâu, yết hầu cũng dần dần biến mất, thanh âm trước đây nghe trầm ổn giờ biến thành một âm điệu chói tai, hơn nữa còn có ra khỏi nhà một chuyến, trở về thì mang theo Tuyết Nhi. Từ lần trở về đó, đại ca khôi phục nguyên trạng y phục nam nhân, không hề trang điểm theo kiểu nữ nhân nữa, nhưng có rất nhiều chỗ vẫn không thể giống nam nhân. Nàng cũng không tìm hiểu kỹ, mặc kệ đại ca biến thành hình dạng gì, tại trong lòng nàng, đại ca đều là tự mình một trang nam tử đỉnh thiên lập địa. Thi Nhu Vân nói ca, Tuyết Nhi sau khi cùng phụ thân nàng đi rồi, liệu có thể còn quay lại chơi cùng với Nhu Vân không? Thi Trúc Sinh cười nói, đương nhiên có thể. Thi Nhu Vân yên tâm rồi, đột nhiên nhớ lại một điều, nói ca, đại tẩu nhờ ta nói, thấy ca thì gọi ca đi sang đó xem,
Thi Trúc Sinh cảm thấy một trận kinh hoàng, lại ra vẻ trấn tĩnh nói, phải không? Ngươi cùng Tuyết Nhi chơi tiếp đi, ca ra đây một chút. Dứt lời, Thi Trúc Sinh đặt Tuyết Nhi xuống đất, xoay người đi khỏi hậu hoa viên. Tuyết Nhi hoan hô, tốt quá, phụ thân đã trở lại, Tuyết Nhi lại có thể thấy phụ thân rồi. A Di, người và Tuyết Nhi cùng đi nhé. Phụ thân sẽ thích người đấy, phụ thân bên người cũng có rất nhiều A Di xinh đẹp. Thi Nhu Vân đỏ mặt nói, A Di nơi này không có đi đâu, Tuyết Nhi, chúng ta lại chơi trò trốn tìm, được không? Tuyết Nhi vểnh môi lên nói, ta không chơi nữa. Thi Nhu Vân nói, vậy muốn chơi gì nào? Tuyết Nhi nói, A Di thổi tiêu cho Tuyết Nhi nghe, được không? Thi Nhu Vân do dự một chút nói, được rồi. Thi Trúc Sinh gõ cửa, bên trong truyền ra một thanh âm nhu mì, ai? Thi Trúc Sinh nói, Túy tỷ, là ta. Thanh âm bên trong nói, tiến vào đi, cửa không có khóa. Thi Trúc Sinh đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt một thiếu phụ hình dạng giống như nữ nhân, sinh ra đã thiên kiều bá mị, đúng là thê tử Thi Trúc Sinh Vưu Túy. Người trong giang hồ tưởng rằng Thi Trúc Sinh không có vợ, đó là không chính xác. Kỳ thật Vưu Túy từ nhỏ đã được Thi gia nuôi dưỡng. Nàng so với Thi Trúc Sinh còn lớn hơn 3 tuổi, bây giờ đã 30, mới nhìn thấy thật sự còn tưởng là thiếu nữ mới 20, chỉ là hơn một tháng trước nàng mới chính thức trở thành thê tử của Thi Trúc Sinh, mới hành động và ăn mặc giống thiếu phụ. Vưu Túy nói, khi nào chúng đến? Thi Trúc Sinh nói, có thể là đêm nay, cũng có thể là ngày mai, nói chung là sẽ đến, nàng không cần lo lắng. Vưu Túy nói, chúng ta có thể thắng không? Thi Trúc Sinh bình tĩnh nói, ta cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Vưu Túy nói, bọn chúng rất mạnh. Thi Trúc Sinh nói, ta chỉ sợ một người trong bọn chúng, tất cả còn lại đều không phải là đối thủ của ta. Tuy nói Võ Lâm Thất Đại Công Tử có 4 kẻ trong bọn chúng nhưng bọn chúng tuyệt không làm ta phải e ngại, ngược lại không biết từ đâu xuất hiện một tên tiểu tử vô lại khiến ta cảm thấy khó địch. Vưu Túy ngạc nhiên nói, hắn là ai vậy? Thi Trúc Sinh nói, Hoàng Hy Bình. Vưu Túy nói, chưa hề nghe qua, võ công của hắn thật sự rất cao à. Thi Trúc Sinh cười khổ nói, ta cũng không biết rõ về hắn, chỉ biết là có lúc hắn riêng một tên cửu lưu cũng đánh không thắng, có lúc thực sự làm người ta cảm thấy hắn là bất khả chiến bại. Vưu Túy nói, hắn sử dụng võ công gì? Thi Trúc Sinh nói, chính là lôi kiếp thần đao của Cuồng Đao Lôi Liệt, chỉ là có nhiều lúc giống như thất thố. Vưu Túy nói, đến lúc đó để ta gặp hắn nha. Xem coi hắn có bao nhiêu bản sự. Thi Trúc Sinh không nói tiếp, đối với nữ nhân trước mặt này, hắn là vừa kính vừa yêu. Nếu như nói Nhu Vân là một tay hắn và Vưu Túy nuôi lớn, thì hắn cũng là một tay Vưu Túy nuôi lớn. Nữ nhân này nếu nói về thiên phú võ học thì hắn tự nhận không bằng, võ công nào để nàng học qua một lần đều thành, từ trước đến nay hắn không phải là đối thủ của nàng, cho dù luyện tuyệt tình luân hồi đao, hắn cũng chưa phải là đối thủ của nàng. Nữ nhân này rất yêu hắn, hắn từ trước tới giờ chưa có chạm qua nàng, nếu như có thể, thì hắn đã không lừa gạt Đỗ Tư Tư mà hắn không yêu. Nhưng mà muốn tu luyện địa tàng chi khí, thật sự phải là song phương nam nữ đều không có cảm tình mới được, thật sự năm đó hắn mà biết Đỗ Tư Tư thình lình gặp gỡ trong 3 ngày đối với hắn đã phát sinh tình cảm sâu đậm, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí địa tàng hoàn của hắn trên người nàng. Có đôi khi tình cảm của nữ nhân trao tặng có phần quá dễ dàng, đối với điều này, Thi Trúc Sinh trong lòng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Vưu Túy nói, vì sao lại im lặng thế? Thi Trúc Sinh nói, ta rất cảm kích nàng. Vưu Túy bật cười nói, ngươi nói cái gì vậy, chúng ta là phu phụ, ta không giúp ngươi, thì giúp ai? Thi Trúc Sinh xấu hổ nói, Túy tỷ, nàng không trách ta chứ? Ta trước giờ đều chưa làm tròn trách nhiệm của phu quân. Vưu Túy ảm đạm, lời nói Thi Trúc Sinh vừa động tới nỗi đau của nàng. Thi Trúc Sinh có một thời gian ăn mặc giống nữ nhân, nàng đã nhìn thấy qua, nhưng nàng lại cho rằng hắn chỉ là nhất thời hứng thú, nên không lưu ý đến hắn. Quả nhiên, sau khi hắn từ thần đao môn trở về, hắn khôi phục lại nam trang, nhưng không còn cái khí khái nam nhi nữa, ngược lại ngày càng có nhiều tư vị của nữ nhân. Hắn vừa trở về, liền bảo nàng kết hôn. Khi Thi Viễn Lệnh còn tại thế, cũng nhiều lần nói qua về hôn sự, nhưng hắn đều nói cứ để từ từ, vì hắn còn nhiều việc phải làm. Tạm thời không có nghĩ đến cưới vợ sinh con. Khiến Vưu Túy sinh ra nghi hoặc, huống hồ hắn tự thân thay đổi hơn nữa sau khi cưới hắn lại không cùng nàng động phòng, cho dù nàng thật sự không còn cảm xúc, nàng từng vài lần hỏi qua hắn, hắn lúc nào cũng lấy luyện công làm nguyên nhân.
Rốt cuộc là vì luyện võ công gì, khiến cho hắn chẳng những không muốn cùng nàng đồng sang lại càng ngày càng giống nữ nhân. Nàng mặc dù biết được rất nhiều lưu phái võ công, thậm chí là ngay cả những võ công thì viễn lệnh cũng không biết, như các loại võ công thất truyền nàng cũng biết được một hai. Nhưng nàng lại không biết địa ngục môn hai đại chấn sơn tuyệt học địa tàng chi khí cùng tuyệt tình luân hồi đao chỉ độc ra tu luyện, cho nên nàng không biết thi trúc sinh đã vung đao tự thiến. Nàng nghĩ chỉ là luyện công đến giai đoạn khẩn yếu không thể phân tâm đây là hiện tượng tất nhiên, đợi đến ngày hắn thành công cũng tốt, nhưng thi trúc sinh cũng đã nói như thế, nàng cũng đã tin, bởi vì nàng nhìn thấy hắn lớn, từ nhỏ thanh mai trúc mã, nàng rất yêu hắn, cũng tin thi trúc sinh cũng yêu nàng như vậy. Không sai, thi trúc sinh chính thị rất yêu nàng, nhưng trên sự việc này, đành phải lừa dối nàng. Tại đêm tân hôn động phòng đó, thi trúc sinh nói trong lúc luyện công không thể động phòng, cho nên đêm đó không có qua đêm với nàng, cho đến tận bây giờ cũng không có động phòng cùng nàng. Đã nửa tháng rồi, nàng có lúc nghĩ, thi trúc sinh có hay không có vì nguyên do luyện công, đã trở nên không công tính dục của nam nhân. Nhưng nghĩ kỹ thì không thể như thế được, hắn rốt cục là nam nhân. Chỉ cần là nam nhân, bất luận hắn luyện công như thế nào, cái kia của hắn vẫn còn, thì cũng còn hữu dụng, như thế nào lại không có tính dục đây. Rất nhiều năm qua, sau nhiều lần chờ đợi cũng được như sở nguyện, đó là nàng luôn luôn muốn vì thi gia mà sinh ra vài hài tử, nhưng thi trúc sinh không chạm tới nàng, nàng không biết làm thế nào có thể vì thi gia nối dõi tông đường đây. Bây giờ đại chiến cận kề, việc này có lẽ không thể trì hoãn nữa, nàng nói, việc này ta đều không trách ngươi, nam nhân nên lấy sự nghiệp làm trọng, ta ở chỗ này, người lúc nào muốn cũng đều có thể tới. Nếu chỉ là việc của cá nhân ta, ngươi cả đời cũng không cùng ta động phòng. Ta cũng không trách gì ngươi cả, nhưng ngươi nên biết rằng, ta tịnh không còn là nữ nhi, do vậy, ngươi nên vì thi gia lưu lại hậu thế chăng? Thi trúc sinh khuôn mặt chợt co rút, đè nén thống khổ nói, việc này hãy để nói sau. Vưu túy thở dài nói, không thể lại chờ nữa, người trong trận chiến này nếu vô sự là tốt nhất, nhưng nếu có tam trường lưỡng đoạn, thi gia sẽ tuyệt hậu. Ta chỉ cầu ngươi cùng ta hoàn hảo một lần thôi, nếu ta có thể hoài thai, dù liều mạng ta cũng phải sống sót. Để hai tử của chúng ta được sinh ra, ít nhất thì không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của thi gia. Thi trúc sinh nói, túy tỷ, ta không nhất định sẽ thất bại. Vưu túy nói, có lẽ ngươi sẽ nghĩ rằng ta lắm điều, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, hai ngày nay ta trong lòng luôn có cái cảm giác này. Lần này ta thật sự rất lo cho ngươi. Ngươi phải biết rằng, trực giác của nữ nhân có đôi khi là không thể tưởng tượng, ta không thể nào gạt bỏ được ý nghĩ đó. Trúc sinh. Thi trúc sinh cũng biết rõ Vưu túy lo lắng không phải là không có cơ sở, bởi vì đối với trận chiến này, đến ngay cả hắn chính mình cũng không có tin tưởng, một khi không có lòng tin, hắn đã thua một nửa rồi. Nhưng hắn làm sao có thể đáp ứng thỉnh cầu của Vưu túy đây? Hắn căn bản là không thể hoàn thành sứ mệnh của nam nhi, từ căn bản trên mà nói, hiện tại hắn đã không còn là nam nhân nữa rồi. Hắn áy náy nói, nhưng, chờ một hồi lâu hắn không thể nói tiếp được. Vưu túy nói, đừng có nhưng nhị nữa, tóm lại là túy tỷ vì thi gia liệt tổ liệt tông cầu ngươi một lần thôi, có được cô. Thi trúc sinh trầm mặc, qua hồi lâu, dường như rốt cục cũng hạ quyết tâm, nói túy tỷ, được rồi. Ta đáp ứng nàng, trong đêm nay, nàng không cần phải đóng cửa phòng, hơn nữa phải tắt tất cả đèn trong phòng đi, sau đó cởi sẵn quần áo trên giường đợi ta sẽ đến, bất luận trong tình huống nào, đều không được cùng ta nói chuyện, nàng có thể làm được chăng? Vưu túy kinh ngạc nói, vì cái gì? Thi trúc sinh nói, không vì cái gì cả, chỉ vì ta yêu nàng. Vưu túy trầm tư một lát, nói, được, ta sẽ đáp ứng ngươi. Thi trúc sinh nói, ta đêm nay sẽ tới tìm nàng, bất luận phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ tới. Dứt lời, xoay người đi ra khỏi phòng. Vưu túy nhìn hắn rời đi, không hề giữ hắn lại, cũng không có nói cái gì, chỉ là nghi vấn trong lòng như thế nào cũng không thể giải nổi. Thi trúc sinh từ trong phòng Vưu túy đi ra, sắc mặt trầm trọng, hắn cho người gọi Địa Kiệt vào bí thất, nói, Địa Kiệt, người cùng Thiên Kiệt đều biết rõ tình huống hiện tại của ta muốn người giúp ta làm một việc. Địa Kiệt được sủng ái mà lo sợ nói, môn chủ, tôi thề chết trung thành với ngài, cho dù làm việc gì, Địa Kiệt tôi cũng sẽ tuyệt không nhíu mày. Thi trúc sinh nhìn Địa Kiệt cao gầy nghĩ thầm, chỉ mong túy tỷ sẽ không cảm giác thấy điều gì bất ổn mới tốt, trong miệng lại nói. Ta đã không còn là nam nhân nữa, nhưng phu nhân nhất định phải cùng ta tương hảo một lần, đêm nay ngươi hãy thay ta tới phòng phu nhân cùng phu nhân động phòng.
Địa Kiệt lập tức quên ngay lời vừa phát thệ của hắn, lập tức nhíu mày, kinh hãi nói, môn chủ, việc này làm sao mà được. Thi Trúc Sinh buồn rầu nói, nàng là thê tử của ta, ta cũng làm được, ngươi có gì lại không được. Địa Kiệt nói, phu nhân sẽ giết tôi mất. Nguyên lai là như thế, còn tưởng rằng hắn rất có đạo đức, rất có nghĩa khí nữa. Hừ, sợ chết tất hiểu mệnh. Thi Trúc Sinh sau một phen giải thích, nói, nàng đối với thân thể ta rất xa lạ, ngươi không có nói, trong bóng tối đó, nàng sẽ không phát hiện ra đâu, sau khi làm xong việc thì lập tức đi ra, ngươi nếu muốn ngủ, ngươi vĩnh viễn không thể nào tỉnh dậy được nữa. Địa Kiệt cũng lo lắng nói, vạn nhất phu nhân phát giác, tôi tất sẽ không còn mạng bồi môn chủ đánh thiên hạ nữa rồi. Thi Trúc Sinh nói, cho nên ngươi tốt nhất đừng để nàng phát giác ra cái gì không đúng, bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Địa Kiệt mặt mày đau khổ nói, thật sự phải đi à? Tuy nói Vưu Túy là một đại vưu vật khuynh quốc khuynh thành, nhưng rốt cuộc sinh mạng vẫn trọng yếu hơn. Thi Trúc Sinh nói, ta đang nói đùa sao? Nhưng bởi vì không phải vậy mới phiền toái. Địa Kiệt liền làm bộ anh hùng nghĩa khí nói, được rồi. Môn chủ, tôi đi. Trong lòng thầm nghĩ xem ra lần này làm quỷ cũng phong lưu rồi. Thi Trúc Sinh nói, sự việc này nhất định phải giữ bí mật, chỉ có trời biết đất biết người biết ta biết, hiểu không? Địa Kiệt không biết làm sao đành gật gật đầu. Thi Trúc Sinh phất tay nói, đi ra ngoài đi. Địa Kiệt xoay người đi tới 2-3 bước. Thi Trúc Sinh đột nhiên kêu hắn dừng lại, nói, ngươi có thể trụ được bao lâu? Địa Kiệt nhất thời không nghĩ ra, lại không rõ ý Thi Trúc Sinh, hỏi lại cái gì ạ? Thi Trúc Sinh lại nói, con lừa ngu, ta hỏi ngươi và nữ nhân làm cái việc ấy có thể duy trì được bao lâu? Địa Kiệt xấu hổ nói, đại khái có thể là nửa giờ. Thi Trúc Sinh nghĩ thầm rằng, nên để cho túy tỷ một ký ức khó quên, miệng liền nói, cấp cho ta một điểm hung phong, đừng con mẹ nó ra sớm quá, người nhất định phải cho phu nhân khoái lạc, đừng làm mất mặt Thi Trúc Sinh ta. Lợi hại như thế này, người vì sao không đi? Địa Kiệt đành phải đưa đầu ra đỡ nói, vâng, môn chủ, ta nhất định chống chịu tới cùng. Dứt lời liền bước ra. Thi Trúc Sinh chờ Địa Kiệt đi khuất, hổ thẹn áy náy nói, túy tỷ, xin lỗi. Đêm dần buông xuống. Viễn Dương Tiêu Cục ở trong thành Phượng Tiên, địa ngục môn tại thành Bắc, ra khỏi thành là một phiến thảo nguyên, lúc trước Hy Bình đúng là chạy theo ngựa của Lôi Phượng đi tới thảo nguyên này. Ở đầu cuối thảo nguyên chính là địa ngục môn, sau lưng địa ngục môn là Thanh Sơn. Mặt trời lặn phía tây. Trong bí thất địa ngục môn, Thi Trúc Sinh cùng Nhị Kiệt chính đang mật đàm. Lúc này Thiên Kiệt nói, môn chủ, bọn họ đã tới thảo nguyên rồi, cách chúng ta không xa. Sau nửa giờ có thể tiến tới. Thi Trúc Sinh nói, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục cũng đã tới. Thiên Kiệt nói, nhưng bọn họ đặt chướng doanh trên thảo nguyên, mà không phải trực tiếp tấn công chúng ta. Thi Trúc Sinh nói, tác chiến trong đêm, đối với bọn họ tuyệt không có lợi, đêm nay bọn họ có thể án binh bất động, phải chờ tới bình minh mới có thể phát động công kích. Địa Kiệt lập tức hiến kế nói, chúng ta có thể đánh lén bọn chúng. Đối với chính mình có thể nghĩ ra phương pháp hay như vậy, trong lòng có vài phần đắc ý. Thi Trúc Sinh ngay lập tức mắng, ngươi cho rằng người khác đều là lũ ngu xuẩn giống ngươi thế này hả? Bọn họ đã dám ở trước mắt chúng ta hạ trại, đương nhiên phòng bị nghiêm cẩn, đã có kế sách vẹn toàn, chúng ta nếu bỏ qua địa hình có lợi mà mạo hiểm xuất kích, chẳng phải là chúng vào tâm ý bọn chúng. Đến lúc đó đánh lén không thành mà ngược lại bị bọn chúng phản kích đến chạy trốn tới quần cũng không có mà mặc. Đánh lén. Cảm ơn ngươi đã nghĩ ra con đường chết này, đi làm việc chính của ngươi đi. Đồ chư bát giới nhà ngươi còn nghĩ mình là Gia Cát Lượng nữa à? Ta khinh, thật là con mẹ nó mất hứng. Địa Kiệt hoảng hốt nói, vâng, vâng, môn chủ, ta lập tức đi làm chánh sự. Liền nhanh chóng xoay người đào tẩu, trong nháy mắt biến khỏi bí thất. Nói cũng kỳ quái, môn chủ sau khi cắt tiểu kê kê, cũng dần trở nên giống như là nữ nhan thích chửi người, vài ngày gần đây. Hắn cùng Địa Kiệt Thiên Kiệt đúng là không có chửi thiếu một ai, có thể tránh xa được bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu. Địa Kiệt đi rồi, thì Trúc Sinh nói, tùy thời mà đề cao cảnh giác, bọn chúng có thể tại trước sáng sớm một khắc sẽ phát động công kích, bởi vì thời gian đó chính là thời khắc tinh thần người ta kém nhất, bọn chúng cho rằng chúng ta còn trong mộng, thật sự là một đám chư. Thiên Kiệt lĩnh mệnh đi ra ngoài. Thì Trúc Sinh liền nhắm mắt lại, bồi dưỡng tinh lư xê, chuẩn bị nghênh tiếp trận chiến sáng sớm mai. Trên thảo nguyên, một trận ầm ĩ.
Từ Bạch Lộ nhìn xung quanh truy vấn tới cùng nói, Hoàng Hy Bình hỗn đản kia chạy đi đâu rồi? Mọi người đều lắc đầu. Từ Bạch Lộ tức giận nói, hỗn đản này mỗi lần đều là như thế này, chẳng nói với người ta một tiếng đã bỏ chạy vô tung vô tích. Nàng nhớ tới lúc ban đầu tại phá miếu bị Hy Bình hôn, hắn cái gì cũng không giải thích liền nhảy xuống ôn tuyền. Độc Cô Thi một trận mặt đỏ bừng. Từ Phiêu Nhiên nói, các người không cần làm nhộn lên, chúng ta tới nơi này không phải chỉ có tìm người, tất cả trở về ngủ lấy tinh thần cả đi, sáng sớm ngày mai lập tức phát đạo ngo tấn công. Hắn trước giờ không có thích Hy Bình, lúc này biết được Hy Bình cùng Độc Cô Thi tựa hồ có quan hệ, đồng thời Hy Bình chơi trò gì vô cớ mất tích, càng khiến hắn tức đến điên đầu. Hoa Tiểu Ba nghĩ thầm, nhìn tính cách của người này, còn tưởng rằng mình là lão đại chắc. Cho dù tỷ phu không ở đây cũng không đến lượt phiên tử lão đầu ngươi đánh giám. Đừng cho rằng cứ tuổi lớn là làm lão đại, thật không biết xấu hổ. Tuy là như thế, mọi người đều hiểu được Từ Phiêu Nhiên nói rất có đạo lý, vì vậy cũng không có gì phản đối. Hy Bình nếu muốn trở lại thì tự nhiên trở lại, cho dù không trở lại, hành động ngày mai vẫn chiếu theo kế hoạch mà tiến hành. Nhưng mà bọn họ từ trước tới giờ tất cả đều theo sự chỉ dẫn của Hy Bình, giờ phút này thiếu đi Hy Bình. Trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, cũng thấy thiếu một loại cảm giác an toàn không tên. Sốt cuộc Hy Bình đi đâu nữa? Bầu trời tối đen, lúc này Hy Bình chính đang ở mặt sau địa ngục môn, hắn nghĩ cũng giống với lần toàn thân không mặc gì lén lút trở về nhà vào năm đó ở Hoàn Sơn Thôn, cực kỳ giống như chuyện hắn chôm gà bắt cho, lẫn tránh đến chỗ này. Kỳ thật hắn đối với lần hành động báo thù này thật sự rất không nhiệt tình, chỉ là muốn đem Tuyết Nhi từ trong tay Thi Trúc Sinh bế trở về. Nên lần này hắn ly khai mọi người một mình hành động, cũng muốn là tìm được Tuyết Nhi trước tiên. Bổn lai hắn nghĩ mình còn chưa đi tới phía trước địa ngục môn, sẽ bị môn nhân chặn lại, nhưng địa ngục môn lại giống như chẳng có chút phòng thủ nên hắn rất dễ dàng vòng ra được phía sau lưng địa ngục môn. Sớm biết như thế, hắn đã đề nghị Mi Oi người lập tức phát động tổng tấn công, nhưng hắn không thể cũng không nghĩ quay trở về báo tin, chỉ nghĩ tìm một chỗ có thể tiến nhập vào trong địa ngục môn. Có điều tường bao thật sự cao, hắn trèo không lên được. Đang lúc phát dầu, thì chợt thấy dưới chân có một cái lỗ chó chui lớn, tựa hồ có thể đủ cho một người bò vào. Hắn lập tức nghĩ, không biết có chó canh giữ ở bên trong không. Thế là, hắn đành nằm bò xuống đất nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mảnh tối đen, hắn chỉ đành nằm xuống bò vào bên trong thì Trúc Sinh làm sao có thể nghĩ được địch nhân mà hắn muốn thấy nhất, lại có thể chui qua cái lỗ chó vào nhà hắn chứ. Làm Hy Bình có cảm giác an ủi là bên trong không có chó. Xem ra chó ở địa ngục môn này giống như chủ nhân Thi Trúc Sinh của nó cũng cao ngạo, đại địch đến trước mặt cũng có thể gối cao đầu mà ngủ. Hy Bình cũng không biết nên đi đâu, hắn không thể biết hiện tại chỗ mình đang đứng là hậu hoa viên của địa ngục môn. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, hắn vội vàng trốn vào một chỗ, liền thấy Địa Kiệt lén lút đi tới. Tới bên cạnh hòn giả sơn, Địa Kiệt dương mắt nhìn tứ phía. Sau đó mới cởi bỏ khố tử tự bản thân tạo khoái cảm, đắc ý lẩm bẩm tự nói, môn chủ cũng quá coi thường Địa Kiệt lão tử ở chỗ này tự mình giải quyết một lần, đợi đến khi gặp gỡ cũng có thể lên đến một thời thần, cho dù là bà nương tối tao tối dâm đáng nhất cũng phải kêu lớn ta lên thiên đường. Huống chi là phu nhân chưa qua nam nhân. Địa Kiệt tưởng tượng tới hoa dung mỹ lệ của Vưu Túy, càng động tình hơn, động tác càng mãnh liệt hơn, không phải dạng tự thỏa mãn nữa. Mà dường như đang cùng với Vưu Túy phiên vân phúc vũ. Hy Bình có chút bối rối không tên, bất quá nhìn qua cũng thấy thú vị, muốn cười mà không dám cười, hắn nín thở nhẹ nhàng bước tới đằng sau lưng Địa Kiệt, dùng ngón tay gõ gõ lên lưng hắn. Địa Kiệt toàn thân chấn động, quay đầu lại nhìn, sắc mặt đại biến, kinh hô, ngươi. Không đợi hắn nói hết, quyền của Hy Bình đã tới ngay trước mặt Địa Kiệt. Hắn trúng quyền ngã xuống. Hy Bình không dám tin nhìn vào nắm quyền của mình, nói, nguyên lai quyền đầu của ta cũng có thể đánh trúng võ lâm cao thủ, hơn nữa so với dung đao thuận tiện giảm lực hơn nhiều, về sau phải nhiều lần phát dương mới được. Từ lúc rời Hoàn Sơn Thôn đến giờ luôn dung đao, thiếu chút nữa quên mất mình là quyền vương rồi, thật sự là quên gốc. Hắn lắc lắc đầu, nhìn trên mặt đất Từ Địa Kiệt đang vận động kịch liệt giờ nằm im bất động trên đất, xoay người hướng cửa hậu hoa viên đi tới, đương nhiên là phải thật là nhẹ tay nhẹ chân. Hy Bình lần mò đi loạn, có lúc chạm phải người của địa ngục môn, ngưng đều là mấy đứa nha hoàn, tịnh không thấy nam nhân ăn mặc theo võ sĩ. Điều này khiến hắn rất là kỳ quái, chẳng lẽ võ sĩ địa ngục môn trốn hết bên ngoài rồi sao?
Kỳ thật hắn không thể ngờ nơi này là hậu cung của địa ngục môn, ở bên trong đều là nữ quyến. Có đại địch ở trước mặt, thì Trúc Sinh hạ lệnh chúng võ sĩ ngủ sớm lấy tinh thần sang sớm mai nghênh địch, phụ trách tuần tra chỉ có một ít võ sĩ, không đi vào nơi đây. Chúng nha hoàn nhìn thấy hắn vài lần, hơi ngạc nhiên vì vẻ tuấn mỹ hung tráng của hắn, mà cũng không nhận ra hắn cuối cùng là ai. Các nha hoàn gặp lại hắn cũng có đến 2-3 lần xong cũng chẳng hỏi han gì, hắn thoải mái mà đi. Cái này chứng minh hắn rất có thiên phú trộm gà bắt chó, nhưng cô thể để hắn biết, bằng không hắn lại muốn kiêu ngạo. Cũng có chút tấu xảo, Hy Bình nơi nào không đi lại nhắm đúng chỗ Vưu Túy đi tới, hơn nữa trong lúc Hồ Lý Hồ Đò lại tiến vào trong phòng. Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách hắn, bởi vì cửa phòng kia mở rộng, trong phòng tối đen như mực, ai biết bên trong sẽ có một nữ nhân toàn thân lõa thể nằm ở trên giường. Trong bóng tối, Vưu Túy nghe được tiếng bước chân cực nhỏ, mừng rỡ nói, ngươi thật sự đến đây. Hy Bình cả kinh, đứng người lại, nghĩ thầm, nàng sao mà biết ta đêm nay sẽ đến. Nàng ta là ai, chẳng lẽ lại biết ta, nhưng mà thanh âm của nàng thật êm tai. Chẳng chờ hắn xuất đầu tiến lại, Vưu Túy đã nói, Trúc Sinh, đã đến đây, vì cái gì chàng lại đứng ở đó bất động. Hy Bình cuối cùng hiểu ra, nguyên lai là nữ nhân này nằm ở đây chờ Tử Súc Sinh, đột nhiên giật mình, Tử Súc Sinh cũng sẽ tới đây, không chừng sẽ đụng đầu lão tử, ta phải đi trốn nhanh chóng. Hắn vừa chuyển thân, Vưu Túy lại nói, chuyện ngươi đáp ứng với Túy tỷ còn chưa làm, lại muốn đi sao? Vô luận như thế nào, ta cuối cùng vẫn là thê tử của ngươi, cho dù ngươi không nguyện ý, ngươi cũng phải có trách nhiệm của trượng phu, chỉ là làm một lần cũng được. Hy Bình trong lòng lại nghĩ, nữ nhân này nhất định là vô cùng xấu, bằng không tên Tử Súc Sinh kia sao lại không muốn cùng nàng ta động phòng. Đúng, nếu là như thế này, hắc, xem ra Tử Súc Sinh cũng là bởi vì nàng mà tự nguyện đem tiểu đệ đệ của mình cắt đi. Hắn nghĩ như vậy, cước bộ tự nhiên lại càng nhanh hơn. Đột nhiên, một trận hương phong ảo tới, Hy Bình nhân thấy thân mình đã bị người khác từ sau lưng ôm giữ lại, hắn có thể cảm giác được người ôm hắn là một nữ nhân trần như nhộng. Hắn có một loại cảm giác đại nạn lâm đầu. Vưu Túy buồn bã nói, Trúc Sinh, người đã đáp ứng đêm nay cho ta mà, nếu người thật sự không để ý tới lời hứa, ta sẽ không cho người đi, thậm chí ép buộc người cùng ta động phòng, cho dù về sau người mắng Túy tỷ dâm tiện cũng không tiếc. Hy Bình không dám lên tiếng, cũng không dám dãy dụa, trong lòng chỉ dám kêu to, ta không phải là Tử Súc Sinh của nàng. Nàng đừng có loạn lên tìm người phát tiết thú dục nha. Ê ê, Tử Súc Sinh, mau lại cứu ta, lão bà của ngươi vụng trộm với người này. Đang lúc hắn phiền não, đột nhiên nhớ tới Thi Trúc Sinh cũng không thể nhân đạo, vì sao lại đáp ứng cái yêu cầu này của nàng mà hắn kỳ thể làm được. Tiếp theo hắn lại nghĩ tới địa kiệt lúc nãy trong bóng tối ở hậu hoa viên, cuối cùng thì hiểu được Thi Trúc Sinh đêm nay tuyệt sẽ không tới nơi này, lập tức hối hận quyền đầu của mình tại sao lại quá uy mãnh, xem ran gai cơ xuất hiện đêm nay do chính bản thân một tay gây ra rồi, ai. Hắn hơi cựa quậy một chút, liền phát hiện hai tay nữ nhân này giống như là dây trói vậy, không phải dễ dàng mà thoát ra. Hắn vừa định vận toàn lực thoát ra, đột nhiên có cảm giác làm thế này sẽ chấn hai tay nữ nhân ở phía sau rời khỏi thân, dù sao nữ nhân này với hắn cũng vô oán vô cừu, hắn sao có thể thương tổn nàng đây. Vưu Túy lại nói, Trúc Sinh, chúng ta đến bên giường đi. Hy Bình chỉ cảm thấy thân hình nặng nề của mình vậy mà bị nâng lên khỏi mặt đất. Nữ nhân xấu xí này khí lực thực sự quá lớn. Hắn bị nữ nhân lật chuyển qua lại đè xuống giường, đã không còn biện pháp vùng vẫy đào thoát được nữa, bởi vì hắn muốn để nữ nhân trên người tự động đạp hắn xuống giường. Vưu Túy phát hiện hạ thân nam nhân này đã có biến, vui mừng nói, Trúc Sinh, ta đã biết là ngươi rất thương Túy tỷ mà, để Túy tỷ thay ngươi cởi áo. Ai, lại nhớ tới, ta đã có 10 năm nay không có cởi áo cho ngươi rồi. Nàng vừa nói vừa cởi bỏ trang giáp phòng vệ trên người Hy Bình, không bao lâu, Hy Bình cũng trở nên giống nàng trần truồng cả. Hy Bình chỉ cảm thấy hai bàn tay mềm mại của nàng đã đặt lên trên ngực hắn vuốt ve, rồi cảm thấy một trận nhiệt khí phả tới mặt, bất giác, hắn xoay mặt một bên, nữ nhân liền hôn vào bên má của hắn, sao có thể để nữ nhân xấu xí này hôn lên đôi môi nhạy cảm của hắn chứ? Tưởng tượng cùng một nữ nhân xấu xí hôn nhau, hắn đã muốn uệ rồi. Vưu Túy u uất nói, Trúc Sinh, ngươi không nguyện ý cùng ta thân mật phải không? Túy tỷ cũng không nghĩ được ngươi lại cường tráng thế này, cơ nhục của ngươi cường tráng đến nỗi khiến Túy tỷ vuốt ve đến tâm Túy thần mê, Túy tỷ đã hơn 10 năm rồi không có nhìn thấy ngươi thoát quang y phục,
nếu không phải ngươi không cho phép ta châm đèn, ta bây giờ thật sự muốn nhìn ngươi lõa thể, nhất định là rất có mị lực. Bây giờ ngươi là một nam nhân để nữ nhân gặp một lần là muốn cưỡng gian. Nàng dung thủ pháp phụng dại của mình muốn khơi dậy dục vọng trong người Hy Bình, chợt phát giác Hy Bình không có phản ứng gì, lại thử dung miệng của mình thử đi thử lại, cũng hoàn không được. Vưu Túy Đình chỉ hết thảy động tác, thở dài nói, ta cuối cùng cũng biết ngươi vì cái gì lại trốn tránh ta, kỳ thật túy tỷ không có trách ngươi, túy tỷ bổn mệnh vốn khổ mà. Hy Bình thầm nghĩ rằng, nữ nhân này đối đãi với tử súc sinh cũng thật là một mực hết lòng, gặp được sự tình này cũng không thể trách tử súc sinh được, phải tự oán số mệnh của mình thôi. Ai, vốn muốn cho nàng phẫn nộ một cước đạp mình xuống giường, bây giờ xem ra không thể thực hiện được rồi. Vưu Túy nói, dù sao ngươi không thể cho túy tỷ cũng không có cưỡng cầu, bây giờ chỉ nhớ tới hình dáng của ngươi, có lẽ chỉ là nhìn thấy ngươi, cũng có thể cho ta một loại hạnh phúc. Nói xong, từ trên người Hy Bình vùng dậy, chuẩn bị xuống giường. Hy Bình nghe được sửng sốt một chút, đột nhiên tỉnh ngộ là nàng ta muốn đi thắp đèn, liền vung đại thủ lên, đem kiều thể đầy đặn mà mềm mại vô hạn ôm vào trong lòng, xoay người áp nàng xuống giường, vừa định nhổm người dậy bỏ đi, nhưng lại nghĩ đến toàn thân mình trần như nhộng, y phục ở nơi nào cũng không biết, lại không thể châm đèn tìm y phục, cũng không thể hỏi được làm sao bây giờ. Hắn do dự. Vưu Túy nói, Trúc Sinh, người muốn túy tỷ rồi sao? Thế nhưng ngươi không làm được mà, túy tỷ bây giờ mãn nguyện rồi, chỉ cần được thân hình cường tráng của ngươi đè lên cũng là một loại hạnh phúc đối với túy tỷ. Hy Bình không chú ý tay đưa qua khuôn mặt nàng, cảm thấy có một ít ươn ươn nóng ấm, hắn biết đó là nước mắt nữ nhân. Nữ nhân này cũng thật là si tình, nhưng cũng là mệnh khổ, tự nhiên lấy phải một thái giám. Vì muốn thuận lợi thoát thân, Hy Bình quyết định trừ khi làm cho nữ nhân này hôn mê thì không thể, cũng tốt để cho nữ nhân mệnh khổ này có một hồi ức cuồng hoan sâu sắc. Vưu Túy đột nhiên cảm giác được nam nhân loạn lên, kinh hỉ, nói, Trúc Sinh, ngươi có thể. Hy Bình trong lòng nói thầm, tử súc sinh không thể, lão tử đương nhiên là có thể rồi. Hắn tách hai chân nữ nhân ra, sau rồi mạnh mẽ tiến vào. Cho dù hạ thể Vưu Túy đã có một chút ướt át, nhưng vẫn là không thể chịu được xâm nhập đột nhiên của Hy Bình, hạ thể nàng giống như là bị phanh ra, đau đớn đến nỗi nàng phản xạ cắn mạnh vào bả vai hắn. Hy Bình bị nàng cắn tới, hự lên một tiếng đau nhức, sau đó chuyển động có tiết tấu, cũng tuyệt không chạm tới mặt nàng. Vưu Túy điên cuồng hét một tiếng, rồi mới rên rỉ nói, Trúc Sinh, chàng có rất nhiều nữ nhân đúng không? Túy tỷ có thể cảm giác rõ ràng trong lòng chàng đang tưởng nhớ tới nữ nhân khác, người rất yêu thương bọn họ, thật sự là vì cái gì lại không có một điểm yêu thương cho túy tỷ sao? Người thật sự là chán ghét ta sao? Trúc Sinh, người chậm một chút, người lớn quá. Lại còn không ngừng lớn lên, túy tỷ sợ không thể chịu được ra vào của ngươi. Tiếp theo nàng là một trận hoan khiếu cuồng loạn. Hy Bình có chút kỳ quái, lão bà của tử súc sinh kỳ thật lại là xử nữ, sao lại cảm thấy chuyện đó cũng cô có gì kỳ quái, chính là nữ nhân này quá xấu xí. Chỉ là làm hắn kỳ quái chính là, nữ nhân này ở đây cất giấu rất nhiều bí mật đặc biệt, hơn nữa thông đạo của nàng tùy theo khoái cảm mang đến không ngừng mở rộng, hắn không tự giác tăng lớn kích cỡ của mình. Liền bị nữ nhân nhận biết. Vưu Túy nói, Trúc Sinh, cho dù ngươi trên người túy tỷ còn nghĩ tới nữ nhân khác, túy tỷ cũng không ghen tuông đâu, ngươi là một nam nhân vô cùng cường tráng, có thể cấp cho thân thể túy tỷ hoan lạc vô cùng, túy tỷ yêu ngươi cực kỳ, ngươi muốn cưới bao nhiêu nữ nhân thì cưới bấy nhiêu, túy tỷ chỉ mong ngươi có thời gian thì đến bồi tiếp ta cũng được. Hy Bình không rảnh trả lời, đương nhiên cũng sẽ không ngốc mà mở miệng nói chuyện, chỉ là càng thêm mãnh liệt trùng động. Muốn rằng đem nữ nhân này từ bóng đêm hắc ám đưa lên tới thiên đường tươi đẹp. Đương nhiên, chuyện này thì hắn quả nhiên có thể làm được. Khi Vưu Túy cảm thấy như không thể chịu được đem các kích thích vô tận ấy, hai chân nàng kẹp lấy mông hắn, hai tay ôm ghì lấy thân hình cường tráng của Hy Bình, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, điên cuồng kêu lên, Trúc Sinh, ta không muốn ngươi rời ta đi. Sau rồi mê man đi. Hai canh giờ đã trôi đi thật nhanh. Hy Bình cuối cùng cũng thở được ra một hơi, hổn hển nói, cuối cùng cũng đã có thể khiến nữ nhân xấu xí này hôn mê đi rồi, cả đêm kêu gào bên tai ta, tai đều chảy ra, sau này nàng đến trước tử súc sinh mà kêu a a a a. Lão tử không thể phụng bồi. Hắn chuẩn bị đứng dậy, chợt phát giác tứ chi nữ nhi đã ôm chặt lấy thân thể hắn, tưởng như nàng là một bộ phận trên người hắn không thể phân khai, chứ đừng nói là thoát thân.
Hy Bình cả giận nói, nàng số tam bát này, ngất đi rồi lại còn không tha cho ta, nếu không phải thấy nàng đáng thương, lão tử không phế tứ chi nàng không được, thật con mẹ nó người vướng víu, ai mà cưới nàng thì xui xẻo cả đời, tử xúc sinh đúng là một tấm gương tốt. Không có biện pháp nào khác, hắn đành phải ở trên người nữ nhân xấu xí này ngủ một giấc. Qua không biết là bao nhiêu lâu, Hy Bình bị một loạt âm thanh hỗn tạp đánh thức, tiếp đến là tiếng hét chém giết, đao kiếm chạm vào nhau, tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm thiết. Hy Bình nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy, trời đêm đã gần sang, biết bọn người Đại Hải đã phát động tổng công kích, mà hắn một mình lại vẫn còn ở trên thân thể của lão bà Thi Trúc Sinh, thật là một kẻ vô tích sự mà. Hắn cố vùng vẫy, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của nữ nhân, tùy tiện hét lớn, Thi Trúc Sinh chết rồi. Nữ nhân vừa nghe, lập tức tỉnh lại hoảng hốt hét, Trúc Sinh. Đột nhiên phát giác nam nhân còn ở trên người nàng, thở ra một hơi, sau đó lại cũng nghe được tình huống bên ngoài, tùy tiện nói, bọn họ đến rồi, Trúc Sinh, chúng ta đi ra ngoài hỗ trợ. Hy Bình cuối cùng cũng thoát ly được sự đeo bám của nữ nhân này, nhảy xuống giường, quay xung quanh tìm kiếm quần áo của mình, mò quanh chẳng thấy, lo lắng lên tiếng hỏi, quần áo ta đâu rồi? Vưu Túy nghe thấy không phải thanh âm của Thi Trúc Sinh, trong lòng hoài nghi chả lẽ thanh âm của Thi Trúc Sinh chỉ trong một đêm đã từ giọng nữ biến lại trở thành giọng nam sao? Nàng muốn ngồi dậy, chợt phát giác toàn thân đau nhức vô lực, tính toán trong đầu, nói ta cũng không biết ở nơi nào, người châm đèn lên mà tìm xem. Sau đó nói ra vị trí ngọn đèn. Hy Bình cũng không nghĩ nhiều, y lời thắp đèn lên, trong phòng lập tức vang lên tiếng Vưu Túy kêu lên sợ hãi, dâm tặc, ngươi là ai? Hy Bình quay đầu vừa thấy, một thiếu phụ quốc sắc thiên hương chính đang trừng mắt nhìn hắn, trên người nàng đã phủ một cái chăn, đôi tay khẩn cấp giữ chặt lấy tấm chăn, hắn nhìn có chút buồn cười nữ nhân này và hắn ngay cả việc kia cũng đã làm rồi, lại còn sợ hắn nhìn thấy thân trần của mình nữa. Hắn cười nói, nàng là ai? Vưu Túy tức giận đến sắc mặt tím tái, tức giận nói, đồ vô sỉ ngươi, cười cái gì? Hy Bình quả muốn nhảy múa lên, nói ta cao hứng, cho nên ta cười. Tối hôm qua ta còn tưởng bị một nữ nhân xấu xí cưỡng gian, hôm nay mới biết hóa ra là một nữ nhân xinh đẹp như hoa nên muốn cười nữa. Vưu Túy nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hy Bình cười nói, ta sao lại phải cho nàng biết chứ? Nàng gọi là Túy tỷ, đúng không? Vưu Túy cả giận nói, dâm tặc, Túy tỷ lại để ngươi gọi a? Ngươi câm miệng cho ta, nói, tại sao lại ở chỗ này? Hy Bình nói, vừa muốn ta câm miệng, vừa muốn ta nói, cái này thật sự là làm khó ta mà. Ta không cùng nàng chơi nữa, ta phải mặc quần áo đi ra ngoài. Hắn tìm y phục ở bốn phía giường, cũng chẳng thể tìm thất, rất ngạc nhiên, chẳng lẽ quần áo cũng có chân? Hắn đi đến trước giường, nói, nàng đem y phục ta giấu ở chỗ nào rồi? Vưu Túy nhìn có thể hùng tráng trước mặt, mặc dù là chưa từng gặp qua nhưng khuôn mặt thật sự vô cùng tuấn mỹ khiến nàng có một chút mơ màng. Đây đúng là nam nhân, tối hôm qua đã thay Thi Trúc Sinh cấp cho nàng một sự hoan lạc lớn nhất. Đột nhiên, nàng nhớ lại trong lúc kích tình nàng từng nói với hắn, Trúc Sinh, cấp cho Túy tỷ một hài tử. Và nam nhân này tự nhiên nghe theo lời nàng, cấp cho nàng rất nhiều tinh hoa sinh mệnh. Nàng có thể như vậy hoài thai hài tử của hắn chăng? Hy Bình nhìn không được, nói, nàng rốt cuộc có nói hay không? Vưu Túy cũng cuồng loạn hét lên, đam tặc vô sỉ, người đã hủy ta rồi, còn dám đối với ta gào thét. Người tưởng có thể chạy dễ dàng, ta không giết ngươi không được. Hy Bình nói, nàng nên biết rõ ràng, là nàng chính mình ôm ta tới giường ép buộc ta lão tử còn không tố nàng cưỡng gian đã là đại cát rồi, bây giờ nàng còn oan uổng cho người tốt nữa. A. À. Vưu Túy một tay chỉ tới Hy Bình, nói, ngươi, ngươi. Đột nhiên nhụt chí, khóc lên nói, ta vốn cho rằng ngươi là Trúc Sinh, ta mới có thể. Đều tại ngươi sai, ai cho ngươi chạy vào trong phòng của ta. Hy Bình biện bạch, ta sao mà biết đây là phòng ai. Nàng nữ nhân này cũng kém nữa, đến lão công của mình như thế nào cũng không biết, thật sự lão tử sống đến giờ mới thấy. Vưu Túy điên cuồng chộp lấy. Nói, ngươi vô sỉ, hạ lưu. Sắc mặt biến đổi, nói, ngươi nói Trúc Sinh không có à? Hy Bình nói, sớm đã bị hắn tự cắt đi rồi. Vưu Túy hét lớn, ta không tin. Hy Bình nói, cho dù nàng không tin, nàng cũng phải đem y phục trả lại cho ta không có muốn cùng với nàng nhiều lời nữa. Vưu Túy nói, ngươi đừng có mơ. Hy Bình nói, nàng không sợ ta lại cưỡng gian nàng nữa à?
Vưu Túy tức giận hừ một tiếng, xoay mặt sang một bên không có nhìn hắn. Hy Bình phẫn nộ giật lấy cái chăn trên người nàng, nhìn thấy một thân hình lõa thể tuyệt mỹ của nữ nhân, thân hình lõa thể đang đè lên bộ y khố, chính là y phục của hắn. Hắn hiểu được liền mỉm cười, đem nữ nhân lõa thể đẩy sang một bên, cầm lấy y phục của hắn, trong lúc vô ý nhìn thấy thảm trạng hạ thể của nàng cùng vài giọt máu xử nữ, nói, lần sau tìm lấy một lão công, đừng có lại tìm một thái giám nhé. Vưu Túy sắc mặt đỏ bừng, dùng tay che lấy chỗ kín của mình, nói, không cho phép nhìn. Hy Bình cố ý trêu nàng nói, cái gì không cho phép nhìn. Đã thấy từ sớm rồi. Vưu Túy tức giận đến không nói được gì. Hy Bình nhanh chóng mặc y phục, nói chuyện giữa chúng ta, coi như là một lần hiểu lầm, lần sau gặp mặt, ai cũng không biết ai, hiểu không? Vưu Túy cả giận nói, ngươi làm cho ta trở thành kẻ mất trinh, chỉ cần gặp lại ngươi, ta sẽ giết ngươi. Hy Bình nói, sao lại không phải bây giờ? Vưu Túy nói, ngươi đừng đắc ý, chỉ cần cho ta một thời thần. Cho dù không thể khôi phục lại như cũ, ta vẫn có đủ khí lực để giết ngươi, ngươi dám chờ không, dâm tặc. Hy Bình nói rất dễ dàng, ta phải đi đánh cái tên tử xúc sinh kia, không có thời gian chờ nàng. Dứt lời đã mặc quần áo xong, cất bước muốn đi ra. Vưu Túy hét, ngươi đứng lại cho ta, ngươi dám động tới một cọng lông của trúc sinh, ta sẽ bổ ngươi một kiếm. Hy Bình cười lạnh nói, bằng nàng, tỉnh lại đi, ta Hoàng Hy Bình bây giờ sẽ đi đập hắn thành một cái đầu heo. Vưu Túy cả kinh nói, ngươi là Hoàng Hy Bình. Hy Bình đột nhiên nở nụ cười tà dị, thích không? Vưu Túy cong môi, vừa định chửi hắn vài câu, đã thấy hắn đi hướng ra cửa phòng, nàng lập tức đem từ cầu thí tự yết hầu nuốt xuống bụng, hét lớn, dâm tặc, chuyện giữa chúng ta còn chưa xong, ngươi không được đi. Hoàng Hy Bình, đại hỗn đản, ngươi trở lại cho ta, ta cùng ngươi quyết đấu. Hy Bình mới bước ra tới cửa phòng cũng không có quay đầu lại nói, ta sợ nhất là cùng nữ nhân quyết đấu đó, Túy tỷ. Vưu Túy nhìn lục quang của bối ảnh hắn, trong lòng tức giận, ngoan độc nói, lần tới ta không giết ngươi không được. Nàng khó khăn quay người, mặt ép xuống giường, lưng hướng lên trên, sau đó cố gắng nhấc hai chân lên, mới được một nửa đã không chịu được hạ xuống. Đành phải dùng hai tay trợ giúp đem hai chân kéo lên tới vai, sau đó lại càng khó khăn xoay người, đặt hai chân ở sau lưng, như trên hai vai dường như vừa mới sanh ra đôi chân vậy, hai tay đặt lên bàn chân, để lòng bàn tay bàn chân đối nhau, cứ như thế mà vận công. Nữ nhân kỳ lạ, võ công kỳ lạ. Quá nửa đêm, tất cả cảnh vật chìm trong một màn tối đen. Từ Phiêu Nhiên phát lệnh tổng công kích. Thảo nguyên sôi sục, cả mặt đất rung động. Sau nửa giờ, hơn 8 nhân sĩ võ lâm đã tiếp cận địa ngục môn, cũng là tiếp cận với tử vong. Tất cả võ sĩ địa ngục môn đã ẩn nấp mai phục từ lâu đồng loạt dương cung, lập tức vô số mũi tên đã xé gió nhằm tới bọn người đang lao lên tiến công của võ lâm tứ đại thế gia bắn tới vung vãi. Trong phút chốc, BLTDTS cùng Viễn Dương Tiêu Cục người thương kẻ chết không biết bao nhiêu, tiếng kêu thảm xen lẫn tiếng tức giận chửi rủa tạo thành một trường âm thanh hỗn loạn. Tử vong uy hiếp, đến từ bong tối không đáy. Sau khi mưa tên qua đi, bọn võ sĩ địa ngục môn hùng dũng xuất hiện. Trên đầu tường địa ngục môn từng điểm lửa cháy bừng lên. Trong ánh lửa le lói, hai đội nhân mã bắt đầu cuộc chém giết đẫm máu. Hỏa quang, kiếm quang, đao quang, huyết quang, ánh sáng tàn khốc của tử vong. Phảng phất như ánh sáng và bóng tối đang hỗn chiến. Thời gian trận hỗn chiến trôi qua rất nhanh chóng nhưng cũng thật tàn nhẫn. Ánh dạng đông buổi sang cuối cùng cũng xuất hiện, trận chiến giữa hai bên bắt đầu nóng dần lên. Lúc này phía trước địa ngục môn máu chảy thành sông, xác chết đầy đất. Từ Phiêu Nhiên cùng Thiên Phong Song Kiều càng giết địch nhân càng hưng phấn, Thiên Phong Song Kiều gặp người là giết, là đâm, là chém, Từ Phiêu Nhiên đối diện tam quỷ trong ngũ quỷ là hỏa quỷ, mộc quỷ, thủy quỷ. Bởi vì kim quỷ, thổ quỷ đã bị giết. Cho nên chỉ còn lại tam quỷ đối đầu với người của võ lâm tứ đại thế gia đang căm hận thấu xương, Từ Phiêu Nhiên như say máu bất chấp sống chết xuất chiêu tàn độc không lưu lại một đường rút lui, dù cho ông ta là loại cao thủ cấp tông sư nhất thời cũng không thể tha cho bọn họ. Độc Cô Thi vì báo cửu sát phu, cũng không hề nương tay, nhưng khổ nỗi võ công mình không cao, hiện vài võ sĩ địa ngục môn đã chặn đứng nàng lại. Độc Cô Minh vì chiếu có muội muội, từ khi bắt đầu hỗn chiến, liền không rời Độc Cô Thi quá năm bước, thấy Độc Cô Thi gặp nhiều hiểm nguy, hắn dù sao cũng là võ lâm công tử, những võ sĩ bình thường sao có thể chịu được 10 chiêu của hắn.
Bộ dạng Hoa Tiểu Ba vẫn như cũ, bị Địa Kiệt từ hậu hoa viên xông ra cầm côn đuổi đánh, căn bản là không có lực hoàn thủ. Địa Kiệt trước bị Hy Bình đánh cho hôn mê, vừa mới tỉnh lại trước đó, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, không kịp cân nhắc, liền xông ra trước cửa đánh giết. Vừa hay lại gặp Hoa Tiểu Ba, lập tức truy đánh, thấy một côn không có hiệu quả, hắn tức giận đến bốc hỏa tam trượng, tối qua bị Hy Bình đánh vẫn còn đau âm ỉ, oa oa kêu lớn, giống như bà nương phát điên đuổi đánh lão công, nghiến răng quyết tâm không đánh gãy chân Hoa Tiểu Ba thề không bỏ cuộc. Thiên Kiệt so hạnh vận hơn Địa Kiệt nhiều, đối chiến cùng Thiên Phong Song Hùng, cùng với Trình Thị huynh đệ đánh ngang tay. Trong Thần Đao Tứ Hoa, ngoại trừ Dã Mân Côi không thể đến, còn lại tam hoa khác cùng Thiên Phong Tam Anh này hợp thành 6 mỹ nữ sát thủ, đánh cho võ sĩ địa ngục môn mắt hoa mày choáng, đầu hôn não choáng, trong lúc mơ mơ màng màng bước đến Hoàng Tuyền chính thức trở thành võ sĩ địa ngục. Thật là làm quỷ cũng phong lưu. Bọn Tứ Cẩu, Lôi Long, Triệu Tử Hào, Triệu Tử Huy và Hoàng Đại Hải 5 người hợp lực đấu với Thi Trúc Sinh, vẫn chỉ có thể cùng Thi Trúc Sinh đánh rằng co tương đương. Không phải là võ công 5 người và Thi Trúc Sinh sai biệt quá xa, mà là Thi Trúc Sinh thi triển Tuyệt Tình Luân Hồi Đao có loại khí âm u quỷ dị, trong đao thế vận dụng rất nhiều âm hồn đáng sợ cùng khí tức tử vong, khiến cho khí thế của 5 người bị yếu đi rất nhiều, phát huy không đến một nửa bình thường. Nếu không có Tứ Cẩu với Phách Vương Thương Chí Dương Chí Cương cung Triệu Tử Hào với hào khí của bàn cổ liệt thiên đao, triệt tiêu một ít tử khí phát ra từ kiếm của Thi Trúc Sinh, thì khả năng của 5 người đến 5 thành công lực bình thường cũng không có thi triển được. Lôi Long một thanh Du Long kiếm, Triệu Tử Hào một thanh liệt thiên đao, Triệu Tử Huy một đôi Nhật Nguyệt Luân Hồi đao, Hoàng Đại Hải một thanh Trường Xanh kiếm, Tứ Cẩu một thanh Phách Vương Thương. Tất cả bọn họ ra sức chống đỡ với Tuyệt Tình Luân Hồi đao của Thi Trúc Sinh. Những người khác đều cách bọn họ khoảng 3 bước, căn bản không thể tiến vào tham chiến vòng đả đấu của bọn họ. Sinh mạng trong cuộc hỗn chiến vô vị này đều bị coi nhẹ, tử vong đối với bọn họ mà nói chỉ là một cuộc chơi. Đột nhiên một tiếng kêu kinh hãi phát ra từ miệng của Hoa Tiểu Ba. Mặc dù công phu né tránh của hắn thuộc hàng nhất lưu, nhưng với hơn ngàn người trên chiến trường này, rốt cuộc vì có rất nhiều người vô tâm làm vướng chân vướng tay, hắn một lần không cẩn thận, nên không thể tránh kịp bị Thiên Kiệt đâm trúng một kiếm vào đùi trái. Hắn trong khi dùng chân phải toàn lực thoát ra đồng thời kêu thảm một tiếng, mắt đã nhìn thấy một kiếm của Thiên Kiệt truy kích như muốn kết liễu sinh mạng hắn. Trong tình huống nguy cấp, Tứ Cẩu với Triệu Tử Hào đang gần Hoa Tiểu Ba nhất vội vàng quay người theo hướng Thiên Kiệt truy kích. Thiên Kiệt cảm thấy sau lưng sát khí đại tăng, vội bỏ qua việc đả thương Hoa Tiểu Ba. Thình lình quay người tránh qua chống lại, nhưng làm sao hắn có thể chống lại một kích toàn lực của hai đại cao thủ. Thiên Kiệt sắc mặt xám cho, phản xạ đã không kịp nữa, liệt thiên đao khí của Triệu Tử Hào từ cổ chém qua, thương của Tứ Cẩu đâm xuyên tim hắn, trong phút chốc, Thiên Kiệt thân đầu chia hai nơi, máu phun ra xối xả. Nhưng Thi Trúc Sinh ở bên này, do vì hai người đồng thời rút lui, khiến cho khí thế Tuyệt Tình Luân Hồi đao của hắn đại tăng, kiếm thế liền chuyển biến. Trong nháy mắt phát ra 87 kiếm, kèm theo là kiếm khí âm hàn cùng hình tượng quỷ hồn bước tới hướng ba người, khí thế ba người liền giảm sút, tim lạnh mật run, cảm thấy không có chiêu nào chống lại. Hoàng Đại Hải ngăn chặn được 39 kiếm của Thi Trúc Sinh, lo lắng không thể kéo thân rút lui, nhưng Lôi Long cùng Triệu Tử Huy thật sự có muốn lùi cũng không thể lùi được. Sau khi chống chịu được 24 kiếm của Thi Trúc Sinh, Lôi Long tay phải đã bị kiếm đâm trúng, phải buông kiếm rơi trên mặt đất. Ngực phải Triệu Tử Huy bị một kiếm thích lên một vết thương dài hơn một gang tay, vô lực tái chiến. Cùng lúc đó, Tứ Cẩu cùng Triệu Tử Hào xoay người ngăn chặn Thi Trúc Sinh đang thừa thắng truy kích, Hoàng Đại Hải cũng vừa thoái lui liền quay trở lại, ba người lại cùng Thi Trúc Sinh bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Chỉ là, bại đã thấy rõ. Thi Trúc Sinh cười nói, xem ra các người hôm nay là có đi không về rồi. Hoàng Đại Hải nói, vị tất. Tứ Cẩu chửi ầm lên, ta đè chết mẹ ngươi. Thi Trúc Sinh giận dữ, kiếm thế đại tăng. Đột nhiên, một tiếng gầm điên cuồng phát ra, làm nhân tâm phấn chấn. Tứ Cẩu cuồng hỉ nói, là Hy Bình. Không sai, chính là gã hỗn đản đó. Hy Bình ôm một cái cây gỗ to tròn dài 3 mét từ địa ngục môn đột ngột phóng ra. Hắn sau khi từ trong phòng vưu túy đi ra, liền đi thẳng tới nơi này, nhất thời không có vũ khí, liền đưa chân nhằm cột trụ cứng rắn rung để chống nhà đạp đổ. Đoạn ôm cây cột trụ to tướng này lao tới. Chỉ thấy đại mộc trụ của hắn hoành tảo tả hữu, hướng tới những võ sĩ địa ngục môn đến bao vây đánh bay sang hai bên,
không ai có thể chạm vào người hắn. Hắn lao thẳng về hướng thần đao tam hoa và thiên phong tam anh, lục nữ đang tạo thành một vòng tròn bảo vệ những nam nhân yếu ớt thụ thương là Triệu Tử Huy và Hoa Tiểu Ba. Lôi Long mặc dù bị thương, nhưng tịnh không yếu ớt, hắn chuyển kiếm sang tay trái, vẫn đang cùng tử sĩ địa ngục môn liều chết huyết chiến. Hoa Tiểu Ba hét lớn, tỷ phu, đao của huynh nặng quá, hại ta hành động không tiện, bị tử quỷ thiên kiệt đó đâm trúng, bây giờ trả lại cho huynh, tiếp lây. Thi Bình lấy một chục hoành tảo tả hữu hai lần nữa, đồng thời hướng tới ba người đang bị thi trúc sinh bước đến vô lực hoàn thủ nói, các người lui ra, tử xúc sinh nhượng lại cho ta. Mộc trụ trong tay hắn thoát khỏi tay phóng ra, hướng thẳng đến trước mặt thi trúc sinh lao tới. Đồng thời quay người lại tiếp lấy liệt dương chân đao mà Hoa Tiểu Ba vừa quăng qua. Thi trúc sinh lùi lại một bước, tránh khỏi hướng lao tới của mộc trụ. Mộc trụ này không trúng đích lao thẳng vào hướng vách tường, xuyên phá qua bức vách. Mọi người không khỏi kêu lên kinh hãi về thần lực của Hy Bình. Hy Bình hét, tử xúc sinh, người có dám cùng ta đơn đả độc đấu hay không? Một trận chiến định thắng thua. Tử xúc sinh ngạo nghễ nói, có gì mà không dám. Hy Bình cười nói, ngươi sau khi cắt đi tiểu kê kê, ngược lại so với trước kia có dễ chịu hơn, bây giờ ta thấy ngươi có phần đáng yêu hơn. Thi trúc sinh nói, quá khen, tìm ngươi phân định tới đây. Hy Bình nói, đã là một trận định thắng thua, người ta trước tiên bảo bọn họ ngưng chiến. Mẹ nó, đánh nhau mà không có người xem cổ vũ làm sao mà đánh. Thi trúc sinh nói, hảo. Hai người đồng thanh hét to, thanh chấn trăm dặm, khiến tất cả võ sĩ song phương tại trường đang liều chết liều sống chấn động dừng lại, toàn trường trong phút chốc trở nên rất yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Từ Phiêu Nhiên đã giết chết hỏa quỷ và mộc quỷ, chính đang muốn một trưởng đánh nát thiên linh cái của thủy quỷ, nghe thấy tiếng hét của ba người bèn dừng lại, chỉ đành phải tạm thời buông tha cho thủy quỷ, phi thân tới bên cạnh Hy Bình, trách hỏi, Hoàng Hy Bình, người có ý tứ gì vậy? Hy Bình miễn cưỡng nói, không có ý tứ gì cả, chỉ là không muốn thấy nhiều người nữa chết mà thôi. Từ Bạch Lộ giận dỗi nói, không thể tưởng được ngươi còn có một trường hảo tam, hừ. Hy Bình cười nói, nếu không phải tâm của ta tốt, trong cái bụng nhỏ của nàng sớm đã có giống của ta rồi. Thi Trúc Sinh nói tranh vào, ta thắng, các ngươi lập tức biến mất trước mặt ta. Từ Bạch Lộ hừ một tiếng nói, ngươi thua thì sao? Thi Trúc Sinh nói, ta nếu thua, lập tức đem Tuyết Nhi Hoàn trả lại cho các người. Từ Phiêu Nhiên lãnh đạm nói, ngươi giết nhi tử duy nhất của ta, tưởng có tiện nghi như vậy hay sao? Thi Trúc Sinh cười lạnh nói, ngươi muốn như thế nào? Từ Phiêu Nhiên nói, ta chẳng những muốn cái đầu trên cổ ngươi, còn muốn diệt toàn tộc của ngươi nữa. Thi Trúc Sinh giận quá thành cười nói, ngươi có bổn sự đó à? Hơn 800 võ sĩ của các ngươi đã ngã xuống một nửa, trong khi chúng ta còn hơn 700 tinh anh, nếu còn tái đấu, kẻ bại chắc chắn là các ngươi. Ta đây xem trọng Hoàng Hy Bình mới cho các ngươi một cơ hội, đừng quên đây là địa ngục môn. Từ Phiêu Nhiên tức giận nói, thủ hạ chúng ta chỉ. Hy Bình đột nhiên ngắt lời bọn họ, nói ta đáp ứng ngôi. Từ Phiêu Nhiên nói, Hoàng Hy Bình, người thực muốn tự làm theo ý mình hả? Hy Bình nói, rốt cục là ai tự làm theo ý mình hả? Là ta sao? Ta thấy điều này như không phải, vậy là ông rồi. Ông thử hỏi chúng ta mang người đến, nhìn xem người ủng hộ ai nhiều hơn, nếu như người ủng hộ từ bảo chủ chiếm tuyệt đại đa số, thế này, các người từ từ đánh, tối qua ngủ chưa đủ, còn muốn ngủ thêm. Dừng lại một hồi, hắn lại nói, đơn giản để test hay ngươi hỏi bọn họ xem. Uy, mọi người chú ý, ai ủng hộ ta cùng tử xúc sinh luận võ định thắng thua, mời giơ vũ khí trong tay các người lên. Vừa dứt tiếng, 70% võ sĩ võ lâm tứ đại thế gia đều giơ vũ khí trong tay lên, tất cả bọn họ đều không có trực tiếp xung đột cừu hận với địa ngục môn, đương nhiên không cần liều mạng là tốt nhất. Từ Phiêu Nhiên sắc mặt đại biến, thật sự cũng không thể nói gì hơn được. Hy Bình quay lại nhìn Thi Trúc Sinh nói, nào chúng ta bắt đầu. Hắn tiến lên ba bước, rút đao ra khỏi vỏ. Tất cả mọi người, mặc kệ là muốn hay không muốn, đều nhường ra một khoảng đất đủ rộng. Hy Bình cùng Thi Trúc Sinh đối diện với nhau ở đương trường. Thi Trúc Sinh kiếm chỉ hướng tây, hai ngón tay trái hợp lại thành mũi kiếm chỉ xuống dưới đất, ánh mắt lóe lên hàn quang khiến người khác rùng mình, y bào trên người không gió tự rung động. Hy Bình đao xuất thành hồn. Thần đao tỏa ra nuốt vào quang mang màu ám hồng, ẩn tang tiếng sấm. Đối với huyễn tượng quỷ hồn hiện rõ trước mặt,
hắn không có nửa điểm sợ hãi, ánh mắt hắn vẫn như xưa, bức xạ ra quang mang như cười như không, cả người phảng phất như một ma thần tuấn mỹ, tán phát một mị lực thật mê người và cũng lại rất đáng sợ. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, Thi Trúc Sinh kêu lên một tiếng, kiếm hoa liền xuất ra một hình tượng khô lâu khủng bố, bộ khô lâu này đột nhiên bùng nổ lao tới, điểm điểm hàn quang giải về hướng Hy Bình. Phía đối diện, Hy Bình hét lớn một tiếng, lôi thanh phá không, đao tại trước ngực huy xuất một phiến hỏa vân cũng đột nhiên nổ tung bắn ra, nghênh đón kiếm mang của Thi Trúc Sinh. Trong tiếng lôi minh, một vùng thanh âm đao kiếm tương kích, Hy Bình đã sử ra đao chiêu, mỗi một đao đều chém lên trên kiếm phong của Thi Trúc Sinh. Thi Trúc Sinh hoảng sợ vạn phần, thầm nghĩ Hy Bình nam nhân này cũng thật sự thần kỳ, hiển nhiên không hề e ngại tuyệt tình luân hồi đao đặc biệt có hiệu quả gây ảo giác của hắn. Mỗi một âm hồn đến trước người hắn đều đột nhiên vỡ tan, nếu không phải kiếm của mình nhanh, và trong tay là một thanh bảo kiếm hiếm có, sợ rằng sớm đã bị hắn chém thành 10 đoạn 8 đoạn. Hy Bình cũng cảm thấy gian nan, đao chiêu của hắn chính thị là chỉ công không thủ, trước kia hắn cùng người đối địch, đều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương, tuyệt không giống hiện tại bây giờ đã lâu mà vẫn chưa hạ được. Thi Trúc Sinh mỗi kiếm đều có chỗ lợi hại, cho dù Hy Bình không e ngại quỷ ảnh hư ảo đó, kiếm của Thi Trúc Sinh tỏa ra hàn khí cũng có phần nào khiến cho động tác của hắn hơi chậm lại, nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị âm hàn chi khí này đông kết kinh mạch mà chết rồi. Nhưng điểm lợi hại nhất của Thi Trúc Sinh chính là kiếm chiêu phòng thủ của hắn đến một giọt nước cũng không lọt, giống như một bức tường kiếm, Hy Bình căn bản là không thể chém tới hắn. Thi Trúc Sinh tới tận bây giờ mới hiểu được vì sao Hy Bình trước mỗi lần ra chiêu đều làm cho người khác cảm thấy một loại áp bức khủng bố. Bởi vì lôi kiếp thần đao của Hy Bình lấy công là chủ, chưa từng có từ trước tới nay, làm cho người ta cảm thấy không thể chống cự nổi, hắn không dám tin rằng trên đời này còn có người sử đao như vậy, mỗi một đao đều là tấn công mạnh mẽ và còn hàm chứa khí thế lôi đình vạn quân, nếu không phải là người trời sinh thần lực thì cũng là người có thể lực và nhẫn nại kinh nhân. Ngoài ra tuyệt đối không thể sử xuất ra loại đao pháp này. Đây là một loại đao pháp tuyệt đối bất bại, khi loại đao pháp này ở trước mặt, chỉ có người tử ta vong, hoặc giả lưỡng bại câu thương. Một khi đình chỉ công kích, vận mệnh của người sử đao cũng được định sẵn. Cho nên, chỉ có chết, không có bại. Thi Trúc Sinh đột nhiên cảm thấy lực bất tòng tâm, đã có điểm khó có thể chống cự lại được nữa, thể lực của hắn giờ đã tiêu hao không ít. Hắn rất muốn tìm cơ hội phản kích, thật sự là không biết phản kích từ đâu, chỉ cần một sơ suất nhỏ, hắn chỉ có một con đường chết. Nam nhân này trước mặt hắn, giờ phút này giống như một con dã thú phát cuồng, xem ra không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào, phảng phất càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn đã vài lần phải lùi lại, tốc độ cực nhanh không thể tưởng được, vậy mà vẫn bị Hy Bình đuổi sát không tha, hắn đành bỏ ý định thoái lui, quyết định đứng lại mạo hiểm một phen. Trong nháy mắt Hy Bình chém tới 7 đao, mỗi bên tả hữu 2 đao đồng thời lăng không 3 đao, kiếm của Thi Trúc Sinh chống đỡ được tả hữu tứ đao và lăng không 2 đao. Sau đó một đao tối hậu chém xuống đỉnh đầu hắn nghiêng một bên, kiếm trong tay chém tới cổ tay Hy Bình. Hy Bình không ngờ Thi Trúc Sinh sẽ có hiểm chiêu như vậy, nếu chính mình tiếp tục chém xuống, tất nhiên chúng kiếm này sẽ có thể cụt tay, một đao này với Thi Trúc Sinh có lẽ không còn đủ lực để sát thương tí nào, nhưng biến chiêu đã không kịp nữa. Cổ tay Hy Bình bỗng cảm thấy lạnh đi, kiếm của Thi Trúc Sinh đã tới cổ tay hắn, đao khí mạnh mẽ của hắn rút trở vào tay, cùng thời gian đó. Chân trái phi ra một cước, đá trúng bụng dưới của Thi Trúc Sinh, làm Thi Trúc Sinh văng ra ngoài xa 5 bước, hữu thủ ngược lại chính đang tiếp lấy liệt dương chân đao đang quăng lại, vỏ đao trong tả thủ ném qua một bên, song thủ cầm đao, lôi điện hợp vào nhau, hiển nhiên bày thế đao chi phách. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đao chi phách đối địch. Thi Trúc Sinh đột nhiên thở ra nói, ta bại rồi. Địa Kiệt nói, môn chủ, bị thương chính là hắn, là người thắng chứ. Thi Trúc Sinh nói, người không hiểu sao, ta nói bại nhất định là bại, không thể tưởng được Thi Trúc Sinh ta thiên tân vạn khổ luyện thành tuyệt tình luân hồi đao, vẫn bại như cũ. Địa Kiệt, trở lại đem Tuyết Nhi và Nhu Vân ra đây, nhớ rõ là phải bịt mắt Tuyết Nhi lại nhé. Hy Bình cũng không hiểu, nói thế nào, chưa đánh xong mà ngươi lại nhận bại vậy. Thi Trúc Sinh cười thảm nói, còn cần phải đánh nữa sao? Từ Phiêu Nhiên nhân cơ hội nói, người đã bại rồi, hãy mau trả giá đi. Thi Trúc Sinh cười lạnh nói, lão đầu, ta đây không phải là bại trong tay ngươi, ngươi đừng có khoa trương, ta muốn giết ngươi rất dễ dàng đấy. Từ Phiêu Nhiên biết Thi Trúc Sinh đích xác có năng lực này,
nhưng mà ông ta há có thể chịu nhịn, cả giận nói, ta muốn nhìn xem ngươi dễ dàng như thế nào đây. Liền bước tới vài bước định ra tay đánh nhau với Thi Trúc Sinh. Thi Trúc Sinh mỉa mai nói, lão già, chớ động can hỏa, rất dễ làm tổn thương mình đó. Thi Bình nói, Tự Bảo chủ, người nếu cùng với Thi Trúc Sinh đơn đấu, ta sẽ không phản đối, nhưng hãy đợi ta đem Tuyết Nhi mang đi đã, nếu ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng có vội. Từ Phiêu Nhiên tức giận đến đôi môi phát run, cơ hồ hộc máu tại trận. Từ Bạch Lộ buồn bã nói, Hoàng Hy Bình, người dám nói chuyện như thế với cha ta sao? Hy Bình lãnh đạm nói, nàng muốn ta nói như thế nào đây? Từ Hồng Hà nói, text in ngươi không không như thế này, được hay không? Hy Bình nhìn thiếu nữ có hình dạng giống Từ Bạch Lộ như lúc này, giờ phút này nàng chính đang dùng một đôi mắt bi ai khẩn cầu nhìn lại hắn, khiến cho hắn cũng sinh ra một ít cảm giác áy náy, không dám cùng nàng đối thị. Hy Bình chuyển hướng sang Thi Trúc Sinh nói, ta chỉ cần Tuyết Nhi. Hơn nữa muốn ngươi từ giờ về sau không được có chủ ý động đến mẫu tử bọn họ, còn các chuyện khác ta mặc kệ. Thi Trúc Sinh cười nói, ngươi thật sự là một kẻ hỗn đản triệt để. Thi Bình nói, ta tự mình cũng có đồng cảm. Hai người đều cùng cười. Địa Kiệt đã bế Tuyết Nhi với đôi mắt được bịt kín ra, bên người hắn còn đem theo một tinh linh cô nương, đôi mắt đẹp thuần khiết của nàng nhìn tử thi trên đất, nhất thời ngây ngốc, sắc mặt tái nhợt. Thi Trúc Sinh đột nhiên nói với Hy Bình, ta biết ngươi chuyện gì cũng mặc kệ, nhưng đến lúc nào đó ngươi nhất định sẽ nhúng tay vào, ta đánh không lại ngươi, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một thỉnh cầu. Hy Bình nói đi. Thi Trúc Sinh nhìn qua Tuyết Nhi cung Thi Nhu Vân, xoay mặt hướng tới Hy Bình nói, ta hy vọng ngươi từ nay về sau hãy chiếu cố tốt tới Tuyết Nhi, đồng thời cũng chiếu cố Nhu Vân giúp ta, nàng là muội muội mà ta yêu quý nhất, ta đem nàng giao thác lại cho ngươi. Trước khi nàng ta tìm được nam nhân để có thể nương tựa, ngươi tất cả phải bảo vệ nàng ta không để bị thương tổn nào hết. Hy Bình trầm tư một lát, nói, được, ta nhận lời. Thi Trúc Sinh trong mắt bắn ra một tia cảm kích, nói, có lời này của ngươi, ta cũng an tâm rồi. Đoạn tiếp tục sớm quay mặt liếc nhìn võ sĩ địa ngục môn ở bốn phía, giọng pha một chút bất lực, thật sự tiếc nuối nói, từ nay về sau, đợi em chính thức giải tán, trừ danh trong chốn võ lâm. Dứt lời, thanh kiếm trong tay Thi Trúc Sinh đột nhiên đâm ngược, xuyên thấu qua ngực, trong miệng phun ra một cỗ tiên huyết đậm đặc. Mọi người đều không tưởng đến dị biến này. Thi Trúc Sinh ngã ngồi trên mặt đất. Thi Nhu Vân bổ nhào tới khóc nói, ca, huynh vì sao lại phải như thế này? Huynh đừng có chết, ca, huynh chết rồi, Nhu Vân phải làm sao bây giờ? Mẫu thân đã mất, phụ thân cũng đã chết, huynh bây giờ cũng chết đi, chỉ còn lại có Nhu Vân một mình. Ca ca, Nhu Vân cũng không muốn sống nữa. Thi Trúc Sinh cố nén đau, cầm hơi an ủi nói, Nhu Vân, đừng như vậy, muội nhất định phải sống thật tốt, từ nay về sau Thi gia chỉ còn có một mình muội thôi. Ca sớm đã cảm thấy sống không còn lạc thú gì nữa. Ta có lỗi với cha mẹ, có lỗi với muội, có lỗi với túy tỷ, ca chết đi, thế là xong. Muội đừng thương tâm, về sau có hắn chiếu cố muội, không ai có thể khi phụ muội được. Thi Nhu Vân ngoảnh lại nhìn Hy Bình, rồi quay đầu ôm lấy Thi Trúc Sinh nói, không, ta không muốn hắn chiếu cố, là hắn đã hại chết ca ca, ta phải vì ca mà báo thù. Một thanh âm vang tới trước mặt nói, đúng vậy, nhất định phải báo thù. Mọi người nhìn về nơi thanh âm phát ra, thực là một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp không thể nói nên lời, nàng chính là Vưu Túy thê tử của Thi Trúc Sinh. Hy Bình vừa nhìn thấy nàng đã nghĩ tới chạy trốn. Trong lòng nghĩ, nữ nhân này sao lại có thể nhanh chóng xuống giường như vậy? Vưu Túy tiến tới bên cạnh Thi Trúc Sinh, khuôn mặt đẫm lệ, thống khổ nói, Trúc Sinh, người sao lại nhẫn tâm như vậy? Thi Trúc Sinh xấu hổ nói, xin lỗi, Túy tỷ. Thi Nhu Vân chỉ vào Hy Bình, nói, đại tẩu, là hắn hại đại ca thành ra như thế này. Vưu Túy nhìn qua Hy Bình, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, cắn răng nói, ta sẽ giết hắn. Thi Trúc Sinh khó nhọc lắm mới đưa miệng sát bên tai Vưu Túy nhỏ giọng nói, Túy tỷ, ta đã là một nam nhân vô dụng rồi, cho nên đành phải để Địa Kiệt tới giả mạo ta, nàng có oán hận ta không? Vưu Túy cũng kề miệng sát tai hắn, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ai cũng đều không sao cả. Thi Trúc Sinh lại nói, lúc Địa Kiệt vừa đi ra, hắn nói với ta rằng tối hôm qua tỉnh không có đi tới phòng của nàng, bởi vì hắn bị Hoàng Hy Bình đánh ngất đi, mà sau khi nàng đi ra, ta nhìn thấy nàng đã chính thức trở thành phụ nhân, có thể nói cho ta biết tối hôm qua nam nhân thay ta là ai?
Vưu Túy nhất thời chẳng biết có nên trả lời hay không. Thi Trúc Sinh lại khó nhọc nói, kỳ thực ta cũng đã sớm đoán ra rồi, chỉ là muốn cho nàng tự thân nói ra mà thôi. Túy tỷ, nghe ta nói, Lo Cần thay ta báo thù, hắn không thể trở thành cửu nhân của nàng. Ta là tự sát mà chết, hắn là một nam nhân không tệ, ta chết rồi nàng hãy theo hắn đi. Hãy giúp ta chiếu cố tốt Nhu Vân và Tuyết Nhi, bọn họ một là muội muội của ta, một là nữ nhi thân sinh của ta. Ta không được. Dứt lời, đầu Thi Trúc Sinh nghiêng sang một bên, không có chút oán khí. Vưu Túy ôm chặt lấy thi thể của hắn, nhãn lệ rơi lã chã, nhưng không hề khóc thành tiếng. Thi Nhu Vân thì khóc giống lên, tới chết đi sống lại, chẳng bao lâu, đã bi thống ngất đi. Địa Kiệt lập tức đi tới sơ cứu. Ánh dương quang chiếu khắp đại địa, vạn vật than thở. Tuyết Nhi thoát ra khỏi lòng của Địa Kiệt, liền muốn đưa tay lẩy giải vải đang bịt mắt của mình xuống. Thi Bình đi qua bế cô bé lên, âu yếm nói, Tuyết Nhi ngoan, chờ chút nữa ba cởi giúp con nhé. Tuyết Nhi nũng nịu nói, nhưng Tuyết Nhi bây giờ muốn nhìn thấy ba cơ. Thi Bình nói ba đang bế Tuyết Nhi đó, Tuyết Nhi phải nghe lời mới được. Tuyết Nhi gật đầu vâng một tiếng. Vưu Túy đứng lên nói, Hoàng Hy Bình, người trước tiên hãy thả Tuyết Nhi ra, chúng ta phải tính sổ cho xong. Thi Bình lúng túng nói, có gì mà tính toán chứ? Vưu Túy cả giận nói, người rốt cuộc có phải là nam nhân không? Thi Bình cười nói, nàng tự mình biết rõ ràng nhất, hà tất phải hỏi ta nữa. Vưu Túy tàn nhẫn nói, ta phải giết chết ngươi. Thi Bình liếc mắt nhìn qua nàng, nói với Tuyết Nhi, để biểu di bế con một hồi, ba bị người ta bức tính sổ. Đọc cô thi đi qua ôm lấy Tuyết Nhi. Vưu Túy rút ra một thanh bội kiếm, đó là một thanh nhuyễn kiếm dài mỏng, dưới ánh mặt trời, thân kiếm lấp lánh quang mang sáng loáng như tuyết, nàng nói, ngươi chịu chết đi. Thi Bình hào khí đại tác nói, ta nếu mà cô đem thanh kiếm của nàng bẻ thành bảy đoạn, ta sẽ gọi nàng là lão bà. Dám phát thệ như thế này à, chúng nhân đều phải bội phục hắn. Nhưng mà, đao đã thành hồn. Vưu Túy sắc mặt giận dữ, nhuyễn kiếm linh rộng như linh xà. Thi Bình như tia chớp phóng tới trước, kèm theo tiếng sấm ỉ đùng, như một đoàn liệt hỏa phun tới Vưu Túy, nhưng kỳ lạ thay, mà kệ cho đao của hắn nhanh thế nào, cũng không thể chạm tới người của Vưu Túy. Thân pháp của nàng gần như hư ảo, giống như trong gió phiêu du, Thi Bình mỗi một đao chém xuống, nàng đều có thể chọn được nơi để tránh né. Nhưng đao chém lên thân kiếm của nàng, một điểm cũng không xuất được lực, chứ đừng nói là chém gãy kiếm của nàng. Vưu Túy mỉa mai nói, bằng cái đao pháp phứt đi này của ngươi à, còn dám trước mặt ta sinh cường. Nàng đột nhiên chủ động lướt người thoái lui, Thi Bình vội vàng lao theo thức thì, Vưu Túy chuyển bộ ngã người nằm sát trên mặt đất, rồi giống như con trạch từ bên dưới quần Thi Bình chui qua, Thi Bình không kịp xoay người, nhuyễn kiếm của Vưu Túy biến thành cương kiếm đâm vào cánh tay phải cầm đao của hắn. Trong một sát na Thi Bình phản xạ xoay người, kiếm của Vưu Túy theo sát đến ngực hắn. Đao chiêu của hắn vốn trước giờ chỉ là công không thủ, bây giờ một khi đình chỉ công kích, tóm lại thật sự chỉ có nước chờ thua mà thôi, lại cũng không có cách để cứu vãn. Thi Bình vội vàng nâng đao chống đỡ, kiếm của Vưu Túy quả có trách đi một chút, đâm trúng vào trong ngực trái của hắn, hắn hét lớn lên một tiếng, bay ngu si diêu ra sau, nằm ngửa trên mặt đất, bất động. Vưu Túy nhanh chóng lướt theo tới sát bên người của hắn, nghi hoặc nói, sao lại có thể chết nhanh như vậy? Bỗng nàng cảm thấy không ổn, tay cầm kiếm đã bị Hy Bình đá trúng làm kiếm bay khỏi tay Vưu Túy, nàng vừa định né tránh, đã lại bị Hy Bình từ dưới mặt đất phóng lên ôm chặt lấy eo, hơn nữa còn đem nàng giãy xuống mặt đất, đè lên nàng, khiến nàng không thể động đậy được. Hy Bình nhịn đau nói, nàng đắc ý quá sớm rồi, lão tử làm sao mà có thể chết dễ dàng như thế này chứ? Vưu Túy cả giận nói, ngươi là đồ lừa đảo lưu manh, có dũng khí thì thả ta ra. Ta không đâm lên người của ngươi 108 lỗ, ta không phải họ Vưu. Thi Bình cười nói, nàng là đồ hồ ly tinh, có thể làm ảo thuật, ta không có cùng nàng chơi nữa. Mặc kệ nói thế nào, nàng cuối cùng cũng đã bị ta tòm chặt được, không được kêu ca nữa. Tứ cẩu, tìm lấy một cái dây thừng thật chắc cho ta. Vưu Túy hoảng hốt nói, ngươi định làm gì? Thi Bình nói, không làm gì cả, chỉ là muốn nàng ngoan ngoãn thôi, đừng dâm kiêm loạn lên làm ta đau. Vưu Túy buồn bã nói, ngươi có phải là nam tử háng không? Thi Bình nói không phải. Tư Cẩu đã đem dây thừng tới nói, ngươi trói hay là để ta trói?
Thi Bình nói, đương nhiên là ngươi rồi, không nhìn thấy tay của ta bị nàng nắm lấy tỏi hả? Tứ Cẩu cười nói, ta chỉ nhìn thấy ngươi nắm lấy tay nàng ta thôi, hơn nửa cãi còn đè nàng thật chật nửa. Thi Bình nói, nói bậy ít thôi, trói lại. Vưu Túy ngoảnh mặt lại đám võ sĩ đạ ngục môn, hét lớn, các ngươi còn không động thủ giết bọn chúng hả? Thi Bình nói, quên nói cho nàng biết, địa ngục môn đã không còn tồn tại nữa rồi, danh xưng môn chủ phu nhân này của nàng cũng là không còn nữa, bọn họ chỉ không ngốc đến nỗi tự đi tìm thần chết. Hai người hợp tác trói Vưu Túy lại, Vưu Túy vùng vẫy không có hiệu quả, đành phải tùy ý cho bọn chúng bài số, cuối cùng bị hai nam nhân trói thành một cái bánh tét mê người, khiến mọi người nhớ tới hình ảnh Nguyên Chân công chúa lúc trước bị Hi Bình bắt lại. Hi Bình đứng lên nói, chúng ta trở về rồi tính sau. Hoàng Đại Hải đi tới nói, đại ca, huynh bị thương có sao không? Hi Bình nhìn lại, thấy một vết thương trên cổ tay do Thi Trúc Sinh đâm chúng đã kết lại, vết thương trên ngực cũng ngừng chảy máu, chỉ là ngực còn đau âm ỉ mà thôi. Hắn miễn cưỡng cười nói, còn tốt, kiếm của nàng ta đâm sâu hơn một chút, mạnh hơn một chút, ta không còn mệnh nữa. Thật là một nữ nhân phiền toái, trở về phải làm một cái lồng sắt đem nhốt nàng ta lại mới được. Vưu Túy phẫn nộ quát, ngươi dám. Hi Bình cười nói, nàng nói sao? Thả đại tẩu ta ra, ta giết ngươi đồ phôi đản. Mọi người nhìn lại, thấy chính là Thi Nhu Vân. Nguyên lai nàng vừa được Địa Kiệt cứu tỉnh, nhìn thấy tình huống này liền cầm lấy trường kiếm của Thi Trúc Sinh rơi trên mặt đất xông về phía Hi Bình. Vỏ kiếm của Hoàng Đại Hải tức thì đánh trúng thanh kiếm trong tay nàng một cái, thanh kiếm vô lực liền thoát khỏi bàn tay nhỏ nhắn của nàng bay ra xa xa. Hi Bình đại thủ khéo léo, đem thân hình nhỏ nhắn của nàng ôm vào lòng, thương tiếc nói, nàng giống như Ái Vũ vậy, một điểm võ công cũng không có, làm sao báo thù. Thi Nhu Vân vùng vẫy trong lòng của hắn, chửi mắng, ngươi thả ta ra. Là ngươi hại chết ca ta, ta phải giết ngươi, đại phôi đản. Thi Bình quay lại Hoàng Đại Hải nói, chúng ta trở về thôi. Từ Phiêu Nhiên nói, chậm đã, ta phải đốt trụi địa ngục môn, giết bằng hết toàn tộc hắn, giải mối hận trong lòng ta. Thi Bình hai mắt tóa ra tia sáng tà dị, nhắm vào Từ Phiêu Nhiên, lạnh lùng nói, thật không? Ông trong lòng có mối hận lớn như vậy à? Chẳng lẽ Thi Trúc Sinh chết đi vẫn còn không thể hóa giải sao? Còn muốn làm chuyện diệt tuyệt như thế này à? Từ Bạch Lộ cả giận nói, đại ca ta là bị hắn giết chết, đừng nghĩ vì hắn tự sát rồi mà chúng ta không truy cứu. Ta muốn đem tất cả thân nhân của hắn giết chết hết, cho hắn biết sự đau khổ khi mất đi thân nhân. Hi Bình ánh mắt buồn bã nói, đúng, nàng nói cũng đúng, đây nàng ta đây. Hắn chỉ vào Thi Nhu Vân trong lòng, sau đó liền nhìn sang Vưu Túy, nói tiếp, tịnh không phải chỉ có nàng có thân nhân nha. Hơn nữa, Thi Trúc Sinh đã chết, nàng cho dù giết bọn họ, hắn làm sao mà biết đây. Nàng đừng quá độc ác, cẩn thận không ai cưới. Từ Phiêu Nhiên ngẫm nghĩ một chút, nói ít nhất ta phải giết bằng được hai nữ nhân này. Hi Bình hết nhẫn nại nói, ta còn sống một ngày, ông đừng hòng động tới một cọng lông sợ tóc của bọn họ. Ta Hoàng Hi Bình đáp ứng chuyện gì, nhất định sẽ làm đến cùng. Từ Bạch Lộ nói, ngươi chỉ đáp ứng chiếu cố muội muội của hắn, tịnh không có đáp ứng chiếu cố thê tử của hắn. Hi Bình chỉ định Bạch Mạt Lị và Cốc U Lan phù trợ Vưu Túy, từng chữ từng câu nói, từ bây giờ trở đi, nàng ta cũng là nữ nhân của ta. Ai dám làm thương tổn nàng ta, ta liền đối với người đó không khách khí. Vưu Túy phẫn nộ quát, cầm miệng ngươi lại, ai là nữ nhân của ngươi? Hi Bình không để ý tới nàng, ngồi quay lại hướng Triệu Tử Huy, Lôi Long, Hoa Tiểu Ba ba người nói, các ngươi không có chuyện gì đáng ngại chứ? Hoa Tiểu Ba nói, mẹ nó, Địa Kiệt Nã Côn truy đuổi ta đang rất tốt, lại đột nhiên đổi thành Thiên Kiệt, nhất thời không thích ứng được, đao huynh lại quá nặng, ta liền bị trúng chiêu. Lôi Long cười khổ nói, không chết được. Triệu Tử Huy nói, còn may là ngươi tới nhanh, bằng không bị thương không chỉ có ba chúng ta. Tiểu tử này đến chết vẫn còn muốn giữ thể diện, đánh chết cũng không thừa nhận mình đáng thất vọng hơn người khác. Hi Bình hướng về Tứ Cẩu và Hoàng Đại Hải nói, thu thập một chút, chúng ta cần phải trở về. Cốc U Lan và Bạch Mạt Lị hai người kèm hai bên, chiếc bánh tét, Vưu Túy bước đi, Vưu Túy quay đầu lại hét, Địa Kiệt, địa ngục môn giờ giao cho ngươi. Người phụ trách làm hậu sự cho môn chủ, cùng với hết thảy mọi sự trong môn phải chu toàn, ta sẽ đem đầu Hoang Hi Bình về tế hắn. Tứ Cẩu nói, Hi Bình, nàng ta giống như không phải là nữ nhân của ngươi a.
Thi Bình nhìn Từ Phiên Nhiên cùng Thiên Phong Song Kiều tức giận cầm đầu đám người Y Khai ở đằng xa đứng đợi mọi người, cười nói ta có nói là nàng ta sao? Hoàng Đại Hải thở dài, xem ra chúng ta cùng với Thiên Phong Bảo chấm dứt rồi. Triệu Tử Hào nói, bọn họ cũng thật là không có nhân tính, ta ủng hộ với Hy Bình, làm người mọi việc đều không cần phải tuyệt tình, thì Trúc Sinh đã chết rồi, vì sao lại còn muốn giết thê tử và muội muội của hắn nữa? Không phải bọn họ đi giết nhi tử của ông ta, hơn nữa chúng ta cũng không phải là lũ đồ tể. Tứ Cẩu nhìn sang Thi Nhu Vân, nói, Hy Bình, tiểu mỹ nhân trong lòng ngươi không còn vùng vẫy nữa kìa. Hy Bình thở dài, nàng ta không còn khí lực nữa, ai? Tử Súc Sinh cũng thật là, chết đi cũng không để người ta bình an. Thi Nhu Vân nói, ngươi không được chửi ca ta, ngươi thả ta ra, ta phải thay ca ta báo thù. Hy Bình nói, tất cả đã nói rồi, ca ca nàng không phải do ta giết, nàng rõ ràng thấy ca ca nàng tự sát, cựu cái gì mà báo. Về sau ngoan ngoãn cho ta a, ta sẽ là đại ca mới của nàng phải nghe lời ta. Thi Nhu Vân gào lên, tóm lại là ngươi hại chết ca ta. Ta không cần ngươi chiếu cố, ngươi là đồ phôi đản, cuồng sát nhân, ngươi mới không phải đại ca ta ăn bản không có biết ngươi. Độc Cô Minh đi tới nói, tất cả đều đã xử lý xong, chúng ta có thể khởi hành rồi. Thi Bình đem đao giao cho Tứ Cẩu, ôm chặt lấy Thi Nhu Vân không còn vẻ láu lỉnh, nói, đi thôi. Ta không đi, đồ phôi đản nhà ngươi thả ta ra, ta phải lưu lại bồi tiếp đại ca ta, các ngươi hại chết ca ta. Ô ô, ca ca. Bọn họ muốn đem Nhu Vân mang đi, Nhu Vân chỉ muốn ở lại bên cạnh huynh thôi. Ca, Thi Nhu Vân lại bắt đầu vùng vẫy, đôi bàn tay nhỏ bé đánh vào Hy Bình, nhưng mà sức mạnh của nàng đối với Hy Bình mà nói, là không đủ tạo thành thương tổn gì, chỉ là nàng có khi đánh chúng vào vết thương nơi ngực hắn, khiến hắn đau đớn cắn chặt quai hàm chịu đựng. Hy Bình mặc kệ nàng cắn đánh như thế nào, vẫn ôm nàng tới bên cạnh Tuấn Mã Ô Long. Ô Long đột nhiên quỳ gối xuống. Hy Bình ôm lấy Thi Nhu Vân ngồi lên trên lưng Ô Long, nói, nàng lưu lại nơi này ta không an tâm, mặc kệ là nàng muốn hay không muốn, ta đã đáp ứng ca nàng. Nếu như hắn còn sống, ta có thể nuốt lời, đáng tiếc hắn chết rồi, ta phải đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cho nên, nàng về sau không được rời khỏi ta. Thi Nhu Vân đối với lời này của hắn, một câu cũng không có lọt tai, vẫn như trước vùng vẫy kêu khóc ta không. Ta hận ngươi, ngươi gì cái gì lại dẫn người tới nhà ta. Ngươi hại chết ca ta, ngươi có biết không, ca đối với Nhu Vân rất tốt, ca là người tốt nhất trên đời, ngươi là kẻ xấu nhất, ta không muốn ở bên cạnh ngươi, ngươi mau thả ta xuống, ngươi. Nàng đột nhiên nói không ra lời, bởi Hy Bình đã cúi xuống, đem khuôn mặt nhỏ của nàng nâng lên, hôn bịt miệng nàng. Cái hôn ôn nhu của cửu nhân, so với bị một kiếm của tình nhân còn bất ngờ hơn. Mọi người về đến Viễn Dương Tiêu Cục vào lúc trời đã tối đen. Từ Phiêu Nhiên dẫn đầu bọn người Thiên Phong Bảo, sớm hơn chúng nhân một bước đã trở về Thiên Phong Bảo, xem ra là muốn cùng bọn Hy Bình phân rõ giới tuyến. Người của Viễn Dương Tiêu Cục đi ra nghênh đón, cùng nhau chào hỏi một phen, Đoạn Lôi Chiến đem Triệu Tử Huy, Hoa Tiểu Ba, Lôi Long mấy người bị thương đi trị thương. Hy Bình phân phó Tuyết Nhi, Thi Nhu Vân, Vư Túy đến phòng Lôi Phượng, rồi mới đi tới chỗ vợ chồng Hoàng Dương Vân An. Tiến vào phòng phu thuê Hoàng Dương. Xuân Yến bảo Hy Bình cởi áo, bà muốn nhìn xem thương thế của Hy Bình thế nào. Hy Bình nói, nương, con không có việc gì đâu. Nhưng hắn vẫn cởi áo ra. Xuân Yến nhìn miệng vết thương đã đóng vẫy, mỗi lần đánh nhau trở về đều đem theo một ít thương tích, khiến cho nương lo lắng, có còn đa không? Hy Bình nói, sao lại không đau chứ? Hoàng Dương thấy nhi tử không có gì đáng ngại, ông nói, ta đi chợ giúp lão gia Tú chăm sóc người bị thương. Có gì cần thì cứ tới chỗ của ta. Xuân Yên nói, chàng đi đi, ta muốn nói chuyện với Bình Nhi. Hoàng Dương xoay người ra ngoài. Xuân Yến vẻ ngạc nhiên nói, Bình Nhi, các vết thương của ngươi trước kia sao giờ đều biến mất hết vậy? Thì Bình lắc đầu nói, con cũng không rõ lắm, mỗi lần sau khi con bị thương, máu đều tự động ngưng chảy, khoảng 10 ngày nửa tháng gì đó thì ngay cả miệng vết thương cũng tự nhiên biến mất. Xuân Yến cười nói, con thật sự là thần kỳ. Nương thật ao hứng thay cho con mặc áo vào đi, thấy con không có việc gì, nương an tâm rồi. Thi Bình mặc lại áo, rồi nói, may mà nàng ta dùng chưa hết lực, bằng không ngực con đã bị nàng ta xuyên thủng qua rồi, thật sự là nữ nhân không nói lý, đem hết thảy mọi việc đều đổ lên đầu ta.
Kỳ thật hắn biết rõ Vưu Túy một liếm này đã sử ra toàn lực rồi. Xuân Yến nói, ai? Thi Bình nói, chính là nữ nhân bị con trói về đó, nàng ta gọi là Vưu Túy, là vợ của Thi Trúc Sinh. Xuân Yến cả kinh nói, người đem nàng ta về làm gì? Thi Bình phải đem chuyện hồ đồ giữa hắn và Vưu Túy thuật lại một lần, kể xong thì nói, bây giờ Thi Trúc Sinh chết rồi, huống hồ nàng với Thi Trúc Sinh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Con với nàng mới chính thức là vợ chồng, cho dù giữ nàng bên người là một chuyện nguy hiểm, con vẫn muốn mang nàng theo, có lẽ đến một ngày rồi nàng sẽ hồi tâm chuyển ý. Xuân Yến thở dài, đã như vậy, con phải đối tốt với nàng ta nghe. Thi Bình cười nói, nương, việc này là đương nhiên rồi, con đối với mỹ nữ từ trước đến giờ vẫn luôn cực kỳ ôn nhu. Xuân Yến cũng cười, nói, Bình Nhi, người gặp Hoa Lôi chưa? Thi Bình nhớ tới tình cảnh lúc Hoa Lôi đang tắm rửa, trả lời, con gặp rồi. Xuân Yến nói, nàng ta bây giờ thế nào rồi? Thi Bình đem những gì biết qua về Hoa Lôi tường tận nói qua một ít. Xuân Yến kinh ngạc nói, tiểu nữ tử này cho đến bây giờ vẫn còn độc thân. Ai, có thể thấy được nàng đối với cha ngươi thật là sâu đậm. Thi Bình cả kinh nói, nương, người nói là Hoa Lôi thích cha. Xuân Yến cả giận nói, đâu chỉ có thích. Nàng ta 13 tuổi đã đại ngôn nói phải lấy cha ngươi. Lúc ấy còn cùng với ta ghen tuông đó. Thi Bình nói, không trách gì lúc nào nàng cũng gọi tên cha, lúc nào cũng có một bộ dạng nhớ nhung thâm tình. Nguyên lai nàng luôn muốn gả cho cha. Mị lực của cha cũng thật là dai đó. Trở về Trường Xuân Đường con lập tức làm bà mối, biến nàng thành nhị nương của con. Xuân Yến buồn nói, hỗn cầu tiểu tử, người rốt cuộc giúp nương hay giúp nàng ta? Nếu cha ngươi dám cưới nàng ta, ta liền chết cho các ngươi xem. Thi Bình ngạc nhiên nói, nương, con có thể lấy nhiều lão bà thế này, vì sao cha lại chỉ được lấy có một a? Xuân Yến giải thích, ngươi với tử lão quỷ kia không giống nhau, huống hồ ngươi là nhi tử của ta, ngươi càng cưới nhiều lão bà, nương càng cao hứng. Nhưng cha ngươi hắn chỉ có thể có một mình nương, nếu hắn có chủ ý lấy thêm nữ nhân, nương sẽ cho hắn biết tay, hừ. Thi Bình cảm thấy buồn cười. Không nghĩ được máu ghen của nương còn lớn như thế này, hắn nói, chờ khi chúng ta trở lại Trường Xuân Đường, sẽ gặp lại Hoa Lôi thôi. Xuân Yến nói ra một câu kinh nhân, Bình Nhi, sau khi trở lại, ngươi liềm câu dẫn Hoa Lôi, biến nàng ta thành con dâu của ta. Thi Bình cả kinh nói, điều này sao mà làm được? Xuân Yến nói, sao lại không được? Nàng ta bất quá hơn Vưu Túy 23 tuổi mà thôi, Vưu Túy nhìn qua cũng chỉ có 23-24 tuổi. Hoa Lôi nhìn qua là 25-26 tuổi. Người ngay đế Vưu Túy cũng dám làm tới, còn sợ Hoa Lôi sao? Thi Bình giải thích nói, nàng ta là cô của Tiểu Mạn, hơn nữa người nàng thích không phải là còn sao có thể cưới nàng ta? Xuân Yến nói, vô luận như thế nào, người phải thu phục lấy lòng của nàng ta lại. Thi Bình nói, nương, người lại biến con thành một thâu tâm tặc rồi. Nhưng lại là tình địch của phụ thân. Cho nhi tử chạy tới cùng với phụ thân tranh thưởng nữ nhân. Xuân Yến xúi dục, nói, vì hạnh phúc của nương ngươi, ngươi không thể hy sinh một chút được sao? Thi Bình gãy đầu nói, vạn nhất con không thể lấy được phương tâm của nàng, nàng không phải quay sang với lão ra sao? Xuân Yến quả quyết phán, nhi tử của ta là nam nhân nào ta biết rõ ràng nhất. Chỉ cần ngươi theo đuổi nàng, tuyệt không thể có lý do thất bại. Ngươi đừng nghĩ tới chuyện rút lui. Nếu ngươi lấy không ngò được hoan tâm của nàng, ít nhất cũng khiến nàng đối với cha ngươi mất hy vọng, nàng muốn lấy ai đều được cả, duy chỉ không được lấy cha ngươi. Thi Bình cười khổ nói, nương, người cấp cho nhi tử một vấn đề nan giải rồi. Xuân Yến nói, mặc kệ khó khăn thế nào, người đều phải cho nương một câu trả lời hoàn mỹ. Thi Bình đứng dậy cáo từ, nói, nương, người để cho Bình Nhi về nghĩ lại đã. Xuân Yến nói, được rồi. Ngươi cũng cần phải trở về, nương không lưu lại ngươi nữa, nhớ rõ lời nương nói, đừng khiến nương thất vọng đấy. Thi Bình vâng lấy một tiếng, ly khai khỏi phòng của phu thê Hoàng Dương. Thật sự là một vấn đề nan giải khiến người ta đau đầu mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.